Mời các bạn nghe phần 7. Bên trong khoang thuyền, Kim Huệ Thụy bị kinh sợ đang nằm trên giường, trên người đắp chăn mỏng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi, trông có vẻ điềm đạm đáng yêu, trước kia Vệ Liên cảm thấy không dễ ở chung với nàng, bây giờ lại thấy hơi đồng tình, thế nên ngồi một bên an ủi. Vệ Liên nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói, đã cho thuyền hoa cập bờ, vào đến nơi ca ca sẽ đưa cô về. Mẫu thân nàng hy vọng ca ca cưới Kim Huệ Thụy, bây giờ ca ca cứu nàng ta từ dưới nước lên, trước mắt bao nhiêu người, Xem như vị tẩu tử này đã được xác định rồi, Kim Huệ Thụy không nói lời nào, duỗi tay kéo chăn bọc kín người. Bóng dáng xoay người rời đi của Vệ Lang đã khắc sâu vào tâm trí nàng, thế nên sau đó nàng được cứu như thế nào? Được ai cứu, đều có chút mơ hồ, vì chuyện này khiến nàng thật sự đau lòng, không thể ngờ người đó lại vô tình đến vậy. Cho dù là một cô nương không quen biết rơi xuống nước, hắn cũng không nên thấy chết mà không cứu có phải không? Huống chi nàng và hắn cũng coi như quen biết, mà nàng còn biết hắn những 6 năm Trước khi hắn đính hôn với La chân thế gia tụ hội, lần đầu tiên nàng nhìn thấy vệ lang thì đã thích hắn, tuy rằng khi đó còn nhỏ tuổi, mông lung mờ mịt, không biết đấy là cảm giác gì. Nhưng mỗi một năm trôi qua, suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, nàng biết mình muốn gả cho người như vệ lang, chỉ khổ nỗi không có cơ hội tiếp cận, thẳng đến một ngày vệ nhị phu nhân mời nàng tới vệ ra. Nàng cứ tưởng rằng cuối cùng cũng có thể thực hiện nguyện vọng. Nàng cố hết sức làm cho tam phu nhân thích nàng, muốn người vệ ra cảm thấy nàng tốt đẹp, ai ngờ đến lúc đó, vệ lang đã có ý trung nhân. Còn thích như vậy, dù là nghe được tin đồn nàng ấy cố ý câu dẫn thái tử thì hắn cũng chưa từng so đo, thậm chí ngày hôm sau còn vội vã đến cầu hôn. Vành mắt kim huệ thụy ướt át, cuối cùng giấc mộng bao năm qua của nàng đã tan vỡ, chỉ hận lúc ấy nàng còn nhỏ tuổi, cho đến hai năm nay mới lớn lên. Nếu sớm hơn, có lẽ sẽ không có kết cục này, thấy nàng sắp khóc, vệ liên kinh ngạc nói, làm sao vậy, hay có chỗ nào không thoải mái. Kim Huệ Thụy còn chưa trả lời, đã có người từ bên ngoài đi vào là lạc bảo châu vệ liên nói tứ biểu muội tới thăm kim cô nương sao lạc bảo châu ừ một tiếng ta đi cùng tam tỷ tỷ ấy đang nói chuyện với tam biểu ca ta liền đi trước một bước nàng ngồi ở mép giường dò hỏi kim cô nương cô sao rồi nghe thấy lạc bảo anh cũng tới kim huệ thụy vội vàng lau mắt ta không sao ngược lại đã làm phiền mọi người phải lo lắng kim cô nương không cần khách khí cô xảy ra chuyện theo lý nên tới hỏi thăm có giọng nói thanh thúy truyền đến Kim Huệ Thụy ngẩng đầu, nhìn thấy Lạc Bảo Anh đã tới, nàng đang đứng trước cửa, mặc áo ngắn màu đỏ thêu hoa hải đường, váy dài trắng thuần, có làn gió thổi qua, tà váy khẽ khàng lay động. Đằng sau là ánh sáng chói lọi, ánh nắng chiếu xuống mặt hồ, lấp lánh đan sen, có cảm giác như nàng sẽ bay lên trời cao. Trong lòng Kim Huệ Thụy chua chát, nhớ đến dáng vẻ của vệ lang lúc ở bên cạnh Lạc Bảo Anh, khó có thể mở lời. Lạc Bảo Anh đi vào, đứng nhìn Kim Huệ Thụy, tóc cô nương còn chưa khô hẳn, xõa ra, làn da trắng nõn cũng có mấy phần động lòng người nàng quay đầu hỏi vệ liên mọi người mời kim cô nương tới đây bây giờ lại xảy ra chuyện đã nghiêm trị nha hoàn kia chưa vệ liên nhấn mày nói đã sớm trừng phạt rồi khi về nhà sẽ lập tức bán ra ngoài kim huệ thụy vội nói không cần làm vậy nàng ta cũng không cố ý là bảo anh lập tức cười rộ lên kim cô nương nhân từ quá cô không nghĩ thử xem nếu không nhờ có nhị biểu ca không chừng lần này cô ngay cả mạng cũng không còn đương nhiên nha hoàn này phải trừng trị nhưng cũng có điểm kỳ quái, nàng ta tự dưng mang thức ăn lên bong thuyền làm gì, chắc chắn là cố ý hại người. Cũng chưa chắc, Vệ Liên cười nhạo một tiếng, tám phần là coi trọng Tam ca, đây không phải là lần đầu, có rất nhiều nữ nhân không biết xấu hổ. Nàng ta kéo cả Vệ Lang vào khiến Lạc Bảo anh không vui, nhưng trước giờ Vệ Liên luôn như vậy, mà nay không có Vệ Hạm ở bên cạnh canh chừng, nói chuyện càng không kiêng nể gì, sao có thể lo nghĩ tới người khác. Nhưng bây giờ trọng yếu không phải chuyện này, Lạc Bảo anh nói, ta thấy không chỉ không biết xấu hổ mà mắt cũng bị mù luôn rồi, không thì sao lại bổ nhào lên người kim cô nương. Vệ liên giật mình. Đúng vậy, nếu muốn câu dẫn vệ lang, đáng lẽ phải ngã vào người hắn. Vệ liên vốn không phải người hiền lành, lập tức hơi nghi ngờ mục đích của nhà hoàn. Vừa nói đôi ba câu đã chĩa mũi nhọn lên người kim huệ thụy, nàng ta âm thầm hoảng sợ, nghĩ thầm quả nhiên lạc bảo anh không tầm thường. Khó trách có thể được thái tử chú ý, có phải lạc bảo anh cũng dựa vào điểm này để câu dẫn vệ lang. Chỉ trách hắn không hề biết bộ mặt thật của nàng nàng ta trầm mặc không nói nói nhiều sai nhiều thấy kim huệ thụy không nói gì lạc bảo anh lại nói trước khi cô rơi xuống nước tam biểu ca nói cô nhặt được một cây châm giống của ta còn đặc biệt tới hỏi huynh ấy vậy đã biết là của ai chưa vệ liên không biết chuyện này kinh ngạc nói có chuyện gì thế kim huệ thụy ngầm cắn răng trên mặt vẫn bình tĩnh tìm được rồi là một nha hoàn của ta đánh rơi đồ của nha hoàn mà lại giống của ta như vậy kim ra nhà cô đúng là chúng ta không theo kịp giọng điệu của lạc bảo anh hơi có vẻ diễu cợt kim huệ thụy không giao động giống như không hiểu gì đâu có chỉ là màu sắc giống nhau chẳng qua là loại ngọc kém chất lượng mà thôi công phu miệng lưỡi không chê vào đâu được rất đúng mực ở bên ngoài là dáng vẻ tiểu thư khuê các nên mới có thể khiến vệ nhị phu nhân coi trọng thậm chí vệ tam phu nhân cũng rất thân thiết với nàng ta nhưng có thể làm được gì cuối cùng cũng không diễn hết được vở kịch lúc này lạc bảo anh chỉ mong nhị phòng vệ ra có thể nhạy bén hơn dù sao nàng cũng không thể nói thẳng ra là Kim Huệ Thụy cố tình tính kế, những chuyện không có chứng cứ như này, chỉ có thể dựa vào đầu óc. Bên ngoài, vệ hàng cởi ra y phục ướt đẫm, phơi lên lan can. Trời nóng, chỉ một lát đã hong gần khô, nam nhân không chú ý như cô nương lúc nào ra ngoài cũng phải mang theo y phục, hắn ta lại mặc vào. Thắt đai lưng xong, ngẩng đầu thấy vệ lang và lạc nguyên chiêu vừa nói chuyện vừa đi tới đây, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ba năm trước hắn ta thi đỗ tiến sĩ, được thăng chức làm một chủ sự nhỏ ở hộ bộ, vốn là chuyện vui nhưng lại bị lạc gia có hai người cùng vào hàn lâm đoạt hết nổi bật vệ lão gia tử suốt ngày khen hai huynh đệ lạc gia có tài chút bản lĩnh của hắn ta lập tức trở nên bé nhỏ không đáng kể sau đó vệ lang chiến thắng trở về được phong làm đại học sĩ ở tả xuân phường mọi người ở kinh thành lại bắt đầu bàn luận về hắn nịnh bợ hắn trong nhà bày tiệc rượu tam phòng nở mày nở mặt vệ lão gia tử cũng vì có cháu trai là vệ lang nên càng thêm kiêu ngạo còn hắn ta thì sao hắn ta lại một lần nữa bị ném ra sau người khác nhưng lúc trước hắn ta cho rằng người giống như vệ lang chẳng qua chỉ là một khúc gỗ phiền phức cùng một dạng với tam thúc nhưng thực tế đã vung cho hắn ta một cái tát vệ lang được làm đại học sĩ sớm muộn gì cũng sẽ gia nhập vào nội các trở thành trọng thần như vệ lão gia tử mà nói không chừng hắn ta sẽ trở thành thuộc hạ của vệ lang vệ hằng không chấp nhận được vì vốn dĩ hắn ta cũng là người xuất sắc ở kinh thành là đối tượng thành thân tốt nhất trong lòng các cô nương hắn ta có bề ngoài anh tuấn gia thế hiển hách 18 tuổi đã trúng cử nhân, 21 tuổi đỗ tiến sĩ, Hiện giờ mới 24 tuổi nhưng đã làm quan ở kinh thành, điều kiện như vậy, có bao nhiêu người hâm mộ. Nhưng Vệ Lang từ Giang Nam tới, từ đó đến nay đều là người xuất sắc nhất Vệ gia, người khác đều bị vầng hào quan của hắn che lấp. Vệ Hằng không muốn chào hỏi, nhanh chóng tránh ra sau. Không ngờ đột nhiên Vệ Liên từ khoang thuyền đi ra, suýt nữa hai người đâm vào nhau. Làm gì vậy, sao lại hấp ta hấp tấp như thế? Vệ Hằng nhíu mày. Vệ Liên kéo hắn đến một góc, nói nhỏ, "Muội cảm thấy chuyện của Kim cô nương có điều mờ ám." đang muốn đi tìm huynh. Ca ca, huynh nghĩ mà xem, sao nàng ta lại cứ phải ngã ở chỗ Tam ca, còn hỏi cây châm nào đó, nói là của Lạc Bảo anh, thế sao nàng ta không trực tiếp đi hỏi Lạc Bảo anh? Muội có ý gì?" Vệ Hằng hỏi, không chú ý tới sắc mặt ca ca, Vệ Liên nói, "Muội nghi là nàng ta cố ý, có phải nàng ta muốn để Tam ca cứu mình không?" Vốn dĩ Vệ Liên đã không ưa Kim Huệ Thụy, nếu không phải là ý của mẫu thân thì nàng ta không hề muốn gần gũi. Lúc nãy được Lạc Bảo anh chỉ điểm, nàng ta càng nghĩ càng thấy Kim Huệ Thụy có vấn đề, thế nên mới vội vàng tới nói cho vệ hằng. Ai ngờ vệ hằng nghe xong lời này, đột nhiên của mắng, đừng nói bậy, ai sẽ mang mạng sống của mình ra đùa giỡn. Không biết suốt ngày muội suy nghĩ cái gì, những lời vừa nãy, sau này không bao giờ được nhắc lại nữa. Bằng không đừng trách ta, hắn tới gần hai bước, giống như muốn vung tay lên. dáng vẻ hung ác hù dọa vệ liên, nàng ta hoảng sợ nói, ca ca, huynh muốn đánh muội sao. Ta, ta không phải. Vệ hằng giật mình, khôi phục lý trí, khẽ xoa đầu Vệ Liên, ta chỉ muốn muội đừng nói linh tinh, với gia thế của Kim cô nương, nàng ấy cần gì phải làm vậy? Cũng không phải là không ai muốn lấy, rốt cuộc muội nghe ai nói? Dù gì cũng là cô nương được nhiều công tử có gia thế tốt tới cầu hôn, Vệ Liên thấy Vệ Hằng nói vậy, lại nổi lên nghi ngờ. Vệ Lang đã đính hôn, Kim Huệ Thụy làm như vậy cũng không được gì, hơn nữa đúng như ca ca nàng ta nói, gia thế Kim Huệ Thụy không kém, lại không phải là thứ nữ do tiểu thiếp sinh ra, nàng ta ngập ngừng nói: muội cũng là suy nghĩ cho huynh vệ hằng nghiêm mặt nói ta biết muội biết sai là được rồi đi vào nói chuyện với kim cô nương đi có lẽ nàng ấy vẫn còn sợ lúc hắn cứu được nàng nàng dựa vào ngực hắn hai tay ôm chặt eo hắn cứ như vậy ỉ lại hắn sao nàng có thể thích vệ lang chẳng lẽ tất cả cô nương trên đời này chỉ thích vệ lang sao tuyệt đối không phải hắn ta không tin xoay người rời đi ở thuyền hoa giữa hồ hoa chăn ngồi trong khoang uống hết chén này đến chén khác la thiên trì đã nhìn một lúc bây giờ mới nhàn nhạt, nhạt nói ta đã sớm nói ngươi còn không tin lạc tam cô nương không thể nào thích ngươi hôm nay ngươi lại lỗ mãng như vậy sẽ chỉ khiến nàng ấy thêm chán ghét lại có thể đưa bảo cung ở trước mặt mọi người cũng chỉ có hoa chăn làm ra được hoa chăn không nói chuyện nhớ tới lúc vệ lang ném cung về biểu cảm của lạc bảo anh giống như chút được gánh nặng nàng thật sự không thích hắn hắn đã nhìn ra hắn đặt chén rượu xuống vậy ngươi có cách nào không la thiên trì nói ngươi điên rồi lúc này còn muốn cách gì trước hết nghĩ lúc về nhà bị phụ thân ngươi đánh như thế nào đi. Cùng lắm là chịu mấy roi, hoa chăn cười nhạo một tiếng, và lại, ta làm thế này cũng có chỗ lợi, bây giờ thanh danh truyền ra ngoài. Ai cũng biết ta thích lạc bảo anh, nói vậy trong nhà sẽ không dẫn cô nương khác tới nữa, không phải tại ta được thanh tịnh rồi sao. Chỉ vì chuyện này mà ta bị mẫu thân làm phiền đến chết mất. La Thiên chỉ không nói gì. Hoa chăn rót cho hắn một chén rượu, ta thật lòng hỏi ngươi, ngươi cảm thấy có cách nào không? Không có. La Thiên chỉ nói, huống chi, ngươi cũng không phải thật sự thích nàng ngươi nói cái gì hoa chăn giận dữ ta như vậy còn không phải với điều kiện của hắn nhưng chỉ tâm tâm niệm niệm muốn cưới lạc bảo anh vậy đây là gì hắn không biết thế nào mới phải không phải la thiên chỉ nói như chém đinh chặt sắt nếu thật sự thích thì sẽ không làm khó nàng giống như lạc bảo anh là tỉ tỉ ruột của hắn tận trong đáy lòng hắn luôn muốn được ở cùng một chỗ với nàng quay trở lại giống như trước kia như lạc bảo anh không muốn thì hắn sẽ không ép buộc làm đệ đệ chỉ cần nhìn thấy nàng vui vẻ là được rồi hiện giờ tất cả những gì hắn có thể làm chính là ở phía sau bảo vệ nàng ngay cả cái này hoa chăn cũng không làm được vậy nói gì đến thích ngươi không thấy hôm nay nàng tức giận ư nàng đã không thích ngươi ngươi lại cố tình đối nghịch với nàng khiến nàng khó chịu ngươi có nghĩ cho nàng không bị hỏi đến á khẩu không trả lời được hoa chăn lắc chén rượu trong tay có lẽ chính vì thế nàng mới không thích hắn nhớ lại vài lần ở chung không có lần nào là vui vẻ hắn luôn bắt nạt nàng làm nàng mất hứng cũng khó trách nàng không cho hắn sắc mặt tốt nhưng hắn lại thích nhìn dáng vẻ sinh động như vậy của nàng hắn lại uống một hơi cạn sạch chén rượu đã mấy tháng dương lập không lâm triều hôm nay ở trong nội điện càn thanh cung dương húc đang bẩm báo chuyện liên quan đến ngân sách của hộ bộ kết quả dương húc chưa nói được mấy câu thì ông đã thấy nóng lòng khó chịu có lẽ đã lớn tuổi bây giờ chỉ muốn hưởng thụ an nhàn xua tay ngắt lời nhi tử ông nói sau này không cần nói với trẫm nữa tất cả đều do con làm chủ dương húc vâng lời lúc này vệ lang đi vào hắn là đại học sĩ đương nhiên phải làm tròn bổn phận giảng giải kinh thư cho dương lập nhưng hiển nhiên dương lập không có hứng thú với chuyện này trái lại thường xuyên bảo hắn đọc thoại bản kể chuyện lý thú ở dân gian có lúc cao hứng thậm chí còn để hắn bình luận thi họa nhưng hầu hết thời gian hắn đều ở bên cạnh dương húc nhìn thấy hắn dương lập vô cùng thân thiết tới đây hôm qua trẫm có được một bộ văn bia của thánh thư tiền triều ngươi nhìn xem có phải là thật hay không bây giờ chỉ cần có tay nghề một chút là có thể viết giống như đúc mấy tiểu tử đi thu thập về thường hay bị lừa vệ lang liền đi tới dương lập bày văn bia ra cho hắn xem dương húc ở bên cạnh nói phụ hoàng vệ đại nhân đến giảng kinh cho người người lại khai ngược mỗi ngày phong hoa tuyết nguyệt chỉ sợ sẽ mai một tài hoa của vệ đại nhân dương lập liền cười mai một gì chứ vừa mới đi đánh giặc trở về không thể nghỉ ngơi một thời gian sao hơn nữa con cũng giao cho hắn không ít việc giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì nhìn vệ lang một cái sau đó nói với dương húc hắn sắp sửa thành thân con thả hắn mấy ngày đi, vì chuyện này mà hắn cũng bị dày vò không ít. Vệ lang ngẩn ra, nghĩ thầm sao mình lại bị dày vò. Dương Lập thấy vệ lang không hiểu, trêu gẹo nói, không phải tiểu nhi tử của Hoa Chí muốn đoạt người của ngươi sao. Hôm qua bị đánh đến mức hôm nay không thể vào cung, còn phải tìm thị vệ khác thay thế. Vệ lang hơi lúng túng, ho nhẹ nói, chỉ là hiểu lầm. Dương Húc nhìn vệ lang, nhớ tới lạc bảo anh, lúc ấy mẫu hậu hỏi hắn chọn ai làm kế thất, hắn chưa trả lời, Ai ngờ mới có mấy ngày liền nghe nói vệ lang đã đính hôn với lạc bảo anh. Thật ra thì hắn nên lường trước được, cô nương vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như vậy, không thể nào chờ đến cập kê, không phải bây giờ chỉ mới 14 tuổi thôi sao. Thân sắc hắn nhàn nhạt, nhạt, phụ hoàng, người đừng chơi đùa vệ đại nhân. Dương Lập cũng không nói nữa, thúc giục vệ lang xem văn bia, cô nương ra coi trọng thanh danh, tuy vệ hằng làm chuyện tốt, nhưng lúc cứu Kim Huệ Thụy, không tránh khỏi chạm vào người cô nương nhà người ta, vệ nhị phu nhân được gãi đúng chỗ ngứa, thấy nhi tử cũng nguyện ý, thương lượng với vệ nhị lão ra rồi lập tức tới kim gia cầu hôn lúc này kim gia không làm bộ làm tịch nữa bây giờ nữ nhi nhà họ còn có thể gả cho ai cho nên hôn sự này nhanh chóng định ra lại chọn luôn ngày tốt vào tháng 8. đến khi lạc bảo anh biết cũng đã qua vài ngày nàng thật sự không ngờ vệ liên và vệ hằng lại ngu ngốc như vậy nhưng nghĩ đến vệ nhị phu nhân từ trước đến giờ không có quan hệ tốt với lạc gia nếu nhất định muốn cưới kim huệ thụy tự rước lấy nhục vậy thì cứ cưới đi dù sao nhị phòng và tam phòng đều có sân viện riêng sau này nàng gả đến ngoại trừ lúc bình thường chào hỏi qua loa lấy lệ thì cũng không cần để ý đến nàng cất kim chỉ trong tay đưa giày cho tử phù đem đến chỗ tam biểu ca ngày nào cũng nhắc tới bây giờ hắn có thể toại nguyện cũng không biết hắn có đi luôn không nàng cong môi cười thời gian nhanh chóng trôi qua năm cũ đã hết tới tháng 2, vệ gia liền mang xính lễ tới ngày đó có rất nhiều người đến xem thổi sáo đánh trống nô bộc mặc quần áo đỏ gánh dương đỏ xếp thành một hàng dài nghe nói tình hình bên ngoài lão thái thái nghĩ thầm may mà đã sớm dọn đến nhà mới bằng không thật không biết để ở đâu trên mặt không giấu được ý cười có ai không biết lạc bảo anh gả đi vẻ vang rạng rỡ như thế nào đó cũng là phúc phận của lạc gia lạc bảo châu ríu rít nói với lạc bảo anh tam biểu ca cũng tới cho người đọc danh mục quà tặng cả một bảng dài muội thấy có một bình phong ngọc thạch to lắm chạm trổ tiên nữ giải hoa đẹp vô cùng tổ mẫu vừa thấy đã thích đỏ mắt lúc ấy đặt ở chính phòng mẫu thân á còn hơi chê tổ mẫu mất thể diện đấy nàng nói sinh động như thật lạc bảo anh cười rộ lên có thể tưởng tượng ra cảnh này đi thôi tổ mẫu bảo tỉ ra ngoài lạc bảo châu kéo lạc bảo anh lạc bảo anh nói gấp gì chứ ta còn phải đeo khuyên tai nhìn vào gương nàng đeo lên một đôi khuyên hạt châu san hô hai người từ đông khóa viện đi ra nàng vừa mới lộ mặt thì đã thấy vệ lang đứng ở trong viện mặc áo bào đỏ tươi bất ngờ nhìn thấy hắn đi đôi giày năm ngoái nàng làm nàng nghĩ thầm vẫn chưa bị hỏng sao thấy nàng cười nhạo vệ lang không để bụng giờ phút này trong lòng hắn tràn ngập vui mừng vì đã chờ đợi ngày này quá lâu may mà cuối cùng cũng đến bởi vì rất nhanh sẽ tới ngày thành thân hai người dù có thấy nhau thì cũng phải vội vàng tách ra lạc bảo anh đến chính phòng vừa mới bước lên bậc cửa đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của lão thái thái lạc bảo châu nói cười suốt từ sáng đến giờ không biết tổ mẫu có khát nước không nữa lạc bảo anh phụt cười muội đấy đừng có mà trêu chọc lão nhân ra lạc bảo châu thở dài nhưng đến lúc tỷ thành thân kiểu gì tổ mẫu cũng đau lòng đến khóc cho mà xem trong nhà lão thái thái yêu thương nàng nhất sao có thể chịu được vậy muội không đau lòng sao lạc bảo anh hỏi muội không quá đau lòng muội đã nghĩ kỹ rồi hai nhà ở gần nhau nếu nhớ tỷ thì muội lập tức cưỡi ngựa nhỏ sang về ra lạc bảo châu đung đưa ống tay áo nàng tỷ sẽ không chặn muội ở ngoài cửa chứ tam tỷ tiểu cô nương 13 tuổi vẫn nghĩ mình là tiểu hài tử nhất quyết làm nũng không buông tha lạc bảo anh nói muội tưởng vệ gia là khách điếm chắc muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao tam tỷ nàng càng thêm vô lại trên đường đến nhà chính cứ một mực kéo ống tay áo lạc bảo anh đến khi nhìn thấy ánh mắt viên thị chiếu tới mới xấu hổ buông ra lão thái thái nhìn thấy lạc bảo anh liền vẫy tay tới đây bảo anh tới ngồi cùng ta bà cười nói hôm nay vệ gia đưa xính lễ tới ta thấy cũng phải mang của hồi môn đến cho con xem mẫu thân con đã chuẩn bị nhiều ngày con nhìn một chút cho vui mừng còn nữa Mẫu thân con nói phải mang theo thị tỷ, con xem mang ai đi, hạ nhân trong nhà, con thấy ai thuận mắt thì cứ dẫn đi cùng. Nghe thấy lời này, Lam Ninh và Tử Phù theo bản năng lập tức đứng thẳng người. Các nàng vẫn luôn mong mỏi được đến vệ gia, Nhưng Lạc Bảo Anh không có tinh thần nhìn, thật sự của hồi môn lúc trước của nàng quá phong phú, những thứ này không đủ nhét kẽ răng. Nhưng thấy hai người kia đều hứng thú bừng bừng, liền cầm danh sách lên xem, vừa nhìn lại thấy hơi cảm động. Tuy nàng đã nói với viên thị rất nhiều lần là không cần long trọng, nhưng viên thị vẫn đặt mua cho nàng mấy mảnh dụng tốt thậm chí còn có một gian cửa hàng cũng không biết dành dụng bạc ở đâu để mua con không biết nói gì cho phải nàng nhìn về phía lão thái thái viên thị nghiêm mặt nói công ơn của tổ mẫu phụ thân và mẫu thân con nhất định sẽ ghi tạc trong lòng thấy nàng cảm kích viên thị liền cười rộ lên đều là việc phải làm con chính là đích trưởng nữ nhà ta lại bảo nàng chọn người đi cùng kỳ thật lạc ra có rất ít hạ nhân chỉ có mấy người ngày nào cũng nhìn thấy lạc bảo anh suy nghĩ một lúc rất nhanh chọn ra 8 người. Viên thị âm thầm gật đầu, chỉ cần nhìn việc này thì cũng biết được mắt nhìn của Lạc Bảo Anh, bình thường dường như mỗi ngày chỉ biết cầm kỳ thư họa rồi đến nói chuyện với lão thái thái, nhưng trên thực tế, bọn hạ nhân làm việc như thế nào, nàng đều biết rõ, không phải chỉ chọn mấy người thông minh lanh lợi thôi sao. Nhưng vệ ra là một đại gia tộc, đúng là hạ nhân nên lanh lợi một chút, không thể gây rắc rối cho chủ tử. Vốn định dặn dò vài câu, nhưng nàng không nói nữa, nữ nhi thông minh như vậy, căn bản cũng không cần thiết. Tới ngày 25 tháng 3, đêm trước ngày thành thân, đúng như Lạc Bảo Châu đoán, lão thái thái từ vài ngày trước đã bắt đầu đau lòng, đến hôm nay, nhìn viên thị trải đầu cho Lạc Bảo Anh. Nước mắt không nhịn được chảy xuống khiến Lạc Bảo Anh cũng khóc theo, hai người Lạc Vân và viên thị phải an ủi hết lời thì lão thái thái mới đỡ hơn, nhưng vẫn nắm chặt tay Lạc Bảo Anh không buông. Ngồi đến tận giờ hợi, lão thái thái nằm xuống ngủ, Lạc Bảo Anh mới trở về. Tử phù lấy khăn ấm cho nàng lau mặt, thở dài nói, đôi mắt hơi sưng lên, cô nương phải nhanh đi ngủ thôi, nếu không ngày mai sẽ không xinh đẹp. Chỉ có một chút như vậy, có thể ảnh hưởng gì tới cô nương, mà cho dù có xưng lợi hại đi nữa. Đến vệ gia cũng chỉ có cô ra nhìn thấy, sao cô ra có thể ghét bỏ, thích còn không kịp ấy chứ. Lam Ninh vui sướng, nói mấy lời không nghiêm túc, còn dám trêu gẹo chủ tử. Lạc bảo anh mắng nàng, đều đi xuống đi. Tuy là ngữ khí nghiêm túc nhưng không hề hung dữ, hai nha hoàn cười tủm tỉm lui xuống, đóng cửa phòng. Lạc bảo anh ở trên giường lật đi lật lại, Mãi mà không ngủ được, rõ ràng biết ngày mai sẽ bận rộn, phải mau chóng đi ngủ, nhưng lúc này nàng lại rất kích động, không hề buồn ngủ, có lẽ là cảm thấy thế sự thật diệu kỳ. Trước đây thích Vệ Lăng nhưng hắn chưa từng đáp lại, mà nay đã thay đổi thành người khác nhưng cuối cùng lại vẫn gả cho hắn. Tự cho là đã dứt bỏ con đường này rồi, nỗ lực tiến lên phía trước, đến lúc quay đầu lại, hóa ra vẫn là điểm cuối lúc ban đầu. Giống như đã định trước, nàng nhìn màn giường màu xanh nhạt, hơi ngơ ngẩn, thầm nghĩ không biết lúc này hắn đang làm gì, ngủ rồi sao? Nhưng mà, qua hôm nay nàng sẽ không cần đoán, bởi vì sau này ngày nào cũng sẽ nhìn thấy hắn, còn sẽ ngủ chung. Mặt nàng lại hơi đỏ lên, trái tim trong lồng ngực đang đập loạn, nhớ tới ánh mắt nóng rực của hắn, nụ hôn mãnh liệt triền miên, cả người không nhịn được nóng lên, giống như hắn đang ôm nàng. Nàng kéo chăn che mặt, nghiêng người, nhắm mắt lại. Cũng không biết đã qua bao lâu, giữa lúc mơ mơ màng màng, cảm giác có người ngồi bên cạnh, nàng giơ tay dụi mắt, trong cảnh tranh tối tranh sáng, gương mặt hoa chăn hiện ra trước mắt. Nàng giống như bị nước đá tưới lên người lập tức tỉnh táo lại, đang định kêu lên, hắn nhẹ giọng nói, "Ngày mai nàng xuất giá, nàng kêu lên, còn có trong sạch sao?" Nàng mím môi, ngón tay bấu chặt vào chăn, nhìn chằm chằm hắn nói, "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" "Ta chỉ muốn nhìn nàng một lúc, nàng đừng sợ." Hắn ngồi xổm xuống, ngang với mặt nàng. Nàng không biết hắn đã nhìn nàng hồi lâu. Nhìn dáng vẻ vui sướng của nàng, không giống như ngày thường lạnh nhạt, chán ghét hắn, sau đó nàng vừa mở mắt thì lập tức tràn đầy cảnh giác đúng như la thiên trì nói rốt cuộc lúc trước hắn đã làm sai nhưng những chuyện đó không thể thay đổi được hắn dịu dàng nói ta không phải tới bắt nạt nàng người thô bạo như vậy nhưng lúc này lại mềm mại như nước lạc bảo anh giật mình hơi thả lỏng nói ngươi không định bắt nạt ta vậy bây giờ ngươi đi đi đương nhiên ta sẽ đi nhưng ta có mấy lời muốn nói với nàng hắn cực kỳ nghiêm túc sau khi nàng gả cho vệ tam ca nếu hắn đối với nàng không tốt hoặc là vệ gia đối với nàng không tốt nàng không cần chịu uất ức ta vẫn sẽ nguyện ý cưới nàng Nghe giống như chuyện hoang đường, Lạc Bảo Anh kinh ngạc, ta đã gả một lần, ngươi vẫn còn muốn cưới. Sao lại không thể cưới, nàng vẫn là nàng mà. Hoa chăn nói, ta không để bụng chuyện đó, nàng cũng đừng cho là ta chỉ biết bắt nạt nàng. À, hắn dừng một lúc, ta cũng có thể đối tốt với nàng. Một khắc này, trên mặt hắn không hề có vẻ cuồng vọng, lỗ mãng, giống như lấy trái tim ra cho nàng xem. Lạc Bảo Anh ngây dại, hắn không nói nữa, ngồi sủng đến mệt, may mà ngồi dưới đất, đặt khuôn mặt góc cạnh lên chân nàng. Mái tóc đen nhánh lọt vào tầm mắt, nhớ tới tiểu tử nhỏ tuổi ngày trước đã từng đi theo sau La Thiên Trì, thoải mái gọi nàng là tỷ tỷ, giống như vừa mới hôm qua. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào tử kim quan trên đầu hắn, dịu dàng nói: "Có lẽ lúc đó ngươi đã thích người khác, nếu gặp được, ngươi phải đối xử với nàng ấy thật tốt." Hắn buồn bực nói: "Không có có lẽ, người ta thích chính là nàng." Vẫn là tính trẻ con như trước, nhưng mọi chuyện trên đời đều có thể thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết sau này sẽ như thế nào, có lẽ là tâm đầu ý hợp cũng có lẽ là đứt gánh giữa đường, ai mà biết được. Nàng khẽ thở dài, ta hiểu lời ngươi nói hôm nay, giả sử vệ lang không tốt với ta, đương nhiên ta sẽ hòa ly, nhưng có thể gả cho ngươi hay không, vẫn còn khó nói. Hắn khẽ cười rộ lên, ngẩng đầu, trong mắt lại khôi phục vẻ phấn chấn như xưa, hắn đứng lên, ta đi đây. Bóng người nhanh nhẹn vút qua cửa sổ, trong nháy mắt biến mất không còn dấu tích. Đến khi ánh nắng sớm chiếu vào phòng, tử phù và lam linh đi vào, thấy cô nương nhà mình vẫn ngủ say, các nàng đặt chậu rửa mặt xuống cũng không nghe thấy, nhất thời không đành lòng đánh thức nàng. Từ phù nhìn sắc trời, nhẹ giọng nói, chờ thêm một lúc nữa, có lẽ là không ngủ ngon. Lam Linh gật đầu, hai người lại lui ra ngoài. Mãi cho đến lúc mặt trời lên cao, Lạc Bảo Anh mới tỉnh. Mở mắt ra, lại thấy bên gian ngoài có ba người đang ngồi, ba tỷ muội đang cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Sao mọi người tới sớm vậy? Nàng kinh ngạc. Ba tỷ muội ở bên ngoài nghe thấy, lần lượt đi vào, Lạc Bảo Đường đã có thai được 6 tháng, bụng tròn ưỡn cao, lạc bảo anh ngạc nhiên, nhị tỷ, sao tỷ lớn bụng rồi mà vẫn tới. Cần phải cẩn thận một chút, nàng đi giày thêu vào rồi xuống giường. Nàng chỉ mặc trung y, đường cong lộ rõ ràng, lạc bảo trương cười mờ ám, tam biểu ca đúng là diễm phúc không hết. Mặt lạc bảo anh đỏ bừng, lườm nàng nói, đừng dạy hư châu châu. Tứ muội đã 13 tuổi, dạy hư cái gì, một thời gian nữa cũng sẽ gả chồng. Lạc bảo trương nhìn lạc bảo đường, hơi ghen tị, tuy gần như ngày nào trương cữu cũng chạm vào nàng nhưng nàng vẫn chưa hoài thai nhìn lạc bảo đường mà xem mấy tháng nữa là sinh nhưng đều là tỉ muội nhà mình xa thương gần thường khó có lúc gặp nhau ngược lại sinh ra cảm giác rất thân thiết nàng đỡ lạc bảo đường nói với lạc bảo anh trương gia cũng sắp có chuyện vui cuối cùng cũng có người muốn tiểu cô nhà ta lạc bảo anh tò mò gả cho ai vậy họ trần người nhà ninh tây hầu phủ lạc bảo trương nói có lẽ là mắt mù rồi nên mới nhìn chúng nàng ta ấy thế mà nàng ta còn không chịu làm loạn lên, bị phụ thân phạt một trận mới chịu dừng. Có lẽ vẫn còn muốn gả cho đệ đệ, nhưng với tính tình này của Trương Bội, nhà ai cưới về coi như xui xẻo, nàng cười trào phúng, nhưng cũng không đánh giá, chỉ nói, mỗi người một mệnh. Hai nha hoàn rửa mặt trải đầu cho nàng, lúc này đã là buổi trưa, nàng dùng cơm trưa với ba tỷ muội, một lúc sau, có một bà tử tới cạo lông mặt cho nàng. Lạc Bảo Châu nhìn lại thấy đau, Lạc Bảo Anh cũng thấy trên mặt nóng rát, suýt nữa đã kêu lên, một lúc lâu bà tử mới dừng lại, lạc bảo trương cười đi lên thêm trang ra tay rất hào phóng là một đôi vòng ngọc tốt lạc bảo đường tặng một cây châm vàng hiện giờ đường thận trung làm việc ở công bộ cũng có bổng lộc cuộc sống ngày một tốt hơn nhìn sắc mặt của nàng ấy là có thể nhận ra lạc bảo anh cảm ơn đến phiên lạc bảo châu lại là bê một bộ tranh tứ bình tới phải biết rằng đứa nhỏ này cực kỳ lười biếng không đoán được còn có thể tự tay theo cái này khó trách lúc trước nói sẽ đưa đại lễ giấu thật tốt nhìn bóng dáng thanh nhã ẩn mình trong khóm trúc dưới đêm trăng lạc bảo anh ôm chặt nàng thật đẹp ta nhất định đặt nó ở thư phòng ngày nào cũng thấy thấy nàng thích lạc bảo châu lập tức cảm thấy không ủng phí công sức cười vui dạo rực lão thái thái và mấy người viên thị cũng lần lượt đi tới nhất thời trong phòng cười nói vui vẻ cũng không có phần buồn thương cho đến gần giờ lành lạc bảo anh mặc hỉ phục phượng ngậm mẫu đơn lên người mọi người mới lộ ra không nữa lạc bảo châu nghe thấy tiếng pháo lập tức khóc lên giữ chặt tay nàng tay nhỏ ấm áp khiến nàng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy lạc bảo châu khi đó muội muội mới 7 tuổi thì ra đã qua 6 năm nàng đã ở lạc gia 6 năm khóe mắt nàng cũng ướt cúi đầu nói bên tai lạc bảo châu ta hứa sẽ để muội tới vệ gia đừng khóc nữa nhưng lạc bảo châu sao có thể chịu đựng được từ nhỏ nàng đã thích tam tỷ tỷ như vậy bây giờ thật giống như cốt nhục chia lìa viên thị an ủi nàng lại trùm khăn von đỏ cho lạc bảo anh nhẹ giọng nói bảo anh gả đến vệ gia hôm nay là ngày vui đứa nhỏ ngốc này còn không phải sau này sẽ tha hồ đến đó chạy nhảy sao mọi người đều cười rộ lên viên thị đỡ lạc bảo anh đi tới cửa có chuyện cần chúng ta giúp thì cứ nói nhưng con thông minh như vậy ta thấy cũng không có gì phải dặn dò chỉ mong con có thể vui vẻ thuận lợi nói xong lời cuối cùng cũng không khỏi nghẹn ngào đã từng vì nàng không phải là nữ nhi thân sinh mà đề phòng mà so đo nhưng mấy năm nay ở trung hòa hợp rốt cuộc sinh ra chân tình giờ phút này trong lòng tràn ngập cảm giác không bỏ được lạc bảo anh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng mẫu thân bảo trọng kiếp trước hai đời này hình bóng mẫu thân trong trí nhớ của nàng đều đã mơ hồ có lẽ viên thị chưa làm được trọn vẹn nhưng luôn thật lòng quan tâm nàng nàng khẽ nói cảm ơn người bước ra cửa nàng nằm trên lưng lạc nguyên chiêu ca ca cõng nàng đi ra đông khóa viện phía sau có tiếng khóc nức nở khay khẽ nàng gác đầu lên bả vai lạc nguyên chiêu nghĩ thầm nữ nhi nhất định phải gả ra ngoài gần 10 năm ở nhà mẹ đẻ bây giờ biệt ly quả thật đau lòng tuy nàng chưa hiểu hết được nhưng vẫn thấy chua xót không khỏi nói, sau này ca ca phải đối xử với tẩu tử tương lai thật tốt. Trong đầu Lạc Nguyên Chiêu hiện ra gương mặt tưởng tịnh anh, biết chẳng mấy nữa hai người sẽ đính hôn, hắn nói, "Lúc này muội còn nghĩ đến những chuyện này, ngược lại là muội, nếu muội phu không đối xử tốt với muội, nhất định phải nói cho ta." Sao ai cũng thích nói cái này vậy? Lạc Bảo anh nói, "Huynh ấy mới không dám đối xử tệ với muội đâu." Lạc Nguyên Chiêu lập tức cười rộ lên, "Cũng đúng, muội muội xuất chúng như vậy, có biết bao nam nhân thích nàng." cưới trở về nhất định sẽ đặt trong lòng bàn tay để yêu thương. Nghe được lời nói của nàng, nỗi buồn ly biệt giống như phai nhạt đi một ít, hắn nói, "Muội an tâm gả đi, trong nhà đã có ta lo." Nàng ư ừ một tiếng, cọ cọ đầu vào cổ hắn, một mảnh đe nhánh, nhớ tới La Thiên Trì, nếu nàng vẫn là La chân, có phải lúc này là đệ đệ cõng nàng không? Cũng không biết bây giờ hắn ở đâu, hay là tới vệ ra uống rượu mừng. Đó là người thân thật sự của nàng, nhưng lúc này lại không thể ở bên, mũi nàng không nhịn được chua xót. Tới Kiệu Hoa lạc nguyên chiêu đặt nàng xuống lạc bảo anh nghe thấy giọng nói của vệ lang vân hạc ngươi yên tâm tuyệt đối bảo anh sẽ không phải chịu uất ức ca ca còn chưa dặn dò chính hắn đã nói trước lạc bảo anh thấy buồn cười quả thật là da mặt dày đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng nói gần gần ở ngay bên tai nàng bảo anh chúng ta về nhà thôi vừa ôn nhu vừa có chút đùa giỡn hơi thở kia giống như xuyên qua khăn voan, mũ phượng trực tiếp thổi vào tai nàng má nàng nóng lên ngồi vào kiệu hoa kiệu phu nâng cỗ kiệu lên lúc này đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên chúc mừng vệ công tử nếu vệ công tử không ngại có nhiều thêm một phù rể chắc cũng không sao chứ đệ đệ tới lạc bảo anh vừa kinh ngạc vừa vui mừng chỉ hận không thể thò đầu ra ngoài vệ lang nhớn mày ngày tốt thế này mà la thiên trì còn tới xen một chân chẳng qua đã cam tâm tình nguyện làm phù rể đương nhiên hắn sẽ không để ý hắn xoay người lên ngựa nhàn nhạt, nhạt nói làm phiền hầu ra giữa tiếng trống chiêng vang dội tiếng pháo nổ vang trời kiệu hoa chậm rãi đi đến vệ ra là bảo anh ngồi bên trong nhớ tới lúc này có đệ đệ làm bạn ở bên cạnh bù đắp nỗi tiếc nuối trong lòng nàng khóe miệng nàng cong cong vui vẻ cười rộ lên tuy không biết lúc này dáng vẻ bảo anh như thế nào nhưng la thiên chỉ có thể tới đưa nàng coi như đã thỏa mãn hắn ngồi trên lưng ngựa sắc mặt ôn hòa lại có chút phức tạp nửa vui mừng nửa phiền muộn vệ lang liếc mắt nhìn vẫn không hiểu nổi tâm tư của la thiên trì nếu nói là thích lạc bảo anh vậy sao có thể trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác ít nhất vệ lang hắn không làm được ít nhất hắn tất cả mọi biện pháp đều phải thử một lần hắn nghĩ một lúc lại lắc đầu đã đến lúc này còn để ý tới người khác làm gì chỉ một lúc nữa hắn sẽ cùng lạc bảo anh bái đường thành thân cũng không biết khi vén khăn voan lên sẽ là cảnh tượng gì hắn tràn đầy hưng phấn hận không thể khiến cho con đường ngắn lại nhưng tổ mẫu đã dặn dò nhiều lần nói từ trước đến nay vệ ra luôn khiêm tốn nhưng hôm nay hắn cưới vợ nhất định phải phong quang vô hạn kiệu hoa bắt buộc phải đi hai vòng quanh kinh thành giải không biết bao nhiêu tiền mừng dân chúng ồ ạt vây quanh bốn phía tiếng chúc mừng thậm chí có thể lấn át tiếng pháo nổ lạc bảo anh ở bên trong không nhịn được phải che tay lại may mà đường dù sao cũng sẽ đi hết hai vòng không phải quá dài kiệu hoa vòng vèo một hồi cuối cùng cũng đến vệ ra lạc bảo anh vừa xuống kiệu đã bị hỉ nương nhét giải lụa hồng vào trong tay nàng bắt được vệ lang cầm một đầu khác dẫn nàng tới sảnh chính làm lễ bái đường hôm nay có rất đông khách hứa, nàng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào, nhưng trước mắt là một mảnh tối đen, không nhìn thấy gì. Thanh âm càng lớn, càng cảm thấy mũ phượng trên đầu nặng trịch, đi được một lúc, kỳ phục vừa dày vừa nặng bọc kín người, phía sau lưng đã đổ mồ hôi. Đến khi vào sảnh chính, nàng rũ tay xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vệ lang cầm tay nàng, dịu dàng nói, chỉ một lát nữa thôi, nàng nhịn một chút. Rõ ràng là rất nhỏ, thế nhưng hắn cũng có thể nghe thấy, là bảo anh kinh ngạc, nàng không nói, chỉ hơi lắc lắc tay lòng bàn tay nho nhỏ cũng không phải là lần đầu tiên nắm nhưng vào giờ khác này so với bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ hắn đều thấy vui mừng hơn mềm mại bao bọc toàn thân hắn muốn tận lực cưng chiều nàng hai người bái đường xong nhận lời chúc mừng của tân khách rồi mới đi vào động phòng đây là lần đầu tiên lạc bảo anh vào phòng vệ lang nàng được đỡ ngồi ở đầu giường còn chưa ngửi được mùi mặc hương thì đã thấy mùi huân hương trên người nữ nhân xông vào mũi bên tai vang lên tiếng nói chuyện nàng biết là nữ quyến vệ ra tới lúc này vệ liên ồn ào tam ca mau để mọi người thấy tân nương vệ lang còn sốt ruột hơn vệ liên hắn cầm lấy cân bạc hỉ nương đưa đi đến trước mặt lạc bảo anh cân bạc chạm vào khăn voan khéo léo nhẹ nhàng vén lên trước mắt sáng ngời lạc bảo anh ngẩng đầu lên gương mặt tươi xinh như trái đào ngồi giữa chăn thêu và màn trướng màu đỏ lại không hề bị màu sắc tươi sáng đó đoạt mất rực rỡ ngược lại càng nổi bật nhan sắc diễm lệ của nàng giống như trăm hoa khoe sắc thắm trong đó đẹp nhất là đóa mẫu đơn đỏ rực cao quý kiêu xa ánh mắt vệ lang mềm mại như nước rơi vào giữa hai hàng mày của nàng quên mất phải làm gì nàng cũng nhìn hắn nam nhân trước mặt mặc hỉ bào là lần đầu tiên nàng thấy lúc trước tâm tâm niệm niệm nghĩ đến không biết sẽ là dáng vẻ gì mà nay nhìn thấy đúng là không hề thất vọng hai người cứ thế nhìn nhau giống như đã quên hết tất cả kim huệ thụy ngồi ở đối diện nhìn cảnh này chỉ cảm thấy trái tim như bị đau cắt không nhịn được nắm chặt tay nhưng rất nhanh nàng ta đã cười rộ lên hôm nay tân hôn sao có thể không ngọt ngào nhưng sau này thì ai biết được đến một ngày vệ lang sẽ nhận ra lạc bảo anh không cam chịu sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ nàng ấy nàng ta khen ngợi tam đệ muội thật xinh đẹp chân mày lạc bảo anh liền giật giật vệ lang cũng lấy lại tinh thần nhóm nữ quyến sôi nổi chúc mừng vệ tam phu nhân cũng ở đây biết nhi tử thật lòng với lạc bảo anh bà cười nói chúng ta nên ra ngoài thôi để hai đứa còn uống rượu hợp cẩn ăn thêm chén chè hạt sen nữa bà đã lên tiếng những người khác cũng không nói thêm lần lượt đi ra ngoài kim huệ thụy đi cuối cùng sắp đến cửa lại quay đầu nhìn thấy vệ lang tự tay tháo mũ phượng cho lạc bảo anh giống như sợ nàng mệt có phải lát nữa bọn họ sẽ càng thân mật hơn đúng không trong đầu tưởng tượng ra khung cảnh kiều diễm nàng ta giống như bị lửa lớn thiếu đốt nếu lúc này đổi thành nàng ta nàng ta được vệ lang ôm thì thật tốt biết bao nhưng suy cho cùng không thể xảy ra nàng ta cắn môi rời đi mũ phượng được tháo xuống lập tức cảm thấy nhẹ nhàng nàng cười nói thoải mái quá nụ cười ngọt ngào khiến người ta muốn bóp má nàng vệ lang vươn tay ra kết quả chạm vào một tầng phấn đậm thứ bột trắng trắng dính vào ngón tay hắn buồn bực nói là ai trang điểm cho nàng may mà không hôn bằng không lát nữa hắn ra ngoài kiểu gì lạc bảo anh cười đến mức ngã lên giường đôi mắt nàng như ánh sao tỏa sáng thì nương vẫn đứng ở một bên hắn miễn cưỡng nhịn xuống không nhào lên nghiêm túc nói đứng lên còn phải uống rượu hợp cần việc trang trọng như vậy đương nhiên phải làm hai người khoác tay nhau cho nhau uống hết chén rượu đến khi ăn chè hạt sen, Hỉ Nương nói một chuỗi lời may mắn, Vệ Lang liền bảo Kim Trản đưa hồng bao thật lớn rồi dẫn Hỉ Nương ra ngoài. Cửa được đóng lại, chặn hết âm thanh ầm ĩ bên ngoài, trong phòng thắp đầy nến đỏ, ánh sáng mềm mại nhu hòa, ánh mắt Vệ Lang dừng trên người Lạc Bảo Anh. Đột nhiên nàng hơi khẩn trương, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, vội vã dục hắn đi, khách hứa ở bên ngoài còn đang chờ để uống rượu với chàng, ta cũng phải đi rửa mặt. Hai người đều biết ngày hôm nay có ý nghĩa như thế nào, vệ lang đã nhịn lâu như vậy, Bây giờ tên đã lên dây, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục chịu đựng, vì biết một khi gần gũi nàng, chỉ sợ hắn không thể ra khỏi cửa. Hắn ép buộc bản thân xoay người, ta sẽ lập tức trở lại, nàng chờ ta. Trong giọng nói có âm điệu nhảy nhót khác thường, còn có cả chờ mong, Lạc Bảo Anh nhẹ giọng ừ một tiếng, nhìn hắn rời đi, Từ phu cười nói, thiếu phu nhân, phòng bếp đã mang nước ấm tới, có phải bây giờ? Thế nhưng Lạc Bảo Anh không nghe rõ, vì ba chữ thiếu phu nhân quá xa lạ với nàng, gọi cô nương vẫn dễ nghe hơn nàng cảm thấy mình đã lập tức già rồi từ phù nói lại một lần nàng mới khôi phục tinh thần nói bây giờ đi luôn tịnh phòng ở chắc gian phía tây cách một con đường nhỏ bên trong gọn gàng sạch sẽ thau tắm cái bô chậu rửa mặt và cốc xúc miệng đều được đặt trên giá phía nam có cửa sổ nhỏ bây giờ đang mở ra đối diện là một mảnh rừng trúc xanh um tươi tốt thỉnh thoảng có làn gió lạnh thổi vào lam ninh đóng cửa lại trong phòng dần dần ấm lên không biết có phải là khi nãy quá mức khẩn trương hay không bây giờ đắm chìm trong ấm áp thoải mái người nàng từ từ trầm xuống dưới ngâm mình trong thùng nước mí mắt bắt đầu trên dưới đánh nhau đến khi hai nha hoàn đỡ nàng ngồi ở đầu giường nàng càng thêm khốn đốn nếu không phải chờ vệ lang nếu không phải trong lòng còn nhớ đến chuyện viên phòng thì chỉ sợ sẽ lập tức ngủ mất nhưng mà chờ một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng hắn tử phu nói có rất nhiều khách lại đều là khách quý lúc nãy cửu lý đã tới báo nói là một lúc nữa vệ lang mới có thể trở về cuối cùng nàng không chịu được nữa hơi tựa vào gối ngủ thiếp đi đến khi vệ lang tiếp khách xong trở về thì đã sắp qua giờ tuất vốn nha hoàn muốn đánh thức nàng bị hắn ngăn lại hắn nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường nhìn một cái lập tức kéo mỹ nhân trong chân vào lồng ngực mặt nàng đã rửa sạch trắng như tuyết giống như hoa ngọc lan sau cơn mưa tóc dài đen mượt như thác nước rơi xuống quét qua mu bàn tay hắn mang theo một chút hơi lạnh hắn tới gần nàng liền ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, nhạt trên mặt thơm trên người thơm chỗ nào cũng thơm giống như ôm một chùm hoa trong ngực hắn không nhịn được mà hôn môi nàng tay chạm vào lớp trung y theo hoa mẫu đơn đỏ rực vì quá mỏng manh có thể cảm nhận được ấm áp trên cơ thể nàng bàn tay hắn theo vạt áo đi xuống dưới hơi thở của nam nhân vừa rồn rập vừa nặng nề đôi mắt lạc bảo anh mở ra ngăn hắn lại hắn cúi đầu nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của nàng lông mi thật dài khẽ cười nói sao không giả vờ nữa thật ra nàng đã tỉnh từ lúc nghe thấy tiếng mở cửa dù sao cũng đã thành thân trong lòng có mong đợi nhưng thân thể lại kháng cự trong mắt có sự sợ hãi mơ hồ tuy đang ở trong lồng ngực hắn quen thuộc lại an toàn nhưng nàng vẫn không nhịn được mà lùi bước. Nắm lấy tay hắn, không cho động, nàng chôn mặt trong ngực hắn, chàng chờ một lúc. Còn muốn hắn chờ, hắn chờ thế nào đây? Nhìn thấy vành tay trắng nõn của nàng, hắn cúi đầu ngậm lấy, biết nàng sợ đau, lại phải dịu dàng dụ dỗ đừng sợ, ta sẽ thật nhẹ, nàng không cần lo lắng. Hắn cởi trung y của nàng ra, ngón tay chạm đến da thịt, chỉ cảm thấy giống như chạm vào đậu hũ. Mượt mà mềm mại càng khiến hắn vội vàng, trong miệng nói lời nhỏ nhẹ, động tác lại giống như mưa to gió lớn càn quét khắp người nàng nàng sợ tới mức muốn trốn nhưng hắn chặt chẽ bao vây lúc này mới biết sức lực nam nhân lớn như vậy nàng không dãy ra được lại xấu hổ đành phải giúp trong ngực hắn chỉ ước rằng trên người hắn có một cái túi để cho nàng lập tức chui vào đột nhiên mỹ nhân giống như biến thành con rắn nhỏ quấn lấy người hắn hai tay ôm chặt eo hắn núi tuyết cao ngất dán lên ngực hắn biết nàng vẫn sợ nhưng nàng không biết làm như vậy chỉ khiến cả người hắn càng thêm bốc hỏa dưới mắt là một vùng da thịt trắng nõn lồng ngực lại kề sát hai khối tròn tròn vừa mềm vừa ấm ít hầu hắn chuyển động lên xuống giọng nói khàn khàn bảo anh nàng buông ra một chút ta không chạm vào nàng nữa được không là bảo anh tưởng hắn nói thật nhanh chóng buông tay ra định chui vào trong chăn ai ngờ vừa rời ra một tấc thì đã bị hắn túm lấy cổ tay đột nhiên đè chặt nàng ở trên giường lưng nàng dính vào chăn nằm thẳng người hắn quỳ gối giữa hai chân nàng kề sát nhìn nàng lúc này nàng mới thấy hắn đã mặc y phục khác không phải hỉ bào ban đầu mà là đã tắm rửa rồi đổi sang trung y có cùng màu đỏ tươi màu sắc đậm làm nền cho gương mặt trắng tinh như ngọc của hắn nhưng đôi mắt lại như lửa nóng rực bùng cháy khát vọng mãnh liệt nhìn nàng chằm chằm không phải nhìn chằm chằm mặt nàng mà là nhìn chằm chằm nơi khác máu nóng dồn lên nàng xấu hổ muốn ẩn mình ngoại trừ nha hoàn thì chưa có người nào thấy hú chi là nam nhân thấy hắn nhìn không chớp mắt nàng nhẹ giọng nói chàng đừng nhìn tam biểu ca thanh âm mềm nhũn tràn đầy cầu xin vệ lang biết nàng ngượng nhưng hắn không thể không nhìn cũng không thể không chạm vào thứ xinh đẹp nhất trên đời đã hiện ngay trước mắt lúc này hắn chỉ muốn đem mình chôn trong người nàng hắn cúi xuống hôn môi nàng hôn khắp cả người nàng nàng run run như lá rụng trong gió từ trên cành rơi xuống thấm thoát lung lay không tìm được phương hướng chỉ biết cuốn theo chiều gió khi thì lướt qua đỉnh núi khi thì lao xuống đồng bằng đến khi cảm nhận được một trận đau đớn kịch liệt rốt cuộc nàng không nhịn được phải cao giọng kêu lên tử phù và lam linh đứng bên ngoài nghe thấy đều có chút khẩn trương có chút lo lắng, cũng có chút ngượng ngùng, hai người đỏ mặt nhìn nhau. Mà tiếng thét chói tai cũng không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy nàng gọi tam biểu ca, bảo hắn chậm một chút, bảo hắn đừng nhúc nhích, lại có lúc gọi to tên hắn. Từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng thanh âm càng ngày càng thấp, chỉ có tiếng khóc nức nở khai khẽ, còn có tiếng hắn nhỏ nhẹ dỗ dành nàng. Từ phù căn dặn tiểu nha hoàn, mau bảo phòng bếp đưa nước tới. Đã viên phòng, lát nữa hai người nhất định sẽ phải tắm rửa, chỉ không biết lúc này phu nhân nhà nàng như thế nào sợ là da thịt non mịn sẽ phải chịu một trận đau giờ phút này mỹ nhân đang nằm nghiêng trên giường không để ý tới nam nhân ở phía sau thấy nàng vẫn tức giận vệ lang ôm eo nàng dịu dàng hôn bả vai nàng nhỏ giọng dỗ dành chỉ là lần đầu tiên nên mới thấy đau lần sau là tốt rồi ngoan đừng khóc là ta không đúng bảo anh hơi thở phảng phất qua tai thanh âm càng thêm mềm mại hắn gọi nàng bé ngoan nam nhân dỗ nữ nhân là chuyện vô sự tự thông vốn nàng còn tức giận nhưng nghe thấy hắn gọi nàng như vậy thì khóe miệng không nhịn được cong lên. Lúc tổ mẫu cao hứng cũng sẽ gọi nàng là bé ngoan, nhưng từ trong miệng hắn nói ra lại có cảm nhận hoàn toàn khác, giống như thấm đẫm mật đường, nhưng nàng vẫn không đáp lại. Hắn chậm rãi hôn từ lưng xuống dưới, dường như có con sâu nhỏ bò loạn trên người, nghĩ đến vừa rồi trước khi đau đớn hắn đã cho nàng cảm thụ niềm vui sướng chưa từng có, má nàng nóng như lửa, hơi rụt người lại, khẽ mắng, chàng không được hôn nữa, chàng, chàng mau đi lên. Hắn cười, nàng hết giận nàng bĩu môi đỏ rực mê người hắn nâng người cắn một ngụ liếm nước mắt của nàng mặn mặn nghĩ đến lúc nãy đã thô lỗ quả thật là hắn không đủ săn sóc hắn chạm vào chán nàng sau này ta nhất định sẽ nhẹ hơn nàng không tin nhẹ hơn gì chứ lúc nãy chàng một chút cũng không nhẹ về lang oan uổng ta đã không tin lát nữa cho nàng thử lại nàng lập tức biết ta có nhẹ hay không hắn vẫn còn lý trí nên đã thu lại không ít sức lực nàng thấy hắn nặng là bởi vì nàng quá mảnh mai không chịu nổi Nghe thấy hắn nói lát nữa làm tiếp, nàng mang hắn, chàng đừng có nằm mơ, cái gì mà lát nữa, mấy ngày nữa cũng không cho chàng chạm vào ta. Mấy ngày, vệ lang nhớn mày, nghĩ thầm không thể vậy được, nhưng lúc này hắn không thể trâu gạo nàng, nàng nói cái gì hắn cũng phải nghe, cười lấy lòng nàng, lúc này ta không chạm vào nàng, nàng uống thuốc trước đã. Hắn gọi kim chản, thanh âm vừa vang lên, kim chản lập tức đi vào. Lạc bảo anh nghe thấy tiếng bước chân, vội kéo chăn lên, chỉ lộ ra một cái đầu. Đến khi kim chản đi rồi, nàng mới nâng người lên thò đầu nhìn chỉ thấy chén thuốc đậm màu có mùi rất kỳ quái buột miệng hỏi đây là dùng để tránh thai cả tổ mẫu và mẫu thân đều nói tuổi nàng vẫn còn nhỏ hắn bưng chén thuốc lại đây cảm thấy đế chén hơi nóng vừa thổi vừa nói chờ thêm hai năm nữa rồi có con cũng không muộn tới đây uống được rồi có đắng không nàng hỏi câu mày ngày nào cũng phải uống sao tóc đen từ bả vai nàng rủ xuống phản chiếu hai gò má trắng như tuyết đôi mắt lấp lánh ánh nước vừa mới khóc vẫn hơi hồng hồng, có chút ngây thơ như em bé, khiến hắn muốn ôm nàng vào trong ngực, lại hung hăng yêu thương một phen, trong lòng vệ lang bắt đầu dục dịch, chưa đùa nói, nếu nàng muốn ngày nào cũng uống, đương nhiên là được. Lúc đầu không hiểu rõ ẩn ý trong đó, chỉ thấy thần sắc hắn ái muội, nàng mới tỉnh ngộ, bực đến mức hung hăng đấm hắn một phát, hắn vội nói, cẩn thận đổ, mau uống đi, cầm thìa lên, hắn định đút cho nàng. Chàng còn chưa nói có đắng hay không, sao thuốc có thể không đắng, vậy chàng thử một ngụm trước đi nàng nhìn hắn chằm chằm vệ lang bật cười ta là nam nhân uống thứ này làm gì nếm thử xem có đắng hay không nàng vẫn nhìn hắn chằm chằm nhìn dáng vẻ tuyệt đối không bỏ qua hắn bưng chén lên quả thật uống một ngụm thuốc nhưng uống xong lập tức đặt chén lên kỳ trà một tay kéo nàng vào trong ngực nàng còn chưa kịp phản ứng hắn đã áp xuống môi nàng đúng là đắng lại còn có vị chua chua theo đầu lưỡi hắn chảy sang chậm rãi rơi vào miệng nàng nàng không nhịn được dãy ruộng hắn lại giữ chặt gáy nàng bị hắn đánh lén nàng bực bội nhưng hắn đút thuốc như vậy khiến nàng thẹn thùng ấm ở nhưng vẫn cố uống vào nàng mở to mắt dùng sức véo hắn một cái hai má ửng đỏ đẹp tựa mẫu đơn có bị nàng đánh thêm vài cái cũng không hề gì hắn nhìn nàng vẫn còn rất nhiều còn muốn ta đút nàng sao nàng cầm chén lên nhanh chóng uống cạn vệ lang không nhịn được cười say nha hoàn chuẩn bị nước hắn mặc trung y đi xuống dưới xoay người đứng vươn tay trước giường tới đây ta bế nàng đi tắm sao nàng có thể đồng ý lúc nãy đã xấu hổ chết đi được Hắn còn muốn tắm cho nàng, nàng chết cũng không chịu, ta gọi từ phù, Lam Ninh vào hầu hạ, chàng cứ đi trước đi. Ta là chữ phu của nàng, chẳng lẽ các nàng ấy còn gần gũi với nàng hơn cả ta sao? Tới đây, ta bế nàng đi tắm, về sau ngày nào ta cũng bế nàng như vậy. Đôi mắt hắn chứa đầy dịu dàng lại bình tĩnh, giống như biển cả bao la, dù thế nào cũng có thể bao dung nàng. Hắn nhìn nàng chậm rãi nói, "Bảo anh, trong suốt 23 năm qua, với ta mà nói, không có ngày nào vui sướng như ngày hôm nay." không có gì có thể sánh được khiến cho những khoảng trống suốt bao năm qua của hắn được lấp đầy thỏa mãn đến mức muốn tràn ra ngoài nàng khó mà kháng cự đi về phía hắn hắn bế ngang nàng lên nàng ôm cổ hắn nhẹ nhàng cọ vào mặt hắn thật sự vui sướng như vậy sao ừ hắn nói tâm tình nàng lại trở nên phức tạp ngón tay chọc chọc vào cổ áo hắn nhẹ giọng nói giả sử có một ngày ta nói cho chàng thật ra ta không phải là người giống như chàng nghĩ hoặc là ta là một người khác chàng còn vui vẻ như vậy không hắn nói đương nhiên nàng không vui chàng trả lời quá nhanh hắn nghiêm túc suy nghĩ một lúc kỳ thật cũng không hiểu rõ ý của nàng nàng không phải là nàng vậy nàng là ai vẫn còn một mặt hắn chưa biết sao thích một người thì sẽ thích tất cả mọi thứ của người ấy cho dù là không tốt cũng có thể chịu đựng được hắn hôn má nàng vẫn thế hắn rất khẳng định cả người nàng thả lỏng dựa vào ngực hắn trong thùng tắm đã đổ đầy nước ấm hắn thả nàng xuống chính mình cũng cởi trung y dưới ánh nến lộ ra thân hình thon dài tráng kiện Nàng xấu hổ không dám nhìn, cúi đầu nghịch nước, lại thấy một cái chân dài của hắn đã bước vào, nàng lẩm bẩm nói, thế nào cũng phải muốn cùng nhau tắm. Lớn như vậy, vì sao không thể cùng nhau? Hắn ngồi bên cạnh nàng, sợ đêm khuya tóc dính vào nước sẽ lâu khô, hắn lấy cây châm búi lại tóc cho cả hai người. Động tác rất thuần thục, nàng kinh ngạc, chàng còn biết cái này? Chàng. Đột nhiên nhớ tới có lần vệ liên nói, muốn nâng kim tràn thành thông phòng, nàng hỏi, chẳng lẽ thường ngày chàng không để nha hoàn hầu hạ tắm rửa? hắn nghe vậy cười ghen sao nàng cảm thấy thế nào không nói thì thôi nàng hừ nhẹ hắn cầm lấy xà phòng thơm đặt ở bên cạnh từ lâu ta đã giữ lại để nàng tắm cho ta sao người khác có thể chạm vào tuy hắn có nha hoàn nhưng cũng không thích tiếp xúc với mấy người đó huống chi trời sinh hắn có mắt nhìn cao bình thường các cô nương còn không lọt vào mắt hắn nói gì đến hạ nhân là bảo anh âm thầm vui vẻ nhưng ngoài miệng lại nói không phải chàng giúp ta tắm sao sao lại thành ta tắm rồi hắn cười nói Đúng, hôm nay ta tắm cho nàng. Hắn cầm xà phòng thơm bôi nhẹ lên bả vai nàng, nhưng cảm nhận được da thịt nàng còn trơn hơn cả thứ đang cầm trong tay. Hắn rất có kiên nhẫn, xoa từng tấc một, đến khi tới ngực nàng, vừa chạm vào, nàng lập tức đẩy hắn ra, để ta tự làm. Thân mình giấu trong nước, chỉ lộ ra cần cổ xinh đẹp, giữa sóng nước đung đưa, mơ hồ hiện ra một mảnh tuyết trắng, giống như hoa trong nước, khiến lòng người ngứa ngáy. Hắn hơi rũ mắt, nhớ tới đã từng có lần ngồi trong thùng tắm này, nghĩ đến nàng nên không khống chế được làm ra chuyện hoang đường nhớ tới những đêm đó chăn chọc trở mình hơi thở không khỏi dồn dập lên sao có thể bỏ được bánh xà phòng trong tay nàng muốn cướp hắn không cho nàng giận dỗi đứng lên lại để lộ cảnh xuân rực rỡ cuối cùng hắn không nhịn được xoay người nàng lại đặt lên thành thùng tắm sợ nàng nổi nóng hắn cúi đầu khẽ hôn vành tai nàng tận lực giảm bớt đau đớn nàng muốn mang hắn nhưng hắn một mực cắn vào cổ nàng không nhẹ không nặng lại động tình ở bên tay gọi nàng là bé ngoan, bảo nàng chịu đựng thêm một lúc nữa. Tiếng nước từ trong thùng tràn ra mặt đất, đan xen với âm thanh trầm thấp dễ nghe của hắn, lúc đầu nàng còn phản kháng, cuối cùng dần dần không có sức lực, không có thần trí, nhưng người phía sau lại giống như chưa từng thỏa mãn, chưa từng mệt mỏi. Trong mơ hồ, nàng nghe thấy thùng tắm phát ra âm thanh kỳ quái, hình như vòng sắt bao bọc xung quanh nó muốn rời ra, có lẽ sắp hỏng rồi. Cũng không biết trở về phòng ngủ như thế nào, Lạc Bảo Anh vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy trời đã sáng. Vệ Lang đang đứng trước giường, mặc xuân bảo theo trúc Trường An, hoa văn màu xanh nhạt, tựa như ngày xuân ấm áp mà không nóng, dáng vẻ công tử nhẹ nhàng tuấn tú, nhưng nhớ đến hành động tối hôm qua của hắn, nàng lập tức thầm khinh bỉ. Ở bên ngoài ôn tồn lễ độ như vậy, nhưng thật ra trong xương cốt lại là đồ xấu xa. Thấy nàng nhắm mắt muốn giả vờ ngủ, hắn cúi người véo mũi nàng, các trưởng bối còn đang chờ, nàng lại không nhớ đến ư. Nghe được câu này, Lạc Bảo Anh lập tức ngồi dậy, nàng đã quên ngày đầu tiên tân hôn phải đi kính trà trưởng bối bực bội trừng mắt nhìn vệ lang nghĩ thầm đều là hắn làm hại nếu hôm qua ngủ sớm một chút thì đầu nàng cũng không chóng váng đến mức không nhớ được chuyện gì như bây giờ trong đầu còn đang suy nghĩ trước ngực chợt cảm thấy lạnh cúi đầu nhìn thấy mình không mặc gì nàng lại lẩm bẩm chui vào trong chăn vệ lang đứng bên cạnh cười nàng vươn cánh tay trắng như tuyết ra nũng nịu cầu xin trung y của ta đâu chàng bảo tử phù, lam linh vào đây thật ra hai nha hoàn đã chờ ở bên ngoài từ sáng sớm nhưng vệ lang không cho vào nói vệ lão phu nhân thương nàng không cần dậy sớm như vậy, hắn cứ ngồi ở mép giường nhìn nàng, thấy thời gian không sai biệt lắm mới đánh thức nàng. Một bộ trung y được ném xuống bên cạnh, nàng với lấy, một bàn tay giữ chăn, một bàn tay lén lút mặc ở trong, nhìn từ bên ngoài. Giống như chuột đồng đang đào hang, vệ lang cảm thấy thật đáng yêu, tình cảm trong lòng giống như nước chiều tràn ra, lập tức duỗi tay sốc chân lên. Y phục mới mặc được một nửa có hơi sọc sệt. Không đợi nàng phát cáu, hắn liền ngồi xuống, kéo dây lưng nàng, dịu dàng nói, ta mặc giúp nàng cho nhanh, không thể để lão nhân ra chờ lâu được. Chưa từng thấy người nào có da mặt dày như vậy, nàng tức giận không thèm để ý, bất chấp tất cả nghiêng người tựa lên gối dựa không nhúc nhích. Hắn cười mặc xong xuôi cho nàng, lại lấy váy áo đã chọn từ trước ra cho nàng mặc. Cầm trên tay như một đám mây màu hồng nhạt, hết sức nhẹ nhàng, nàng nhìn một cái, kinh ngạc nói, đây là nguyệt lung sa ư, là phu nhân. Hắn đánh gãy lời nàng, phu nhân gì chứ, phải gọi là mẫu thân. Nàng hơi nghẹn lại, cũng không thể phản bác, ngoan ngoãn nói, là mẫu thân bảo người làm cho ta sao là ta hắn nói mấy loại gấm lăng xa bố la quý báu trong nhà ta đều sai người làm mấy bộ hắn mặc áo ngắn cho nàng những thứ như vậy mới xứng với nàng trong mắt hắn đong đầy tình cảm khiến tâm hồn thiếu nữ nhảy nhót nàng cắn môi nói chàng dùng hết mấy loại vải đó người khác sẽ không có ý kiến sao có ý kiến gì nàng không nhớ rõ ta thăng quan mấy lần sao còn cả lần đánh thắng giặc nhung được ban thưởng trong đó có rất nhiều lăng la tơ lụa trừ những thứ này ra còn có mấy dương hoàng kim châu ngọc, lát nữa ta dẫn nàng đi xem. Vệ lang khẽ vuốt tóc nàng, từ giờ nàng chính là tam thiếu phu nhân vệ gia, không thể mặc váy áo trước kia được nữa. Chê ta mất mặt, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng biết ta có ý gì, hắn véo má nàng, chỉ thích bới móc. Thắt xong đai lưng cho nàng, hắn mới gọi hai nha hoàn vào trải đầu cho nàng. Lam ninh nhìn thấy trên án có gương lực mới, lại còn khắc từ ngà voi, kéo ba tầng ra, tầng đầu tiên toàn là khuyên tai. Tầng giữa bày đủ loại châm thoa, dưới cuối cùng là vòng tay bạch ngọc lục ngọc hoàng ngọc san hô bàng rực rỡ muôn màu cả đời nàng chưa từng nhìn thấy nhiều trang sức như vậy cho dù đồ của tất cả nữ quyến lạc gia cộng lại cũng không bằng nàng cứ đứng ngốc ở đó giống như bị khiếp sợ từ phu có khá hơn một chút nhưng nhìn thấy nhiều đồ quý như vậy thì cũng thấy hoa cả mắt gắng gượng lấy lại tinh thần nhắc nhở lam linh mau chọn mấy thứ cho thiếu phu nhân đeo thanh âm hơi run rẩy đã tiết lộ sự kinh ngạc nhưng mặc dù như vậy lam linh cũng không biết chọn loại nào có quá nhiều thứ, cái nào cũng đẹp cũng xinh, dựa vào mắt nhìn của nàng thì thật sự không biết chọn cái nào cho phù hợp. Ngược lại Lạc Bảo Anh cực kỳ bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn thử, nhanh chóng đọc tên mấy thứ, một cây châm vàng ngũ sắc khảm bướm xanh, một đôi vòng tay xoắn khảm ngọc vàng, một đôi khuyên tai hoa sen nhỏ. Giống như rất tùy ý, nhưng nàng đeo từng thứ lên, lại hiện ra vẻ đoan trang quý phái. Vệ Lang đứng bên cạnh Bình Phong nhìn, âm thầm gật đầu, nghĩ thầm không hổ là cô nương mà hắn coi trọng. Nhìn khí chất này, tầm mắt này, nếu không biết, thật đúng là cho rằng nàng xuất thân từ danh môn thế gia. Đến lúc nàng đi ra, hai người lập tức tới chính phòng, hắn đi nhanh như gió, nàng lại chậm gì gì, nhìn thấy nàng rơi lại phía sau, trong lòng hắn lai động, vội đi trở về khẽ nói, còn đau sao. Nàng trách mắng, chàng nói xem, đều là chuyện tốt hắm làm ra. Có điều là sau nửa đêm được ngủ ngon, đã hết mệt mỏi, nhưng vẫn còn cảm giác kỳ lạ, mỗi lần đi lại đều thấy hơi đau, nhưng lại ở chỗ đó, cũng không thể xoa. Thấy nàng cau mày, có chút oán trách hắn, hắn nói, Nàng nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe, ta lại. Hắn hạ thấp thanh âm, đến y quán hỏi một chút nếu có thể. Nàng không cho hắn nói nữa, cho dù có thì nàng cũng không muốn để hắn chạm vào, Suýt nữa đã dỗi tay bịt miệng hắn lại, nàng nói, "Được rồi, chịu đựng một lúc là hết, đi thôi, đến muộn sẽ không hay." Hắn đỡ cánh tay nàng, "Cẩn thận chút, lát nữa ta cõng nàng về." Đúng là càng ngày càng lắm chiêu, Lạc Bảo Anh buồn cười, nhưng có thể thấy hắn nói rất chân thành, thật sự muốn cõng nàng. Nàng nói, "Có nhiều người nhìn như vậy" Chàng không biết xấu hổ nhưng ta còn sợ mất mặt đấy. Hắn đối với nàng không có gì phải sợ, lần đó về kinh là nàng chưa gả cho hắn, còn bây giờ, hắn có thể đang ngồi trên ngựa mà ngang nhiên nhảy xuống đường bế nàng lên. Còn nàng thì sao, hầu hết mọi lúc đều coi trọng quy củ, cái này không được, cái kia không cho phép, nhưng có lẽ cũng vì vậy mà ý vị nữ. Như trên người nàng rất đậm, vừa xấu hổ, lại vừa kiêu ngạo, không nói nên lời khiến người ta yêu thích. Hắn khẽ mỉm cười. Vì vậy lão phu nhân đã dặn dò từ trước nên những người khác cũng tới muộn, lúc bọn họ tới chính phòng thì vệ lão gia tử còn chưa tới chỉ có vệ lão phu nhân và tam phu nhân đang ở đây hai người nhìn lạc bảo anh đều là vẻ mặt tươi cười đều là người từng trải đương nhiên hiểu được hôm qua động phòng tiểu cô nương đã trải qua những gì vệ lão phu nhân thương lạc bảo anh bảo nàng ngồi xuống bên cạnh cầm tay nàng nói đã bảo phòng bếp hầm canh bổ lát nữa con uống một chén lại dặn dò vệ lang bây giờ con đã là trượng phu của bảo anh cần phải biết yêu thương con bé đương nhiên vệ lang đồng ý đang nói chuyện, vệ lão gia tử và người của nhị phòng lần lượt tới, Kim Huệ Thụy đi sau nhị phu nhân, ánh mắt dừng trên người Lạc Bảo Anh. Nhìn thấy một thân váy áo của nàng gọn gàng thanh lịch, so với y phục hôm nay của nàng ta còn phú quý hơn thì không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ trong đầu, tam phòng cũng thật là nhiều thứ tốt. Đầu tiên là lúc thành thân, so ra thì sinh lễ của vệ hàng kém hơn của vệ lang, bây giờ trang phục của Lạc Bảo Anh cũng có sự bất đồng, sao lão gia tử lại có thể bất công như vậy. Nàng ta đang nghĩ ngợi, phát hiện lạc bảo anh cũng nhìn lại đây chỉ trong nháy mắt nàng đã rời đi nhưng không che giấu được vẻ khinh thường nàng ta không nhịn được cắn răng một cái nha hoàn bưng trả tới phu thê mới cưới quỳ xuống kính trà cho vệ lão gia tử lão phu nhân và tam phu nhân ba người cười tủm tỉm uống trà đối với cháu dâu này vệ lão gia tử không có ý kiến gì nếu là trước kia thì có lẽ ông sẽ chọn cho vệ lang một cô nương giống như la chân nhưng từ khi la chân qua đời ngoài ý muốn ý định của vệ lão gia tử cũng dần phai nhạt hơn nữa vệ lang khăng khăng muốn cưới đã vậy chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền đến khi đứng lên lại chào hỏi với người của nhị phòng các trưởng bối lần lượt phát lì xì đều nặng trĩu vệ nhị phu nhân cười nói lúc trước bảo anh đến vệ ra ở đúng là duyên phận không phải bây giờ đã thành một cọc hôn sự tốt rồi sao bây giờ ta thấy quả thật rất xứng đôi lại mời bọn họ sau này sang chơi người một nhà ta cũng phải chúc mừng riêng hai đứa mới được người ta đã có thành ý mời bọn họ không thể từ chối vệ lang cười đồng ý vệ liên nhìn mẫu thân có chút kỳ quái vì lúc vệ gia đưa sinh lễ tới lạc gia nhị phu nhân nhớ mãi không quên tấm bình phong kia nói bà đã nhìn chúng từ lâu muốn bày trong phòng mình nhưng lão gia tử cố tình không cho nào ngờ bây giờ lại đưa đến lạc gia tuy không mắng ra miệng nhưng có thể nhìn ra bà không thích lạc bảo anh không thích lạc gia thế mà lúc này lại vô cùng gần gũi vệ liên nghĩ thầm vậy đại khái đây chính là điều mẫu thân dạy nàng cái gọi là đối nhân xử thế tuy vệ liên không có hảo cảm với người lạc gia đặc biệt là lạc bảo trương nhưng lạc bảo anh xử sự rất tốt lại vừa thông minh vừa xinh đẹp thậm chí thắng được vệ hạm nàng dần dần thấy phục lạc bảo anh chứ không hề chán ghét nàng cười nói tam tẩu tẩu đến đây rồi nhà chúng ta lại thêm náo nhiệt lát nữa đi ngắm hoa không hải đường đã nở rộ rồi vốn là phải đi nhưng bây giờ cơ thể nàng không thoải mái nơi đó còn mơ hồ phát đau đi thế nào đây thấy nàng do dự vệ lang nói chờ lần sau đi bảo anh mới gả tới đây có chút việc vặt phải xử lý ta cũng có chuyện muốn nói với nàng nói chuyện gì mà tốn cả nửa ngày vệ liên thấy kỳ lạ nhưng nhớ lại lúc kim huệ thụy gả đến ngày đầu tiên còn không xuống được giường lúc nàng đến thăm sắc mặt nàng ta trắng bệch mẫu thân nói là nửa đêm hôm qua sinh bệnh còn mời đại phu tới khám tuy nàng là cô nương gia nhưng từng này tuổi cũng có thể hiểu được một ít lập tức mặt hơi hơi đỏ lên không nhắc lại nữa mọi người nói chuyện một lúc rồi giải tán lúc trở về đi được một lát vệ lang lại dẫn nàng đi hướng khác lạc bảo anh kỳ quái hỏi đây là chỗ nào trước kia ta chưa từng thấy con đường này vô cùng yên tĩnh vắng vẻ, trên mặt đất dải đá ngũ sắc, hai bên toàn là cây lớn, xanh um tươi tốt, nếu không nhìn kỹ, con đường này sẽ bị lấp ở bên trong, không được mọi người chú ý đến. Vệ lang cười nói, lúc trước nàng chưa từng tới chỗ ta ở nên đương nhiên không biết, vì con đường này hơi xa, bình thường sẽ không đi qua đây, dần dần đã bị bỏ hoang. Hắn cúi xuống, lên đây, ta cõng nàng về, nàng không cần sợ người khác thấy. Nam nhân ở trước mặt cúi xuống rất thấp, nàng cong môi cười, chậm rãi leo lên hắn nhẹ nhàng nâng nàng lên cánh tay nàng ôm cổ hắn hắn ôn nhu nói như vậy không đau chứ thật ra tư thế này cũng không được tốt lắm hai chân nàng tách ra mỗi tay hắn đỡ một chân nàng chỗ đó không quá thoải mái nhưng nàng chưa bao giờ được hắn cõng thế nên cho dù có khó chịu thì cũng không nỡ đi xuống nàng gác cầm lên bả vai hắn thổi hơi vào lỗ tai hắn nghịch ngợm nói chàng để ý ta có đau hay không làm gì chạy nhanh lên hắn không nhịn được bật cười nàng tưởng ta là ngựa chắc chàng có làm hay không nàng hỏi gò ma hắn hơi hồng ngay trước mặt nha hoàn và gã sai vặt mà nàng còn nổi tính tình như vậy nhưng cũng vì hắn chủ động cõng nàng nên bây giờ không thể ném người xuống nhưng muốn hắn thừa nhận mình là ngựa thì tuyệt đối không thể được hắn nhẹ giọng nói cẩn thận buổi tối ta lại thanh âm rất thấp người khác không nghe thấy nàng tức giận véo tai hắn lúc này hắn mới cam lòng cõng nàng đi nhị phu nhân trình thị về đến phòng lập tức sai người chuẩn bị tiệc rượu ngày mai thấy bà để tâm như vậy nhị lão ra vệ xuân phàm khó hiểu nhíu mày nói, từ trước đến nay nàng không thích lang nhì, nói nó không coi ai ra gì, bây giờ lại mời bọn họ tới, thế này không phải là tự khiến mình không thoải mái sao. Vừa nói vừa thay quan phục, hôm nay ta phải đến nha môn một chuyến, chạng vạng tối mới về. Trình thị thấy trượng phu vội vã, ngầm trợn mắt, suốt ngày bận bận bịu bịu, nhưng phẩm cấp không thấy thăng, ngược lại thành cầu thả, đương nhiên sẽ không hiểu vì sao bà phải mời hai người kia. Dù sao hôn sự của nhi tử đã khiến bà nhọc lòng, nói với ông ta, ông ta lại đẩy đến không còn một mảnh, bảo cho bà toàn quyền quyết định. sao số bà lại khổ như vậy gả cho loại nam nhân này rõ ràng lúc trước cũng sớm thi đỗ cử nhân. ai ngờ trong đầu chỉ toàn là tương hồ. Trình thị cũng không muốn nói thêm gì nữa. vệ xuân phàm đi ủng quan vào chân nhớ ra một chuyện quay đầu lại cười nói ta nghe nói có lẽ một thời gian nữa đại ca sẽ được điều về kinh thành. đại lão gia vệ xuân đường là bố chính sử hồ quảng làm quan to ở vùng biên giới cũng là người xuất chúng nhất trong những người cùng thế hệ của vệ gia rất được hoàng thượng tín nhiệm đi đến đâu cũng lập nhiều thành tích ở trong triều rất có danh vọng chỉ là cả năm luôn ở bên ngoài hiếm có khi trở về kinh thành nghe được tin này Trinh thị mừng rỡ ông ấy và vệ xuân phàm chính là huynh đệ ruột nếu thật sự về kinh thành có lẽ sẽ dìu dắt đệ đệ ruột ít nhiều nhưng không thấy phụ thân nhắc tới bà hơi nghi ngờ phụ thân giỏi nhất chính là giữ bí mật nội các bàn bạc công việc sao có thể để lộ cho người nhà bên ngoài hâm mộ vệ gia nhưng vệ gia lại có mấy người được hưởng phúc vệ xuân phàm không nhịn được cầu nhau Nói dễ nghe một chút thì Vệ lão gia tử làm người trong sạch không thiên tư tình, còn nói khó nghe thì chính là đối với con cháu đời sau vô cùng khắc nghiệt, không phải đã hy sinh nhi tử, tôn tử để có được những mỹ danh đó sao? Ít nhất Vệ Xuân phàm cho là như vậy, ông ta cảm thấy mình lấy được quá ít lợi ích từ Vệ gia, bằng không cũng không đến mức hơn 40 tuổi rồi mà vẫn chỉ là quan ngũ phẩm. Thậm chí, ông ta còn cảm thấy Vệ lão gia tử đã cản trở tiền đồ của mình, bởi vì có một lần, Vệ lão gia tử lập được công lớn nhưng chức vị của ông ấy đã quá lớn không thể thăng được nữa. Hoàng thượng liền muốn chuyển sang cho hai nhi tử, ai ngờ lại bị vệ lão gia tử ngăn cản, chuyện này khiến vệ xuân phàm đến tận bây giờ vẫn còn oán hận. Vốn là trình thị bất mãn, cuối cùng lại khơi dậy những oán hận chất chứa giữa hai phụ tử, vệ xuân phàm không buồn đến nha môn, cứ nhắc đi nhắc lại món nợ cũ, từ hai bên cây cối cao lớn đi ra. Trước mắt rộng rãi sáng ngời, lạc bảo anh vươn tay đón ánh mặt trời, híp mắt nhìn, thấy thật sự đã về tới viện, không khỏi cười nói, giống hệt như mật đạo, mau thả ta xuống vệ lang lập tức cúi người lam ninh đỡ tay nàng nàng từ từ leo xuống hai phu thê chậm rãi đi vào sân hôm qua tới là trùng khăn van hôm nay đi ra ngoài cũng vội vàng nên nàng vẫn chưa nhìn kỹ chỗ này bây giờ vừa vào cửa lập tức nhìn ngó khắp nơi thấy ánh mắt chăm chú quan sát của nàng vệ lang nói có chỗ nào không hài lòng sao nàng lắc đầu viện này có khoảng ba khu kích cỡ cũng tương đương viện của nàng ở nghi xuân hầu phủ hai khu bên cạnh đều có sân ở giữa trồng đủ loại hoa cỏ cây cối vào nhà chính bên phía tây có một hồ nước nho nhỏ nuôi mười mấy con cá rực rỡ nhìn thấy người tới xuống thành một đám đòi ăn có thể thấy thường xuyên có người tới ném thức ăn cho bọn nó mà giữa hồ nước và tường trắng còn có một ngọn núi giả phủ đầy rêu xanh dương xỉ màu xanh ẩm ướt rất tươi mới vừa nhìn một cái đã thấy thích mắt thật xinh đẹp là bảo anh nói lại chỉ vào một góc ở gần hồ nước nếu có thêm mấy đóa phù dung thì càng đẹp hòa vào những màu xanh này làm nổi bật lẫn nhau chẳng thấy sao Nàng thích là được, hắn là nam nhân, trời sinh đã không mấy yêu thích hoa cỏ, nhưng nàng nói đến hoa phù dung, lại khiến hắn nảy ra một suy nghĩ, chờ đến khi hoa nở, hắn nhất định phải ngắt một đóa cài vào tóc nàng, hắn bảo cử lý đến nói với quản sự, bảo bọn họ trồng mấy cây phù dung vào đấy. Kim Trản và Ngân Đài ngơ ngác nhìn nhau, cả hai đều hơi kinh ngạc, tuy nói thiếu gia nhà mình đã thích Lạc Tam cô nương từ lâu, nhưng nàng gả đến đây, hắn nghe lời nàng như vậy, cũng là vượt xa dự liệu của bọn họ xem ra không thể khinh thường vị thiếu phu nhân này các nàng không chỉ phải hầu hạ thiếu gia cho thật tốt mà còn không thể lơ là thiếu phu nhân bằng không có một ngày đắc tội nàng ấy lại thổi chút gió bên gối còn không phải chết chắc rồi sao vì thế thái độ càng thêm cẩn thận thấy vệ lang thật sự bảo người đến trồng hoa lạc bảo anh cực kỳ vui vẻ cười nói nếu đã trồng phù dung không thì trồng luôn dưới nước mấy khóm hoa sen được thêm mấy cây hoa quế nữa giống loại trồng ở trước cửa ta thích mùi hương của nó đến lúc hoa nở rộ khắp viện tràn đầy hương thơm, cả ngày cũng không tan hết đâu. Lúc mới hỏi thì nói không có gì không hài lòng, nhưng vừa chạm vào đúng chỗ thì lập tức giống như người ba hoa nói không hết chuyện. Vệ lang cười nghe, cái gì cũng bằng lòng, chỉ khi đi tới dưới mái hiên. Ánh mắt liếc đến một chậu hoa, hình như hắn có điểm hơi nghi hoặc, bước chân dừng lại, đột nhiên hỏi lạc bảo anh, bích ngọc thúy của lò nung nhữ ra, nhà nàng lại có sao. Chậu hoa này, vào tiền chiều chỉ nung được khoảng hơn 10 cái, năm đó tĩnh vương tạo phản, Quân đội xông vào cấm cung đã đập vỡ 8 cái, còn 5 cái lưu lạc trong dân gian, nàng lấy được từ đâu? Lạc Bảo anh giật mình. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được chuyện này, mới đầu không hiểu gì. Vệ lang đi tới gần chậu hoa, chỉ vào nói, nàng không biết sao. Nàng mới nhìn thấy thì ra là chậu hoa mẫu đơn hạ sâm đã tặng. Lúc ấy nàng dạy hạ chi hoa cưỡi ngựa nên xem như tạ lễ mà nhận lấy, cũng biết là hoa quý, nhưng nàng không hề biết chậu hoa là bích ngọc thúy gì cả, chỉ cảm thấy cũng rất xinh đẹp thôi nhưng không muốn thừa nhận học thức của mình không đủ uyên bác nàng nghiêng đầu nói bích ngọc thúy là gì ta thấy không giống đồ của lò nung nhữ gia có phải chàng nhìn lầm rồi hay không về lang cười mỗi một sư phụ của lò nung nhữ gia lại có một phong cách riêng đương nhiên không thể có cùng một tiêu chuẩn bích ngọc thúy này là do một nữ sư phụ nung ra hắn bắt đầu khoa tay múa chân chất ngọc thì cũng giống như những loại khác nhưng điểm đặc biệt chính là sắc xanh giống như lúc nung lên màu sắc bị tan ra rồi thấm vào từng tầng một nếu nói chính xác thì có chút giống hàng loại hai nhưng sắc xanh này lại rất đều muốn chiếu theo để nung cái khác thì cũng không nung ra được như thế không phải đã trở thành hàng độc rồi sao thì ra còn có chuyện này là bảo anh nhìn hắn chằm chằm chàng còn giấu quyển sách nào không cho ta xem ta thấy trong thư phòng chàng không có sách nói đến cái này rốt cuộc chàng biết được từ đâu nàng vừa nói vừa kéo hắn vào nhà chàng mau nói cho ta có phải cảm thấy vi phu rất lợi hại hay không hắn cười thấp giọng nói bên tai nàng hôn ta một cái ta liền nói cho nàng quỷ hẹp hòi nàng hư nhẹ không muốn hôn bên cạnh còn có nhà hoàn sao nàng có thể làm được nàng đi vào phòng ta nghỉ tạm một lát chàng đi làm việc của mình đi nhưng vệ lang vẫn còn nhớ đến chậu hoa kia đi theo nói rốt cuộc chậu hoa kia là từ đâu ra thật ra lúc nãy lạc bảo anh đã cố tình né tránh không thì cũng không đến mức vội vã kéo hắn vào nhà bây giờ nàng có chút buồn phiền vì hạ nhân làm việc quá cẩn mẫn nàng đã đồng ý với hạ sâm là sẽ luôn chăm sóc chậu hoa kia nhưng không ngờ sẽ lập tức mang đến đây rốt cuộc là người nào nhanh chân nhanh tay như vậy thật sự muốn khen thưởng một chút thấy nàng chậm chạp không đáp vệ lang nhíu mày duỗi tay giữ chặt cánh tay nàng chẳng lẽ là tên nam nhân nào tặng cho nàng không chỉ có chậu hoa sang quý hoa mẫu đơn kia cũng là loại thượng hạng mẫu đơn hắn đột nhiên nhớ tới hạ gia lúc ở giang nam hoa mẫu đơn trong khuôn viên của hạ gia nổi danh thiên hạ sau này chuyển đến kinh thành nghe nói trong nhà cũng trồng rất nhiều chẳng lẽ là hắn hạ sâm hắn phun ra hai chữ cả người lạc bảo anh cứng đờ thật sự tâm tư của hắn xoay chuyển quá nhanh khiến nàng khó lòng phòng bị biểu cảm chưa kịp che giấu đã bị hắn nhìn ra nhưng dù sao đây cũng không phải là chuyện lớn gì cả nàng cũng không cảm thấy bản thân sai ở đâu giải thích nói lần đó không phải ta dạy hạ cô nương cưỡi ngựa sao hoa mẫu đơn này là tạ lễ cả hoa lẫn chậu đều quý như vậy nàng không biết xấu hổ sao mà còn nhận lúc ấy hắn tặng nàng một con ngựa nàng còn ra sức từ chối đấy ta không biết chậu hoa quý như vậy mà lạc bảo anh nói không thì sao ta có thể nhận vậy sao nàng không nói rõ từ đầu luôn đi hắn hùng hổ dọa người ta vừa hỏi nàng phải lập tức nói hoặc là nàng không nên mang chậu hoa này tới vệ ra còn đặt ngay dưới mắt ta nhưng đã nhận lời rồi thì sao có thể đổi ý chẳng qua chỉ là một chậu hoa mà thôi lạc bảo anh cũng hơi mất hứng xoay người nói chàng không thích ta bảo người mang đến chỗ khác thế là không nhìn thấy nữa hắn nheo mắt lại tuy hắn đã được như nguyện lạc bảo anh đã gả cho hắn nhưng nàng lại mang theo hoa mà tên nam nhân khác tặng còn muốn tỉ mỉ chăm sóc, nghĩ như thế nào cũng thấy không đúng, nhưng hắn là một đại nam nhân, còn có thể so đo cái này sao? Hắn nhịn xuống tức giận trong lòng, đi lên trước giữ chặt tay nàng, hoa có thể giữ lại, nhưng bây giờ lập tức cho người dọn ra chỗ khác. Lạc Bảo anh ngoái đầu nhìn hắn, biểu cảm của nam nhân rất lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt không phải như thế, giống như có viên đá ném xuống mặt hồ, thỉnh thoảng nổi lên gợn sóng, lại dần dần yên ả, hắn đang khắc chế chính mình không phát giận. Nhưng nghe những lời này vẫn giống như trẻ nhỏ đang chơi xấu nàng không nhịn được cười ngón tay hắn tăng thêm sức cười cái gì cười chàng hẹp hòi nàng nói bụng dạ nhỏ như ruột gà hắn híp mắt lại đột nhiên ôm cả người nàng lên chân nàng rời xa mặt đất bị dọa giật mình kêu lên chàng muốn làm gì làm chuyện hẹp hòi hắn ôm nàng đi tới giường lạc bảo anh nhìn đám nha hoàn nhưng sao nha hoàn có thể quản được chuyện này chẳng lẽ còn có thể đi lên kéo vệ lang lại ư các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh lạc bảo anh biến mất sau bức bình phong đi vào phòng ngủ nàng sợ hắn lại làm loạn khẽ nói đau đau quá ngón tay cấu nhẹ lên bả vai hắn giống như mèo con đơn độc không có sức kháng cự lòng hắn lại mềm xuống đặt nàng nằm ngang trên giường hơi đè xuống khẽ cắn môi nàng một chút một chút vừa chạm vào đã rời đi nhưng lại ở rất gần hơi thở phả vào mặt nàng nàng bị đùa dỡn đỏ mặt đẩy hắn nói ta lập tức cho người dọn đi được không không được hắn nói nằm xuống hắn lại cúi đầu hôn nàng nhưng cũng không hôn sâu hai tay chống ở hai bên người nàng nàng không có chỗ trốn bị hắn hôn đến mức cả người ngừa ngáy tim đập liên hồi muốn hắn dùng sức hơn nữa nhưng lại xấu hổ khó có thể mở miệng chỉ cảm thấy đây giống như trừng phạt ngọt ngào một lúc lâu hắn mới buông nàng ra đứng dậy nhàn nhạt, nhạt nói đi dọn đi lạc bảo anh cầm gối dựa đằng sau ném hắn động tác của hắn rất nhanh tránh được lúc này nàng mặt đỏ tía tai vô cùng tức giận lại ném thêm phát nữa hắn bắt lấy như người về trước đè nàng dưới thân nặng nề hôn lên Lúc này vệ lang dùng sức, lạc bảo anh lại không có sức. Lại lần nữa tách ra, cả hai đều ăn ý không nhắc tới chuyện chậu hoa. Thấy tóc nàng tán loạn, mới nhớ tới nàng tức giận đòi đi vào nghỉ ngơi, cũng không để nha hoàn vào chải tóc. Hắn duỗi tay tháo đủ loại trang sức đặt lên kỳ trà ở bên cạnh. Tóc đen mềm chảy lên gối, giống như tơ lụa thượng hạng, ngón tay vuốt ve qua lại, yêu thích không buông tay, động tác lại nhẹ nhàng, khiến nàng mơ màng buồn ngủ. Thấy mi mắt nàng dần khép lại, hắn cởi áo ngoài cho nàng, dịu dàng nói, ngủ đi, nhưng không được ngủ lâu quá lát nữa ta bảo nha hoàn tới gọi nàng nàng gật gật đầu hắn đắp chăn cho nàng đi ra ngoài sắp đến cửa lại nhìn thấy chậu hoa kia lá cây xanh biếc không có một nụ hoa tựa như duyên phận giữa hạ sâm và nàng hắn cười rộ lên lúc nãy không nhịn được ghen tuông nhưng cẩn thận suy nghĩ lại hạ sâm chưa bao giờ chạm được vào lòng nàng nghe nói đã đi xa du ngoạn hắn còn để ý cái gì chứ chẳng qua nếu nàng muốn dọn nó đi thì hắn sẽ không ngăn cản ngày hôm sau Trình thị dày công chuẩn bị tiệc rượu, buổi sáng lại tới mời một lần, Lạc Bảo Anh kỳ quái, cảm thấy nhị bá mẫu này không khỏi quá mức ân cần, không nhịn được hỏi Vệ Lang, lúc trước không thân thiết với chàng, sao đến bây giờ lại khách khí như vậy? Chẳng lẽ là thấy chàng lên làm đại học sĩ nên mới vậy sao? Vệ Lang nhàn nhạt, nhạt nói, đi một chuyến thì biết, ý là hắn cũng không biết. Lạc Bảo Anh không nói thêm nữa. Ở Vệ gia, ngoại trừ viện của Vệ Lang, đại phòng và nhị phòng thì những nơi khác nàng đều cực kỳ quen thuộc ngược lại không hề giống như nàng dâu mới phải đi thăm thú một vòng. Bài kiến trưởng bối xong, nàng liền ngồi trước án thư đọc sách, vệ lang thấy là thoại bản hiệp khách, không nhịn được cười, xem cái này, không bằng xem chuyện ký, so với thoại bản còn hay hơn. Nàng che quyển sách, ngẩng đầu nói, hay là chúng ta đến thư phòng, chọn ra mấy quyển. Nàng nói tới cái này, hưng phấn đứng lên, ngay trước ta đến, chàng chỉ biết dạy ta viết chữ, nghiêm túc muốn chết, còn không cho nàng nghỉ giải lao. Nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của nàng, hắn cười nói, đi thôi, Lúc này nàng muốn xem cái gì cũng được, hai người nổi lên hứng thú, đi đến thư phòng. Có tiếng chim họa mi hót ở đằng xa, vẫn êm tai như trước kia, Lạc Bảo ai nghiêng đầu nghe một lát, trong lòng thầm tính, kinh ngạc nói, đã qua 5 năm, năm, thế con chim này mấy tuổi rồi? 12 tuổi. Nàng trợn tròn đôi mắt, nhớ lúc nàng vừa đến vệ gia, mỗi lần tới chỗ vệ lang học đều thấy hắn tỉ mỉ chăm sóc con chim đó, cho nó ăn, lấy nước tắm cho nó, cũng không để nha hoàn làm nên biết hắn rất coi trọng ai ngờ con chim này lại lâu năm như vậy chỉ kém nàng ba tuổi thôi từ nhỏ chàng đã nuôi nó sao nàng hỏi vệ lang nói không phải là phụ thân nuôi sau đó hắn dừng một lúc ta mang nó tới kinh thành nàng biết phụ thân vệ lang đã sớm qua đời chỉ không biết con chim họa mi này lại là của phụ thân hắn nàng nghiêng đầu nhìn thấy biểu cảm của hắn không thay đổi cũng không có bi thương vẫn giống như lần đó nàng nhìn thấy hắn ở kinh thành cho là hắn không hề đau buồn vì nàng qua đời thật ra là vẫn có một ít có đúng không? Nàng lắc tay hắn, nhìn thấy chàng chăm sóc chim họa mi tốt như vậy, chắc chắn phụ thân rất vui mừng. Dưới ánh mặt trời, con ngươi của nàng có màu hơi nhạt, giống như trà xanh, trong suốt thấy đáy, bên trong tràn đầy mềm mại. Nàng đang ăn ủi hắn, hắn cười rộ lên, "Ừ, duỗi tay khẽ vuốt má nàng, nếu phụ thân biết ta cưới nàng, cũng sẽ vui mừng như vậy." Đột nhiên được hắn khen ngợi, nàng hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh đã nói, "Đương nhiên." Lại khôi phục sự kiêu ngạo như trước đi hết đường mòn liền thấy chim họa mi có lẽ là thấy chủ tử nó vui sướng nhảy loạn trong lồng lạc bảo anh bước nhanh đến muốn nhìn nó thật kỹ lúc ấy nàng có địch ý với vệ lang nàng không muốn nghiên cứu đồ đạc của hắn bây giờ không giống vậy nó là con vật mà trước khi cha chồng nàng qua đời đã nuôi anh ở trong thư phòng truyền đến tiếng bước chân chỉ nghe thấy tiếng mở cửa kéo kẹt kim huệ thụy từ bên trong đi ra sắc mặt lạc bảo anh trầm xuống kim huệ thụy lại vẫn như thường cười nói tam đệ tam đệ muội hai người cũng tới thư phòng sao? trong tay nàng ta cầm một quyển sách như là vừa mới chọn được. lạc bảo anh nhìn thấy nàng ta thì khó chịu lấy ngọn cỏ chơi đùa họa mi nhàn nhạt, nhạt nói phải là tới viết tranh chữ hay là đọc sách? thái độ nàng ta rất khách khí thấy lạc bảo anh không muốn trả lời liền nhìn về phía vệ lang giơ quyển sách trong tay ra tam đệ ta lấy quyển sách này không làm trở ngại hai người chứ nam nhân mặc áo bào trắng đầu đội ngọc quan lưng đeo đai ngọc đứng yên ở nơi đó giống như đỉnh núi tuyết cao ngạo chỉ có thể ngắm mà không thể chạm vào nhưng dù vậy nàng ta cũng thích vệ lang mặc y phục màu này nhất giống như hắn là người thích hợp nhất trên đời không có ai mặc đẹp bằng nhất thời ánh mắt nàng ta có chút si mê vệ lang nhìn chân mày nhíu lại chán ghét đi vòng qua người nàng ta lạnh lùng nói mọi người đều dùng chung thư phòng tẩu muốn xem sách nào cũng được không cần hỏi ta giống như bị dội một gáo nước lạnh lên người cả người kim huệ thụy run lên lại nhớ tới ngày ấy vệ lang vô tình xoay đi biết hắn không hề thích mình lại một lần nữa thấy rõ chân tướng tàn khốc, nàng ta nghĩ thầm, hiện giờ nàng ta chính là tẩu tử của hắn, cũng không còn là cô nương không có quan hệ gì như trước, cơ sao hắn lại phải tuyệt tình như vậy? Ánh mắt Kim Huệ Thụy dừng trên người Lạc Bảo Anh đang đứng ở bậc thềm trêu chọc chim nhỏ, chỉ thấy ánh mặt trời giống như đang bao quanh nàng ấy, tay áo khẽ phất phơ, cho dù khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt thì cũng đẹp đến kinh người. Sắc mặt Kim Huệ Thụy trở nên u ám, tất cả mọi chuyện đều vì Lạc Bảo Anh cũng không biết tại sao trưởng bối vệ gia lại đồng ý cho vệ lang cưới nàng so sánh hai nhà lạc gia bùn xỉn như vậy lấy của hồi môn ra cũng khiến người khác chê cười không phải lạc bảo anh vì ham mê quyền thế phú quý nên mới gả vào vệ ra sao lại có thể giúp được gì cho vệ gia nhưng hết lần này tới lần khác vệ lang vẫn không nhìn ra nàng ta nắm chặt tay áo đi dọc theo đường mòn ra ngoài trở lại nhà chính của nhị phòng thấy trình thị đang sai bảo nha hoàn tới phòng bếp lấy trái cây và điểm tâm thế mà rất để tâm đến thức ăn ngày hôm nay kim huệ thụy cảm thấy kỳ quái quay đầu nhìn thấy vệ liên đang ngồi ở một bên chơi đan dây liền ngồi xuống bên cạnh hỏi sắc mặt vệ liên hơi hồng không muốn trả lời chỉ nhàn nhạt nói đó là tam ca tam tẩu của ta mẫu thân mời bọn họ một bữa cơm thôi có sao đâu chứ kim huệ thụy thấy vệ liên không chịu nói cũng không ép buộc nhớ tới một thứ lấy từ trong tay áo ra đưa cho nàng biết muội thích chơi đan dây ta cho muội này là một chuỗi hạt trâu nhỏ màu hồng tinh xảo hơn thứ trên tay vệ liên rất nhiều nàng ta vừa nhìn đã thích nhưng lại hơi do dự, ta không dùng được, không giống như muội vẫn là tiểu cô nương, thứ này thích hợp với muội nhất, để ở chỗ ta cũng lãng phí. Kim Huệ Thụy nhét vào tay Vệ Liên gia muội trắng, nhìn xem đẹp biết bao, cho dù không chơi thì đeo vào cổ tay cũng đẹp. Ta nhớ hình như ta chưa từng tặng muội thứ gì, muội nhận đi. Thật ra Vệ Liên đã 16 tuổi, sao còn là tiểu cô nương. Nhưng tính tình nàng tùy hứng, từ trong xương không muốn lớn lên, cứ thích làm tiểu cô nương. Nghe những lời này lại rất vui vẻ, cười nhận lấy cảm thấy Kim Huệ Thụy thân thiết hơn nhiều. Đến buổi trưa, Vệ Lang và Lạc Bảo Anh tới, vừa mới chọn được hơn 10 quyển sách ở thư phòng, hai người thấy đã đủ, bảo nha hoàn cầm sách về, còn bọn họ đi đến nhị phòng. Vệ Xuân Phàm, Vệ Hằng và Vệ Sùng cũng đã tới, tuy nói là người một nhà, nhưng nam nữ vẫn chia làm hai bàn. Trên bàn bày đủ loại món ăn rực rỡ muôn màu, Lạc Bảo Anh cười nói với Trình Thị, đã khiến nhị bá mẫu hao tâm. Đáng lẽ bữa này phải do tướng công và con chiêu đãi nhị bá phụ, nhị bá mẫu mới đúng nàng không cáu kỉnh cũng không tức giận thanh âm kia giống như gió xuân ấm áp rất dễ nghe truyền vào tai đám nam nhân đang ngồi đối diện cách một tấm bình phong vệ lang khẽ mỉm cười vệ hằng ở bên cạnh nhớ tới khuôn mặt như hoa như ngọc của lạc bảo anh trong lòng liền có chút không vui lúc trước hắn ta cũng bị dung mạo của lạc bảo anh hấp dẫn nhưng lạc bảo anh không dễ tiếp cận chỉ cần một ánh mắt lạnh nhạt của nàng thì cũng có thể khiến người ta dừng bước hơn nữa ra thế lạc gia không cao hắn ta cũng không còn hứng thú ai ngờ cuối cùng nàng lại gả cho vệ lang. Trừ đi ra thế không bằng người khác, thì quả thật lạc bảo anh là đối tượng thích hợp nhất mà nam nhân muốn cưới về làm vợ. Vừa kiêu ngạo vừa xinh đẹp, tài mạo song toàn, chắc hẳn lúc chinh phục nàng có thể đạt được cực đại sung sướng phải không? Hắn ta uống một ngụm rượu, nhớ tới thê tử của mình, sau khi tẩy sạch lớp trang điểm thì chỉ miễn cưỡng xem là thanh tú. Cũng may còn có chút phong tình, lúc ở trên giường không đến nỗi không có chút lạc thú nào. Cũng rất thích hắn ta, hôm động phòng bị hắn ta làm cho không xuống giường được nhưng vẫn biết căn dặn phòng bếp nấu canh gà để hắn bồi bổ thân thể được điểm này cũng coi như là hiền thề khó trách mẫu thân lấy đôi vòng ngọc quý giá nhất trong đống đồ hồi môn để tặng nàng dâu này hắn ta thấy bản thân nên biết đủ dù sao kim gia cũng có quan hệ với la gia có thể trợ giúp rất nhiều cho tương lai của hắn ta mà lạc gia có cái gì cưới lạc bảo anh tốt thì tốt nhưng có ích lợi gì đâu hắn ta giơ chén rượu lên nói tam đệ hôm trước đệ sốt ruột đi động phòng còn chưa uống được mấy chén với đệ đâu, lúc này phải bổ sung. Vì thể diện, mọi người trong vệ gia không có trở ngại gì, ít nhất ở bên ngoài sẽ không khiến người khác cảm thấy bất hòa. Vệ lang cười nói, may mà có huynh cản rượu giúp ta. Hắn cũng dơ chén lên, uống một hơi cạn sạch. Đằng sau bình phong, trình thị đột nhiên lên tiếng, lang nhi, buổi tối hôm đó, hình như người uống rượu với con nhiều nhất là nghi xuân hầu, cũng không nghĩ tới, hắn đã nhiều năm không đến nhà chúng ta, ta còn tưởng kết quả không chỉ đích thân tới làm phù rể cho con, mà còn uống nhiều rượu như vậy, đến nỗi phải để gã sai vặt đỡ về, bình thường hai người quen thân làm sao. Sao chưa bao giờ thấy con mời hắn về nhà làm khách? Nghi Xuân Hầu la thiên trì, thiên tri kiêu tử, hiện giờ lại đúng độ tuổi hào hoa phong nhã, có bao nhiêu gia đình muốn kết thân, lúc này lạc bảo anh mới hiểu được ý đồ của trình thị. Nàng nhìn vệ liên, nàng ấy đang cúi đầu, khó có lúc lộ ra vẻ thẹn thùng của nữ nhi. Là muốn gả vệ liên cho la thiên trì có đúng không? thật đúng là buồn cười kim gia cũng là thân thích của la gia sao không đi con đường đấy mà lại phải quanh co lòng vòng đến chỗ bọn họ nàng liếc mắt nhìn kim huệ thụy lại thấy sắc mặt nàng ta trở nên rất khó coi đúng rồi bằng vào kim huệ thụy sao có thể mời được la thiên trì để đệ, đệ chỉ ngoan ngoãn trước mặt nàng người khác ngoại trừ đại cô cô nhị cô cô và dương húc hắn không nể mặt ai hết chỉ bằng tính tình này của vệ liên muốn vào nghi xuân hầu phủ e là rất gian nan dù sao nàng cũng sẽ không để đệ đệ nhảy vào hố lửa đang suy nghĩ bỗng nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của vệ lang không tính là quen biết chẳng qua ngày ấy hầu ra nhất thời nổi lên hứng thú mà thôi trình thị nghe được lời này lập tức thấy mất hứng với thân phận của la thiên trì không chỉ tới làm phù rể thậm chí còn đỡ dựa giúp vệ lang nếu không phải không có giao tình thì hầu ra như hắn làm vậy để làm gì đại khái là chất nhi này sợ phiền toái nên không muốn thừa nhận bà cười một cái trước lạ sau quen tốt xấu gì hai nhà chúng ta cũng suýt trở thành thông gia nghe thấy lời này vệ lang cau mày là bảo anh nghĩ thầm nhị bá mẫu này cũng thật vội vàng đã quên hết sự tính lúc đầu khi mời bọn họ đến đây chính là vì chúc mừng bọn họ tân hôn có mặt nàng ở đây mà lại nhắc tới chuyện vệ lang từng đính hôn với la gia may mà nàng chính là la chân nếu đổi thành người khác thì chắc chắn trong lòng sẽ không thoải mái nhưng từ điểm này cũng có thể nhìn ra trình thị không coi nàng ra gì vệ lang nói nếu nhị bá mẫu đã muốn mời hầu ra đến phủ làm khách ta ở nha môn gặp được sẽ thay nhị bá mẫu nói một tiếng trình thị nổi cáo người thông minh như vậy, không tin hắn ngay không hiểu, nhưng lại cố tình giả ngu cho bà xem, nhưng sao Trình Thị có thể nói thẳng ra là muốn gả vệ Liên cho La Thiên Trì? Trình Thị thầm bực bội, Vệ Hằng cũng không vui vẻ gì, tức giận vì trước khi mẫu thân làm chuyện này lại không thương lượng với hắn ta, hôm ấy La Thiên Trì tới, hắn ta cũng thấy, nam nhân uống với nhau mấy chén rượu là có thể xem như quen thân sao, nói ra chỉ khiến người ta cười đến rụng răng. Trong ấn tượng của Vệ Hằng, rõ ràng La Thiên Trì và Vệ Lang không hợp nhau có lẽ hôm đó đến làm phù rể là cố tình chọc tức vệ lang chỉ tiếc mẫu thân một lòng nghĩ đến hôn sự của muội muội nên mới không nhìn ra hắn ta không hề muốn nhờ vệ lang nhàn nhạt, nhạt nói mẫu thân hôm nay là vì chúc mừng tam đệ nhắc đến chuyện khác làm gì hôm đó có rất đông khách hứa làm gì có ai không uống rượu với tam đệ người còn muốn hỏi từng người một sao tới tam đệ chúng ta tiếp tục uống bị nhi tử ngắt lời trình thị đành phải ngậm miệng kim huệ thụy thấy thế cười khẽ nói la biểu ca này trời sinh tính tình hào sảng nếu tới nhà chúng ta thì có thể uống cùng phụ thân cả một vò rượu đấy chân mày trình thị hơi động không phải bà không tin tưởng nàng dâu này nhưng lúc kim huệ thụy thành thân la thiên chỉ không hề đến chúc mừng ở kim ra nghe nói cũng chỉ tặng lễ mà không xuất hiện so sánh hai bên hiển nhiên thân thiết với vệ lang hơn chỉ là không nghĩ tới lúc này kim huệ thụy chủ động xin ra trận bà lập tức thấy hơi vui mừng có thật không trình thị cười rộ lên ta lại quên mất không phải hắn là biểu ca của con sao Vệ Liên nghe thấy cũng cong môi cười, cảm thấy tẩu tử này thật không tệ, không hề giống Tam ca, chưa gì đã không chịu giúp. Kim Huệ Thụy nói, La Biểu ca và con có thể xem như là cùng nhau lớn lên, chỉ là con đến tuổi này, vì nam nữ kiên kỵ, thế nên không hay qua lại, nhưng mỗi lần ăn Tết, La Biểu ca đều mời nhà con đến Nghi Xuân hầu phủ. Lạc Bảo Anh nghe thấy thì suýt nữa cười rộ lên. Rốt cuộc là hầu phủ mời, hay là Kim gia bọn họ chủ động ân cần tới tặng quà trong ngày lễ Tết? đúng là không biết xấu hổ cứ tưởng người khác không biết là có thể nói dối lên tận trời nhưng trình thị lại tin là thật dù sao đường làm quan của phụ thân kim huệ thụy rất suôn sẻ đã là quan tam phẩm nếu không phải có hoàng hậu nương nương dìu dắt thì có thể thăng chức nhanh như vậy sao trước kia kim gia chỉ là nhà quan lại tầm trung có thể thấy đã được rất nhiều ưu ái bằng không bà cũng sẽ không nghĩ tới chuyện kết thông gia cho là có thể nhờ vào kim gia trình thị cũng không nhắc lại chuyện này với vệ lang nữa sau khi tan tiệc Kim Huệ Thụy nói chuyện với Trình Thị một lúc rồi mới về, trên đường hai nha hoàn có chút lo sợ bất an. Thanh Mai đánh bạo nói, thiếu phu nhân, người thật sự muốn mời Nghi Xuân Hầu tới nhà làm khách sao? Các nàng không phải chưa thấy qua La Thiên Trì, tính tình hắn ngông cuồng ngang ngược, ngay cả Kim Lão ra cũng phải nhường hắn ba phần. Trước kia các nàng theo đến Hầu Phủ, lúc ấy Kim Huệ Thụy vẫn còn là cô nương, căn bản không dám nói chuyện với La Thiên Trì. Cùng lắm là nói được vài ba câu với La Trân, hiện giờ mời kiểu gì đây, nếu không mời, đã ở trước mắt phu nhân thả ra tin tức, vậy thì xem như là bị ném hết mặt mũi. Thế nhưng Kim Huệ Thụy lại cười chắc chắn, chỉ để La Biểu Ca gặp muội muội một lần, có khó gì đâu. Còn La Thiên Trì có nguyện ý cưới hay không, lại không phải chuyện của nàng ta, chẳng qua mục đích của nàng ta là muốn có chỗ đứng trong vệ gia, để trình thị và vệ hàng càng coi trọng nàng ta. Hai nha hoàn ngơ ngác nhìn nhau, không biết Kim Huệ Thụy có ý gì, vì ngày mai là lại mặt, vệ lang phân phó hạ nhân chuẩn bị lễ vật mang về. Là bảo anh ở bên nghe, càng nghe càng kinh ngạc, bảo quản sự lui xuống trước rồi mới nói với vệ lang chàng muốn dọn hết nhà kho thật sao xin lễ đã cực kỳ long trọng giờ lại đưa những thứ này đến sao ta có thể nhớ tới cuộc hồi môn ít ỏi của nàng từ đồ đạc nhìn lên thật đúng là nàng đã trèo cao hết mức đưa nhiều nàng lại còn tức giận vệ lang nhớn mày kéo nàng vào ngực chỉ có nàng là khó hầu hạ vậy nàng nói xem ta nên đưa cái gì lúc nãy tổ mẫu và mẫu thân đều đã dặn dò nói là không thể ít được nhưng thế này thì quá nặng Ngón tay nàng di theo hình quả nho trên áo hắn, bĩu môi nói, khiến ta cảm thấy lạc gia nhà ta đem bán ta cho vệ gia nhà chàng. Hắn buồn cười, phải không? Ý của nàng là những thứ này đủ để mua nàng. Không nghĩ tới bị hắn chiếu tướng, nàng vội nói, ta chỉ nói là có chút giống, dù sao cũng không cho chàng đưa nhiều như vậy, nếu chàng không nghe, ta không thèm để ý tới chàng nữa. Trước kia rất ít khi nghe được nàng dùng ngữ khí nũng nịu nói chuyện, lúc này lại quanh quẩn bên tai, càng nghe càng động lòng người, hắn giữ chặt eo nàng nói, không được ta vẫn phải đưa nhiều như vậy hắn cúi đầu hôn môi nàng cắn một cái mổ một cái lại nhẹ nhàng mút vào nghiêm túc nói bởi vì ta muốn mua nàng trầm thấp lại thâm tình còn mang theo chút chờ đùa gương mặt lạc bảo anh đột nhiên đỏ lên chỉ muốn trốn thoát khỏi vòng tay hắn hắn giữ chặt không buông bàn tay từ lưng trượt đến ngang hông hơi dùng sức nhấc cả người nàng lên nàng kêu lên sợ hãi hoảng hốt nhìn khắp nơi may mà nha hoàn đã thức thời rời đi nàng mới thở phào nhẹ nhõm cắn răng nói chàng càng ngày càng không có dáng vẻ gì có điểm nào giống khiêm quân tử chứ khiêm trong tử khiêm nhường vệ lang cười khẽ nếu ta giống quân tử mỗi ngày không chạm vào nàng chỉ sợ nàng lại muốn nói ta không thích nàng chàng lạp bảo anh nghẹn lời bực bội vì không nói lại hắn hắn bế nàng lên tháp mỹ nhân để cho nàng ngồi trên đùi hắn hắn tựa ra sau nói muốn ta đưa ít một chút cũng được hắn khẽ vuốt bả vai chân mềm của nàng nàng phải trả lời ta một vấn đề lạp bảo anh ngẩn ra mơ hồ có dự cảm không lành nàng theo bản năng kháng cự nói vệ đại nhân trên thông thiên văn giới giành địa lý còn có vấn đề cần ta giải đáp sao ta mới không để ý tới chàng đâu nhất định là lại muốn trêu chọc ta hắn nhìn thẳng vào mắt nàng nàng có chút tránh né tay hắn từ vai nàng trượt xuống dừng ở bên hông bóp bóp eo thon của nàng nói những thứ đó đương nhiên ta không cần hỏi nàng ta muốn hỏi hắn đột nhiên nắm chặt eo nàng rốt cuộc la thiên trì và nàng có quan hệ gì ta không tin hắn thật sự hết oán trách ta ngày đó tới làm phù rể là vì nàng có phải không nhưng hắn hình như không phải là thích nàng cảm thấy gò má hơi tê dại thật sự nàng không biết phải trả lời kiểu gì muốn thân phận la chân của nàng cứ thế lộ ra trước mặt hắn nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng hơn nữa sao hắn có thể tin hắn hoàn toàn không biết gì về la chân sau khi biết nàng lại chính là la chân vẫn sẽ còn thích nàng sao nàng không xác định được làm ra vẻ hồ đồ nàng bĩu môi nói chàng muốn biết thì sao không đi hỏi hắn chính ta cũng thấy kỳ lạ hắn giống như rất quan tâm ta vì thế cũng gây ra phiền toái, không phải đã kéo đến một trường bội sao. Nàng ta thích la công tử, kết quả lầm tưởng bọn ta có cái gì đó nên mới năm lần bảy lượt đối phó ta, nhưng la công tử cũng không đụng đến một ngón tay của ta mà. Nàng tìm cơ rõ ràng chi tiết, khiến vệ lang tin hơn phân nửa, lại thêm thái độ thẳng thắn, nhất thời cũng không tìm thấy điểm đáng ngờ, hắn cười nói, có lẽ thật sự chỉ có mình hắn ta biết. Ở tư thế này, nàng lại cao hơn hắn một ít, lần này rũ mắt nói, quỷ hẹp hòi, đời này của chàng nhất định là do người hẹp hòi nhất thế gian đầu thai vào. Nếu ta thật sự hẹp hòi, cũng sẽ không cưới nàng, nghĩ lại xem trước kia nàng đối với ta như thế nào. Vệ lang đột nhiên động một cái, nàng tự nghĩ lại đi. Vừa không chú ý, nàng đã bị sốc lên tận bắt đùi hắn, cảm nhận được khác thường, nàng lại không nhịn được đỏ mặt, dãy ruộng nói, chàng cái đồ háo sắc này, ban ngày ban mặt. Ta còn chưa chạm vào nàng, sao lại thành đồ háo sắc? Hắn không thể khống chế bản năng của nam nhân, đặc biệt là thê tử xinh đẹp của mình đang ngồi trên đùi, váy áo lại mỏng cả người nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tưởng tượng ra cảnh sắc tươi đẹp trong đó hắn không thể không bị cám dỗ đè nàng lại không cho nàng trốn cúi đầu hôn nàng ngoại trừ hôn cũng chỉ có thể hôn đến ngày hôm sau hai người tới chào hỏi trưởng bối rồi mới lên kiệu tới lạc gia biết bọn họ tới lão thái thái đã ra cửa chờ từ sớm lạc bảo châu đi theo sau thấy hai bà cháu nghiêng đầu nhìn ngó viên thị liền buồn cười nhưng quay đầu lại cũng dạy ra nhi lát nữa phải gọi tam tỷ tam tỷ phu, biết không? Gia Nhi đã hơn 2 tuổi, rất thông minh lành lợi, cười gật gật đầu, nghe thấy nha hoàn và bẩm báo, bé chạy vèo ra ngoài, vừa vẫy tay nhỏ vừa gọi, tam tỷ, tam tỷ phu. Gia Nhi thật ngoan, lạc bảo anh bế bé, bé lên, rất biết lễ phép nha. Gia Nhi cười khanh khách, tay nhỏ duỗi ra sờ mặt nàng. Viên thị vội bế lấy Gia Nhi, cẩn thận làm loạn hết son phấn trên mặt tỷ tỷ con. Không sao đâu, mẫu thân, con cũng không dùng mấy, nàng đến trước mặt lão thái thái, tổ mẫu cầm tay bà đong đưa con rất nhớ người một ngày không gặp như cách ba thu đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi lão thái thái lâu như vậy lần trước tới huyện hoành cũng là đi cùng lão thái thái lúc này lạc vân đi ra vệ lang cung kính nói nhạc phụ lại chào lão thái thái và viên thị tổ mẫu nhạc mẫu ngày thường lạc vân rất nghiêm túc ở bên ngoài hiếm khi cười nhưng thấy lạc bảo anh gọn gàng xinh đẹp sắc mặt cũng thoải mái như ngày thường liền biết mấy ngày nay nàng sống rất tốt lập tức gật đầu với con rể bảo anh còn cần con quan tâm nhiều hơn nếu con bé có chỗ nào không đúng con hãy thông cảm một chút đâu có bảo anh chi thư đặt lý cả tổ phụ tổ mẫu và mẫu thân con đều rất thích con cưới được bảo anh đó là phúc khí cả đời thầy hắn đề cao như vậy mọi người đều cười rộ lên lạc bảo châu kéo tay lạc bảo anh tam tỷ muội cũng là một ngày không gặp như cách ba thu lát nữa muội về nhà với tỷ có được không lạc bảo anh phụt cười về đâu chứ rốt cuộc muội là người nhà ai hả lời này lại khiến cả nhà cười thêm một trận còn lạc phân lại nghiêm khắc nhìn lạc bảo châu lạc bảo châu sợ phụ thân vội ngượng ngùng nói muội nói sai rồi đó là nhà tỷ nhà tỷ nhà muội ở đây là muội đến làm khách nhà tỷ có được không ở đâu có lại mặt xong còn dẫn theo người về viên thị sợ lạc bảo châu lại nói sai của trách đợi thêm hai ngày nữa rồi hãng đến lúc đấy bảo anh cũng nhớ con lạc bảo anh cười nói đúng vậy ta ở đấy cũng có một số việc phải làm chờ sắp xếp ổn thỏa nhất định sẽ mời muội mời cả nhà cùng đến luôn muội muốn ở lại hai ngày cũng được vừa nói vừa nhìn vệ lang vệ lang nói có rất nhiều phòng cho khách tất cả mọi người đến nhà chúng ta ở cũng được lại không phải chưa ở qua nhìn xem đây là chính là chỗ tốt của thân càng thêm thân một chút cũng không xa lạ lão thái thái cười nói tình cảm thật tốt nhìn hạ nhân đem lễ hồi môn đến bà cực kỳ kinh ngạc thật sự quá khách khí rồi lễ hồi môn thôi mà mang hai con gà với chút điểm tâm tới là được sao lại đưa cả gấm vóc thế này sinh lễ lần trước con đưa đến Mấy loại gấm vóc đó phải mặc được mười mấy năm. Đây là đã rút bớt rất nhiều thứ theo ý của Lạc Bảo Anh, Vệ Lang cười nói, nên làm vậy, dù sao mọi người đã đem cô nương tốt như Bảo Anh. Lạc Bảo Anh ngồi bên cạnh, trong đầu tự động hiện ra mấy chữ bán cho hắn, lập tức thấy căng thẳng. May mà hắn nói là gả cho con. Nam nhân không giống nữ nhân, các nữ nhân gặp nhau sẽ nói liên miên không dứt, mà đều nói những chuyện vụn vặt trong nhà, sợ Vệ Lang nghe không quen. Lão Thái Thái nháy mắt, Lạc Vân liền chỉ đích danh con rể tới thư phòng hai nam nhân thương nghị đại sự của triều đình chỉ để lạc bảo anh ở lại lúc này lão thái thái và viên thị mới cẩn thận đánh giá nàng nhìn một cái càng cảm thấy vệ gia không hổ là danh môn thế gia tư trang của lạc bảo anh từ trên xuống dưới nhìn không trói mắt nhưng cả người quý khí không giống phong thái lúc còn ở lạc gia nhưng nàng chỉ mới ở vệ gia ba ngày mà thôi lão thái thái nói quả nhiên vẫn là người đẹp vì lụa lạc bảo anh không mấy đồng ý với lời này thử đổi thành người khác mà xem đều là vì năm ngoái nàng đã dày công tu dưỡng nên mới được thế. Váy áo trang sức của vệ gia chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. So với lão thái thái thì rõ ràng viên thị biết nói chuyện hơn. Cười nói, ban đầu bảo anh chính là người xinh đẹp nhất trong nhà, mà nay càng thêm xuất sắc, trông sắc mặt tốt biết bao, trắng tinh như ngọc, lộ ra nhạt nhạt phấn hồng, sáng bóng không tỉ vết. Là bảo anh trêu gẹo nói, mẫu thân, đó là xa thương gần thường, ngày nào cũng gặp thì không thấy gì, nhưng cách mấy ngày mới gặp lại là chỗ nào cũng thấy đẹp. Nàng cười nói con cứ cảm thấy châu châu giống như lại cao hơn rồi đúng là muội cao hơn đấy lạc bảo châu nói muội muốn cao giống như tỷ vậy ngày nào muội cũng đo nàng giơ ngón tay ra miêu tả cao lên từng này lạc bảo anh cười khúc khích đang nói chuyện ngọc phiến bưng một đĩa trái cây tới đặc biệt để trong tầm tay lạc bảo anh cắt rất chỉnh tề ánh mắt nàng lướt qua thấy ngọc phiến tươi cười khẽ nói tam cô nãi nãi có dáng dấp tốt phúc khí cũng tốt thật khiến người ta hâm mộ nhưng cũng chỉ có tam cô nãi nãi có tài hoa như vậy nên mới được thế bình thường ngọc phiến hầu hạ lão thái thái không hay nói chuyện khó có được hôm nay lại khen lạc bảo anh còn mang theo chút nịnh nọt lấy lòng chẳng qua là hạ nhân khen chủ tử có người nào không phải như vậy dẫu sao vẫn phải dựa vào chủ tử để có miếng ăn lạc bảo anh không nói gì chỉ xiên trái cây ăn xem như cho chút mặt mũi ngọc phiến lại bưng đến cho người khác ăn đưa xong rồi đoan đoan chính chính đứng ở phía sau lão thái thái nàng nói lời này không phải là không có lý do ban đầu nghĩ hai huynh muội lạc bảo anh đã vơ vét hết tài sản của lạc gia đem đi làm sinh lễ và của hồi môn nàng lo lắng cho lạc nguyên giác như nhìn thấy vệ gia đưa tới nhiều sinh lễ như vậy cũng không biết nhiều hơn đằng nhà mình bao nhiêu lần thì mới biết được mình có tầm nhìn hạn hẹp như vậy tự nhiên không cần lo lắng cho nhi tử cho nên dưới đáy lòng lại biết ơn lạc bảo anh lão thái thái thấy ngọc phiến nhàn rỗi nói ngươi đến phòng bếp nhìn xem đã chuẩn bị xong hết chưa nhất là vây cá đây chính là thức ăn cực kỳ quý báu lạc bảo anh kinh ngạc nhíu mày nói tổ mẫu chúng con chẳng qua là về lại mặt thôi cũng không phải chuyện vui lớn gì cứ như bình thường là được chỉ cần bày thêm hai cái bát hai đôi đũa đâu phải mua những thứ này còn không bằng giữ lại để trong nhà dùng lão thái thái cười đến mức đôi mắt cũng nheo lại nhìn mà xem cô nương ra sao lại dễ dãi như vậy nhà chồng con đã đưa đến bao nhiêu xính lễ chẳng lẽ nhà chúng ta lại không mua nổi một cái vây cá sao còn đấy bảo anh sau này không thể như thế được lễ thượng vãng lai cô ra tới đây dù thế nào cũng phải chưa đãi thật tốt có đúng không sao có thể ăn một mình được chứ mặt lạc bảo anh đỏ lên kiếp trước nàng đâu như vậy thật sự là ở lạc ra lâu rồi không được ăn ngon mặc đẹp theo bản năng cảm thấy nhà mẹ đẻ rất nghèo đau lòng trưởng bối quả thật là không đúng nàng cúi đầu nói tổ mẫu nói đúng ạ à? âm thầm ảo não thế nhưng lại vô tình dưỡng ra một mặt không phóng khoáng thật may là chưa ném hết thể diện đi cần phải chú ý viên thị hé miệng cười nói có lẽ là ở vệ gia ăn nhiều rồi nên bây giờ mới muốn ăn một chút cơm nhà đúng không đầu bếp của vệ gia đúng là không cần phải nói món ăn nổi danh đến mấy cũng làm được mấy ngày nay lạc bảo anh được hưởng lộc ăn nàng cười nói tuy nhà ta không so được với vệ gia nhưng có mấy món thật đúng là ăn ngon lắm như rau trộn mã lan đồ trưng bên kia không làm ra được mùi vị như vậy Mấy món đó có hương vị dân dã, mới nhìn thì thấy thô, nhưng vào trong miệng lại thơm ngon, viên thị vội bảo người đến thông báo cho phòng bếp. Tiệc rượu kết thúc, từ lạc ra đi ra ngoài, nhìn hai má lạc bảo anh như hoa đào, thân sắc mệt mỏi, vệ lang đỡ nàng nói, ta nghe thấy tổ mẫu liên tục bảo nàng ăn, có phải ăn nhiều quá rồi không? Nàng cười khẽ, dựa đầu vào bả vai hắn, còn không phải sao. Sợ ta ở vệ gia ăn không quen, ta thuận miệng nói hai món, thế là để tất cả cho ta ăn, châu châu muốn gấp một đũa. Mẫu thân còn nói muội muội suốt ngày ăn rồi, cái này là làm riêng cho ta, ta cũng không thể phụ lòng bọn họ. Nàng đặt tay lên bụng, trướng lên rồi. Mày hơi nhăn lại, kể khổ với hắn. Hắn duỗi tay muốn xoa xoa cho nàng, nhưng nàng chặn lại, cảm thấy có hạ nhân ở đây không hay, chỉ kéo tay áo hắn nói, đường cũng không xa, chúng ta đi bộ về được không? Vừa hay tiêu thực. Hai nhà ở gần nhau, vừa đi vừa nói chuyện còn chưa tới một khắc. Hắn nói được, hai người liền từ cửa chính đi ra ngoài. Buổi trưa trên đường không có mấy người hai người nam tuấn tú nữ thanh lệ đang nắm tay nhau đi từ từ tựa như thần tiên quyến lữ hấp dẫn ánh mắt người khác vệ lang thấy mấy nam nhân nhìn chằm chằm lạc bảo anh không thả chợt cảm thấy đây không phải là một ý kiến hay hắn nói đáng lẽ ra ngoài phải đội mũ có rèm vẫn nên ngồi kiệu thôi biết hắn lại đang hẹp hòi lạc bảo anh nói không phải cũng có cô nương nhìn chàng sao ta còn chưa có ý kiến gì đâu vệ lang lập tức cười rộ lên tiếng cười mang theo hơi lạnh không có ý kiến tức là không quan tâm tới hắn vậy có hay không có tiểu cô nương câu dẫn hắn nàng cũng thở ơ bàn tay cầm tay nàng mạnh hơn một chút nàng sắp bị hắn kéo tới bên cạnh cỗ kiệu thì lại thấy một con ngựa đột nhiên chạy tới người trên lưng ngựa tung người nhảy xuống cười sang sảng vệ đại nhân vệ thiếu phu nhân thật trùng hợp vệ lang thấy rõ người tới lập tức đổi sang sắc mặt phù hợp nhàn nhạt, nhạt nói những lời này nên là ta nói chứ thật trùng hợp hầu ra. đương nhiên là la thiên trì cố ý quả thật hắn vẫn chưa yên lòng về lạc bảo anh nghĩ lúc nàng về lại mặt sẽ đến nhìn thử xem thế nào giả sử tỷ tỷ phơi phới gió xuân vậy nhất định là vệ lang không bắt nạt nàng bây giờ nhìn thấy hai người tay trong tay ở trên đường tàn bộ trong lòng hắn đã hiểu rõ thấy đệ đệ phải đi lạc bảo anh lại nhớ tới chuyện kim huệ thụy không khỏi nói ngày ấy hầu ra tới làm phù rể đặc biệt chúc mừng chúng ta vẫn còn chưa cảm ơn đâu nàng dùng lời nói dẫn dắt bên kia hôm qua nhị bá mẫu đãi tiệc cũng nhắc tới muốn mời hầu ra tới làm khách nhưng chúng ta và hầu ra quả thật là không thân thế nên chưa từng đáp ứng, ngược lại là nhị tẩu nói tẩu ấy và hầu ra là thanh mai trúc mã. Nói đến hai chữ nhị tẩu, nàng lộ ra vẻ chán ghét, La Thiên Trì giật mình, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra là Kim Huệ Thụy, tính ra, đó đúng là thân thích, nhưng còn thanh mai trúc mã. Hắn thầm cười nhạo, dáng vẻ nàng ta thế nào hắn còn không nhớ rõ, nói gì đến thanh mai trúc mã. Chắc chắn là Kim Huệ Thụy đắc tội tỷ tỷ, tỷ tỷ mới có thể đặc biệt nhắc nhở hắn, không thì với tính tình của nàng nếu không phải khiến nàng để ý hoặc là cực kỳ quan trọng thì nàng căn bản sẽ không làm phiền hắn la thiên trì hiểu ý vỗ vai vệ lang ta đã làm phù rể cho vệ đại nhân sao có thể tính là không thân vệ đại nhân ngày khác mời huynh uống rượu một khác kia trong lòng la thiên trì không còn khúc mắc tỉ tỉ hắn gả cho vệ lang cam tâm tình nguyện cũng không bị uất ức từ nay về sau hắn có thể hoàn toàn buông bỏ ân oán với vệ lang mà vệ lang được la thiên trì lấy lòng thì rất kinh ngạc nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của la thiên trì không giống làm bộ hắn như đi trong sương mù dày đặc một lúc sau mới cười nói được ngày nào đó hầu ra mời đến ta nhất định sẽ phụng bồi thấy vệ lang cũng không đối chọi gay gắt la thiên chỉ lại nhìn lạc bảo anh thêm lần nữa rồi mới lên ngựa rời đi nhìn bóng lưng đệ đệ lạc bảo anh than khẽ nàng thật sự không có cách nào can thiệp vào chuyện trung thân đại sự của hắn chỉ mong đại cô cô nhị cô cô có thể thay hắn chọn một người vừa ý người mà chính hắn cũng thích trên mặt nàng có một tia yêu sầu tựa gió thổi qua vệ lang nhìn thấy cũng không muốn nói gì hai người rơi vào trầm lặng từ đầu phố đến cuối phố hoàn toàn không nói một lời đến khi tới nhị môn vệ ra thì lạc bảo anh mới tỉnh ngộ nhưng thật sự nàng không biết mở miệng thế nào nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh sắc mặt hắn bình tĩnh vẫn nắm tay nàng không buông chỉ là có chút lạnh lùng đúng là khi đó nàng muốn tới gần hắn nhưng lại bị vẻ lạnh nhạt của hắn vô tình ngăn cản thế nên lùi bước không tiến lên dáng vẻ hiện giờ của hắn khiến người khác không đoán ra còn không bằng hẹp hòi giống như lúc trước đâu nàng nghĩ thầm giả sử hắn lại tới chất vấn nàng có lẽ nàng sẽ không ngăn được nhưng hắn không làm vậy có lẽ là thật sự tin tưởng những lời nàng đã nói cho rằng chỉ xuất phát từ phía la thiên trì đôi mắt đẹp của nàng nhìn hắn chằm chằm vệ lang chế nhạo nói nhìn mấy ngày vẫn chưa thấy đủ sao ai nhìn chàng nàng chỉ mấy khóm phù dung vừa mới trồng ta đang xem mấy cây này không biết khi nào có thể nở hoa người dịch thì sống mà cây dịch thì chết mấy cây phù dung chuyển đến đây sẽ bị tổn thương gốc rễ dù gì cũng phải chờ đến sang năm mới có thể nở hoa hắn vẫn nhớ nàng bị trướng bụng, duỗi tay vỗ nhẹ vào đó, còn không thoải mái sao. Tốt rồi, nàng cười, có thể thấy đi bộ rất có tác dụng, khó trách người xưa nói sau khi ăn xong phải đi lại, sau này chúng ta ngày nào cũng làm như vậy, có được không? Hắn bóp mặt nàng, ta chỉ có thể đi cùng nàng mấy ngày, một thời gian nữa là phải đến nha môn, nàng đã quên vi phu là đại học sĩ rồi sao? Bây giờ thánh thượng soạn ra chiếu thư đều cần ta ở đó. Quan viên sao có thể mãi ở nhà, lạc bảo anh phát hiện mình đã lỡ lời, đi vào phòng, ngồi xuống tháp nghỉ tạm nói sang chuyện khác hoàng thượng cũng thật hẹp hòi mới thả chàng mấy ngày nhỉ sáu ngày hắn ngồi xuống vòng tay qua bả vai nàng xem như nhiều trước nay hoàng thượng không chuyên cần luôn bỏ bê việc nước may mà có thái tử anh minh nhưng thái tử không thể toàn quyền can thiệp vào triều chính cho nên rất nhiều chuyện vẫn phải rơi lên người chúng quan viên so với các triều đại trước chắc chắn quan viên đại lương là bận rộn nhất thái tử lại có dã tâm lúc nào cũng đốc thúc vốn dĩ là cứ cách năm ngày sẽ có một ngày hưu mộc bây giờ đổi thành 7 ngày mới có một ngày nghỉ. Mà càng là quan lớn, công việc lại càng nhiều. Là bảo anh nghe xong ngược lại có chút luyến tiếc, dựa vào ngực hắn, sờ mặt hắn nói, vậy chàng lại phải đi sớm về trễ ư. Thương ta, hắn bắt được bàn tay mềm mại như không có xương của nàng, đặt lên miệng khẽ cắn một cái, thương ta, thì phải ở cạnh ta nhiều hơn. Nàng dỗi nói, hiện giờ ngày ngày ở bên nhau, chàng còn chế ít, thiếu, quá ít. Ánh mắt sâu thẳm của hắn dừng trên mặt nàng, chậm rãi rời xuống, lướt qua ngực nàng, qua vòng eo mảnh khảnh, qua đôi chân dài thẳng tắp, một đường xuống đến giày theo trên bàn chân nhỏ bé của nàng. Giống như một đường đốt lửa, đốt thẳng tới người nàng, mặt nàng đỏ lên, muốn rời khỏi người hắn, nhưng hắn lại nắm chặt eo nàng, không cho nàng nhúc nhích. Cúi đầu nhẹ nhàng liếm láp cần cổ lộ ra ngoài, giữ khí theo đó nhanh chóng lan tràn, nàng không nhịn được run rẩy. Gò ma phấn hồng, đẹp tựa phù dung, mắt như dòng nước xuân ướt át. Hắn lại quần áo chỉnh tề, tư thế ưu nhã ngồi trên giường, giống như đang hưởng thụ một bữa yến tiệc là bảo anh bị ăn đến cả người mềm nhũn, rốt cuộc không nhịn được phải xin tha, khẽ nói, lát nữa còn phải tới bái kiến tổ mẫu và mẫu thân, chúng ta mới từ nhà mẹ đẻ ta trở về mà. Không cần vội, bọn họ sẽ không thúc giục, ngón tay hắn khẽ khẳng vân về. Nàng lại run rẩy, giống như gặp gỡ thủy triều, kéo dài âm điệu nói, tướng công. Từ khi thành thân, đây là lần đầu tiên nàng gọi hắn như vậy, vệ lang ngừng tay, im miệng, ôm nàng từ trên tháp đi vào phòng trong, nếu gọi ta là tướng công vậy có phải nương tử nên làm tròn bổn phận hay không hắn nói bên tai nàng có qua có lại để nàng nghỉ ngơi ba ngày rồi giờ nàng báo đáp ta thế nào đây nàng mềm nhũn là chàng tự nói sao giờ lại đòi ta báo đáp đúng là ta nói nếu đã cho ta định đoạt như vậy bắt đầu từ hôm nay nàng không thể nghỉ ngơi nữa hắn đẩy nàng ngã xuống giường trời vẫn còn mờ tối vệ lang đã tỉnh dậy từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen để cho hắn mặc dù mệt nhọc thì buổi sáng cũng tuyệt sẽ không dậy muộn quá giờ mão đứng trước giường mặc quần áo mượn năng sớm yếu ớt hắn nghiêm túc quan sát lạc bảo anh nàng ngủ rất say có lẽ đêm qua quá mệt nên không hề bị hắn làm ảnh hưởng an bình như vậy giống như đang ở trong mộng đẹp đôi môi hơi hơi cong lên khiến hắn muốn hôn một cái nhưng hắn không làm như vậy thắt xong đai lưng liền đi ra chắc gian hai nha hoàn thò đầu nhìn do dự không biết có nên đánh thức thiếu phu nhân hay không hôm nay đã kết thúc thời gian nghỉ kết hôn của vệ lang tuy hắn yêu thương chủ tử nhà mình nhưng lần trước về lại mặt lão thái thái và phu nhân đều đã dặn dò bảo thiếu phu nhân phải chăm sóc vệ lang chú đáo lúc ấy thiếu phu nhân lập tức đồng ý kết quả ngày đầu tiên đã không buồn thức giấc thấy vệ lang đã ra đến gian ngoài hai người vội cúi đầu hành lễ để nàng ngủ thêm một lát hắn dặn dò gần đến giờ đi bái kiến trưởng bối thì đánh thức nàng sắc mặt hắn hòa nhã cũng không có không vui nhưng xuất phát từ chức trách của nô tỳ thì vẫn phải đánh thức chủ tử dù sao chủ tử cũng nhắc tới mấy câu tử phù nói, hồi thiếu gia, hôm qua thiếu phu nhân. Không nghe thấy ta nói gì sao, không được đi gọi nàng, sắc mặt vệ lang trầm xuống. Hai nha hoàn không dám nhắc lại, nếu tướng công đã không để ý, như vậy hẳn là không có việc gì. Lam Ninh gật đầu hỏi, vậy sáng nay thiếu gia muốn ăn gì ạ? Vừa dứt lời, Kim Chản và Ngân Đài đã bưng thức ăn vào. Ngân Đài nói, trước khi thiếu gia tới nha môn, thích ăn mấy món thanh đạm. Nàng phất tay áo, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Khi mới vừa tân hôn, hai phu thê cùng ăn sáng, hai người không tiện đi lên hầu hạ mà nay chỉ có vệ lang liền không giống nhau cũng không thể để tất cả mọi chuyện cho nha hoàn của lạc bảo anh bao chọn chứ vậy còn các nàng làm gì hai người ở vệ gia đã lâu nên làm cái gì các nàng sẽ không nhượng bộ lam ninh hơi ngượng ngùng lui ra cùng tử phù đi đến nhĩ phòng ở cách vách khẩu khí của ngân đài đúng là không nhỏ còn bảo chúng ta nghỉ ngơi đi nàng không vui vẻ lắm để cho chúng ta phải nhìn sắc mặt của các nàng thật đáng ghét so với lam linh thì tử phù bình tĩnh hơn nhiều nhàn nhạt, nói vốn dĩ là các nàng hầu hạ thiếu gia đó cũng là bổn phận của các nàng chúng ta không cần xen vào những thứ đó không phải mừng vì được nhàn rỗi sao cũng không thể nháo lên với các nàng liên lụy chủ tử dù sao đây cũng là vệ gia lam linh vẫn có chút không phục cảm thấy ngân đài ỷ thế hiếp người không giống kim tràn dễ nói chuyện nhưng không thể phản bác chỉ đành lật đi lật lại đánh giá đôi giày trong tay vệ lang ăn sáng xong liền đến chỗ rừng kiệu ở nhị môn đúng lúc gặp phải vệ hằng bên cạnh hắn ta còn có kim huệ thụy như là sợ trưởng phu dậy sớm bị lạnh đang khoác áo choàng cho vệ hàng lại nhỏ nhẹ dặn dò bảo hắn ta ở nha môn dù có bận rộn cũng không được bỏ bữa thoạt nhìn cực kỳ săn sóc xuất phát từ lễ phép vệ lang chào hỏi nhị ca nhị tẩu vệ hàng gật đầu chúng ta lại phải cùng đi nha môn lúc ở khúc quanh kim huệ thụy đã thấy vệ lang đang đi tới bây giờ lại giả vờ như mới phát hiện nhìn đằng sau hắn kinh ngạc nói tam đệ muội không tới sao vệ hằng nghe thấy lời nàng ta lúc này mới chú ý tới lạc bảo anh không ở đây nhưng nếu là thê tử săn sóc chỉ sợ lúc này đang khó bỏ khó phân tựa như kim huệ thụy ngày đó hận không thể tiễn ra đến cổng lớn cho dù là bây giờ thì cũng thường dậy sớm tiễn hắn có thể thấy được tam đệ muội này không phải là thê tử tốt ánh mắt hắn ta xẹt qua người vệ lang thầm nghĩ chẳng lẽ hai người này mới thành thân mà đã bất hỏa vệ lang nói là ta bảo nàng đừng tới sớm như vậy dậy cũng không có chuyện gì làm nhưng trở về cũng có thể ngủ tiếp mà vệ hằng nói để dung túng nàng như vậy sau này lại không dễ thu thập tay hắn nhéo bả vai kim huệ thụy tam đệ muội phải học theo nhị tẩu đệ mới phải học theo nàng ta vệ lang suýt nữa bật cười nhưng cũng không muốn nói này đó với vệ hằng chỉ nhàn nhạt, nhạt nói nàng vốn có dáng vẻ gì thì cứ là dáng vẻ đó không cần phải thay đổi vệ hằng nhớn mày xoay người lên kiệu vệ lang cũng không nán lại kim huệ thụy nhìn thấy bọn họ một chiếc một sau rời đi mới đi qua cửa thùy hoa nhưng không trở về phòng mà lập tức tới chỗ trình thị Trình thị bận nhiều việc, hầu hạ xong nhị lão ra đi nha môn thì lập tức gọi quản sự tới, nghe bọn họ bẩm báo công việc trong nhà. Cả một vệ gia to như vậy, tuy vệ lão phu nhân là chủ mẫu, nhưng rốt cuộc tuổi tác đã cao. Có hơn một nửa công việc đều rơi xuống người nhị phu nhân, còn tam phu nhân thì không nhúng tay vào chuyện gì. Đương nhiên, lúc đại phòng còn ở Kinh Thành, đa số là đại phu nhân làm việc, đây cũng là ý của vệ lão gia tử. Nếu mọi chuyện đều giao cho vệ lão phu nhân, bà ấy là kế thất, kiểu gì cũng khiến hai nhi tử bất mãn, làm phụ thân, dù sao cũng phải lo lắng đến tâm tình của bọn họ. Thấy lúc này Kim Huệ Thụy tới, Trình Thị cười nói: "Ngồi đi, lát nữa cùng ta đến chính phòng." Nàng ta liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng Trình Thị có chuyện phải đắn đo cân nhắc, nàng ta sẽ nói một hai câu, mẹ chồng và nàng dâu rất hòa hợp. Mặt trời từ từ nhô lên, lúc này Tử Phù mới đánh thức Lạc Bảo Anh, nàng mở to mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời sáng trưng rồi, mới biết mình đã dậy muộn, không khỏi nhíu mày chất vấn hai nha hoàn hôm qua ta đã nói, nếu không thấy ta dậy thì các ngươi phải tới đánh thức ta, các ngươi lại vào tai này ra tai kia. Tử phù vội nói, hồi thiếu phu nhân, bọn nô tỳ vốn là muốn tới, nhưng thiếu gia không cho phép, nói là để thiếu phu nhân ngủ thêm một lát, bọn nô tỳ không dám không nghe. Ngày thường nhìn vệ lang ôn tồn lễ độ, nhưng lúc ra lệnh, trên người liền tỏa ra khí thế nghiêm khắc của người làm quan. So với thiếu phu nhân thì không biết hung dữ hơn mấy lần đâu, các nàng nào dám không vâng lời. Sợ thiếu phu nhân vẫn tức giận, Lam Ninh nhẹ giọng nói, đây là thiếu gia săn sóc người đấy ạ dù sao tối hôm qua cũng ngủ rất muộn mặt lạc bảo anh đỏ lên rõ ràng biết hôm nay phải đến nha môn mà hắn còn không buông tha nàng thậm chí nàng đã nói với hắn mấy lần là mình muốn dậy sớm hắn lại cứ mắt điếc tai ngờ chỉ biết lăn qua lăn lại đến nỗi phải tắm hai lần nàng nhúc nhít một chút mới phát hiện đến bây giờ đùi trong vẫn còn đau xót có lẽ là bị nâng lên quá lâu khó trách sáng nay hắn không có mặt mũi gọi nàng dậy nàng bực bội nói lần này thì thôi, lần sau các ngươi không cần để ý tới chàng, bằng không xem ta phạt các ngươi như thế nào, nhớ cho kỹ, chỉ có ta mới là chủ tử của các ngươi. Lam Ninh oan ức, thiếu phu nhân, nếu bọn nô tỳ thật không nghe, thiếu ra, có thể hay không? Cảm giác sẽ cho các nàng ăn mấy gậy. Lạc Bảo Anh nhớn mày nói, chàng dám đánh người của ta. Một khắc này, đúng là oai phong tám hướng, có thể thấy người được cương triều là lớn nhất, từ phù và Lam Linh thầm vui vẻ, vội vàng đáp ứng. Từ sân đi ra, thời gian không sai biệt lắm với ngày thường, nhưng tới chính phòng, chỉ thấy mọi người đã đông đủ. Là Bảo Anh vội đi lên thỉnh an, Trình Thị liếc mắt nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, Bảo Anh, chẳng lẽ con vừa mới dậy? Nhìn Huệ Thụy mà xem, buổi sáng hầu hạ hàng nhi xong thì đã vội vàng tới giúp ta xử lý việc vặt trong nhà, đây mới là dáng vẻ của nàng dâu. Bà ta coi nàng là cộng hành sao, là bảo anh thầm bực, nghĩ thầm lão phu nhân, tam phu nhân còn chưa mở miệng đâu, bà ta chỉ là bá mẫu mà cũng thật lớn mặt nàng thở dài vốn là con muốn dậy không biết sao lại ngủ say như thế nha hoàn không hiểu chuyện nói không đành lòng gọi con tướng công lại không một tiếng động con một chút cũng không phát hiện có lẽ là đêm qua ngủ muộn nàng làm nũng với lão phu nhân và tam phu nhân tổ mẫu mẫu thân sẽ không trách con chứ ạ à. vốn có gương mặt xinh đẹp lại nói chuyện nũng nịu như vậy cười ngọt ngào có thể tan chảy hết trái tim mọi người vệ lão phu nhân vẫn biết được tình hình trong nhà biết cháu trai chưa từng chạm qua nữ nhân sau khi thành thân không tránh khỏi có chút càn rỡ hôm qua cũng mãi mới ngủ nhưng thật ra nhìn lạc bảo anh ra thịt non mềm chỉ sợ nàng không chịu nổi nơi nào sẽ trách móc nếu lang hy đã săn sóc không muốn con hầu hạ vậy thì dậy sớm dậy muộn cũng có khác gì chúng ta là người một nhà không cần cứng nhắc như vậy sắc mặt trình thị trở nên hơi khó coi nghĩ thầm vệ lão phu nhân cũng là hồ ly tinh dụ dỗ người năm đó lão gia tử bị mê hoặc đến thất điên bát đảo cưới về nhà còn không phải buổi sáng không nỡ để bà ấy hầu hạ sao cho nên bà ấy mới có thể thoải mái nói như vậy. Hiện giờ Lạc Bảo Anh cũng cùng một dạng. Chỉ là vệ lão phu nhân đã che chở, Trình Thị cũng không thể nói tiếp, nói nhiều, lại chọc tới vệ lão gia tử. Bà ta cười một cái, nhìn vệ tam phu nhân, ta là cảm thấy Lạc gia cũng có quy củ, nên mới thuận miệng nói hai câu. Ngụ ý, đó là con dâu ngươi, ta lại đi quản làm gì. Từ trước đến nay vệ tam phu nhân luôn trầm tĩnh, trên mặt bà không nhìn ra vui giận, nhưng nghe vậy lại vẫy tay gọi Lạc Bảo Anh tới. Lang Nhi đến nha môn, nếu con một mình dùng bữa thấy vắng vẻ thì cứ đến chỗ ta buổi tối hai đứa lại ăn với nhau lạc bảo anh mặt mày hớn hở ngồi sát vào vệ tam phu nhân vốn là làm sai nhưng ai cũng không so đo kim huệ thụy nhìn chỉ thấy chướng mắt nghĩ thầm rốt cuộc lạc bảo anh là bảo bối gì mà mọi người đều không nỡ trách nàng rốt cuộc nàng có điểm nào tốt càng nghĩ càng không hiểu không như kim huệ thụy thật ra trình thị không có gì oán giận lạc bảo anh chỉ là coi thường lạc ra nhà nàng mà thôi mắt thấy mọi người đều không trách cứ thì cũng lười phải mở miệng ngược lại nói đến mấy chuyện vui huệ thụy và nghi xuân hầu là biểu huynh muội nhưng từ khi gả đến đây vẫn chưa mời lần nào hôm qua cho người đi đưa thiệp nghi xuân hầu trả lời là đến ngày hưu mộc sẽ tới làm khách Trình thị cười tủm tỉm nói mẫu thân đến lúc ấy chúng ta phải tiếp đãi thật tốt lại nói tiếp hắn đã lâu không tới đây mấy năm trôi qua cũng đã trưởng thành rồi là bảo anh nhớ mày nghĩ thầm sao đệ đệ lại đồng ý tới đây rốt cuộc là có ý gì thật ra lúc kim huệ thụy gửi thiệp mời chỉ là ôm may mắn kỳ thật đã giữ lại đường lùi ở phía sau. Giả sử La Thiên Trì không chịu, nàng ta sẽ không nói cho người vệ ra biết, chờ thêm một thời gian nữa sẽ dẫn vệ liên tới nhà nàng ta. Để phụ thân mời, mượn cớ là bàn chuyện ở binh mã tư, tất nhiên La Thiên Trì sẽ đến. Ai ngờ La Thiên Trì lại đồng ý. Kim Huệ Thụy mở cờ trong bụng, cảm thấy đã tự cho mình thể diện, cũng có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn, thế mà La Thiên Trì lại nhớ rõ nàng ta, còn bằng lòng đến dùng cơm. Có thể thấy hắn cũng tương đối xem trọng nàng ta thấy kim huệ thụy không che giấu được đắc ý sắc mặt lạc bảo anh hơi trầm xuống nàng đương nhiên biết hôm ấy la thiên trì đã hiểu được ý nàng nhưng ý của đệ đệ nàng lại không rõ ràng lắm nhưng nàng tin tưởng đệ đệ sẽ không để kim huệ thụy đạt được mục đích để chờ xem thế nào về lão phu nhân nghe vậy thì quan sát kim huệ thụy một cái nói với trình thị đã là nhị phòng gửi thiệp vậy yến hội này do con làm chủ đến lúc đó ta nói với lão ra một tiếng vốn trình thị có dự tính này tốt nhất là yến hội nên tổ chức trong viện của bọn họ đến lúc đó trang điểm cho nữ nhi thật xinh đẹp, có lẽ sẽ được vị hầu gia trẻ tuổi kia nhìn chúng. Giả sử hai nhà kết thân, tương lai nhị phòng bọn họ đúng là không cần phải yêu sầu. Tới giờ dậu vệ lang mới trở về. Vừa vào cửa, chóp mũi đã ngửi thấy mùi thức ăn, đi vào trong liền thấy trên bàn bày tám món mặn thêm một bát canh, lạc bảo anh đang dựa vào cửa. Thấy hắn, đôi bàn tay như hoa lan vươn ra thay hắn tháo đai lưng, cởi áo, thậm chí còn lấy giày đặt dưới chân hắn. Một khắc kia thật sự có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng được thê tử hầu hạ như vậy cảm giác cực kỳ tuyệt vời giống như trong nháy mắt đã tan biến hết mệt mỏi hắn ôm eo nàng ngón tay nhéo bên hông nàng nhớn mày nói đổi tính sao hay là cả ngày hôm nay không nhìn thấy ta nghĩ đến hoảng lúc ở nhà nàng không như vậy mỗi lần đều là hắn tự mặc quần áo tự cởi quần áo không như nàng ba ngày có nha hoàn buổi tối lại có hắn làm giúp ngón tay lạc bảo anh chọc lên ngực hắn không đổi tính cũng không được sáng nay chàng không gọi ta dậy đoán xem ta đến chính phòng gặp chuyện gì chẳng lẽ chịu uất ức nhưng tổ mẫu từ trước đến nay thích nàng tính tình mẫu thân lại hiền lành không làm khó người khác sao có thể sắc mặt hắn hơi trầm xuống chẳng lẽ là nhị bá mẫu chưa gì đã đoán chúng thật không thú vị là bảo anh bĩu môi nói còn không phải sao nói ta không có dáng vẻ của thê tử không giống con dâu của bà ấy dậy sớm hầu hạ tướng công lại sớm đi bái kiến trưởng bối ta suy nghĩ hình như là có chút làm không được tốt này không phải là đang đặc biệt chờ chàng về sao vệ đại nhân chàng cảm thấy thế nào vệ lang cười rộ lên cúi đầu nói bên tai nàng không thua kém kỳ thật vi phu chỉ có một yêu cầu chính là trở về thấy nàng ngoan ngoãn nằm trên giường đương nhiên tốt nhất là không cần mặc quần áo không đứng đắn mặt lạc bảo anh đỏ lên hành sự tác phong của người này đúng là càng ngày càng lưu manh nàng không thể chịu được uốn éo vòng eo đồ ăn sắp nguội rồi mau dùng cơm thôi hắn buông nàng ra rửa tay rồi ngồi xuống tám món ăn thì có đến sáu món là món hắn thích nhìn ra được đã tốn không ít tâm tư, chỉ không biết là hỏi hạ nhân hay là chính nàng chú ý tới. Hắn có điểm muốn hỏi, nhưng nhịn xuống, nàng nói năng chua ngoa, chắc chắn sẽ không nói những lời hắn thích nghe, mặc kệ như thế nào, nàng có thể chờ hắn như vậy, đúng là không tệ. Những chuyện khác còn phải từ từ tới. Vì hắn biết, tuy nàng bằng lòng gả cho hắn, cũng xuất phát từ chân tâm, nhưng cũng không có hoàn hoàn thích hắn, đó là một loại trực giác, hắn cũng không nói rõ được. Giống như từ lần đầu tiên gặp gỡ, trong ánh mắt nàng đã cất giấu một thứ tình cảm phức tạp với hắn không giống tiểu cô nương khác có lẽ bởi vì vậy nên mới khiến hắn càng không bỏ xuống được lạc bảo anh thấy vệ lang đột nhiên dừng lại gắp một con tôm cho hắn cái này ăn ngon phòng bếp nói mang từ ngoài biển về không biết đã tốn bao nhiêu bằng đầu mấy thứ mỹ vị này trước kia nàng thường ăn nhưng sau khi đến lạc gia thì cũng chỉ có thể ở trong mộng ăn một chút mà nay lại được thỏa mãn ham muốn ăn uống nàng cười vui vẻ giống như mèo nhỏ tham ăn gặp được một mẻ cá rất dễ dàng thỏa mãn hắn cười gắp một đũa nhưng không phải cho mình mà là đưa đến bên miệng nàng tới hôm nay nàng ân cần như vậy đáng khen thưởng nàng nói đây cũng là khen thưởng nhưng nhìn thấy ngón tay thon dài ánh mắt dịu dàng của hắn trong lòng nàng lại có chút ngọt há miệng ăn một miếng có phải được vi phu đút thì ngon hơn nàng tự ăn đúng không hắn trêu chọc nàng làm bộ ngẫm nghĩ một chút không cảm thấy hắn thầm nói tâm khẩu bất nhất nhưng không có vạch trần nàng hai người ăn cơm xong hắn thấy nàng ngồi trước án thư muốn đọc sách một phen kéo cổ tay nàng không phải nói muốn đi tiêu thực sao ban ngày ta không thể bồi nàng buổi tối thì được hôm nay nàng không ăn quá no liền muốn lười biếng kết quả bị hắn nửa ôm nửa kéo đi ra ngoài trăng cao sao thưa sân nhỏ rất yên tĩnh hắn cầm tay nàng đi từ đường mòn ra ngoài lúc ban ngày vì ở đây có nhiều cây lớn nên cản bớt ánh mặt trời có hơi âm u chứ đừng nói bây giờ đi vào sâu bên trong mà rỗi tay ra là sẽ không nhìn rõ năm ngón lạc bảo anh hơi sợ hãi nửa người giấu trong ngực hắn rỗi nói sao lại cứ phải đi đường này thấy nàng nhát gan hắn liền vui vẻ thuận thế ôm vai nàng nói nàng chưa đi qua thôi dẫn nàng đi xem buổi tối có dáng vẻ gì thấy gì đâu mà nàng lẩm bẩm có phải chàng cố ý dọa người đúng không hắn cười rộ lên giống như thiếu niên thích đùa dài lạc bảo anh bực đến véo hắn một cái hắn không hề tránh ngược lại ôm nàng chặt hơn Mặc hương trên người nam nhân vây quanh nàng, ở trong bóng tối, hương vị càng thêm dày đặc, nàng quay đầu lại nhìn cây cối đen sì, liền bất giác sợ hãi, nhưng có hắn ở bên cạnh, cũng không đến mức còn có thể nhảy ra một người, nàng khẽ nói, "Buổi sáng ngày mai không cho quản nha hoàn của ta, ta phải dậy cùng chàng." "Hử?" Hắn nhíu mày, "Nàng vẫn để ý nhị bá mẫu à?" "Bà ấy nói cái gì?" Nàng không cần để ý, cũng không phải, dù sao ta mới gả đến đây, sợ mẫu thân tức giận. Về lão phu nhân tuổi lớn dễ dàng tha thứ hơn còn tam phu nhân không hay nói chuyện lần này nói giúp nàng nhưng ai biết trong lòng có vui vẻ hay không dù sao vệ lang là nhi tử của bà làm mẹ chồng không phải đều hy vọng con dâu săn sóc cho nhi tử hay sao tuy tính tình nàng kiêu ngạo nhưng vẫn hiểu lễ nghĩa vệ lang nói mẫu thân sẽ không trách nàng nhưng nếu nàng khăng khăng muốn dậy sớm thì tùy nàng có nàng ăn sáng với ta ta ăn càng ngon miệng hắn kéo nàng về nhưng như vậy chúng ta phải ngủ sớm một chút có đúng không nếu không nàng thức dậy kiểu gì đến giờ tuất ngủ là được bây giờ hãng còn sớm hắn cười mờ ám cắn lỗ tai nàng nói bây giờ là vừa hay không thì lát nữa lại muộn nàng mới biết được dụng ý của hắn xấu hổ đến nỗi đá chân hắn nhưng mặc dù đã ngủ sớm hơn nửa canh giờ chờ đến ngày hôm sau nàng vẫn không ngủ đủ mơ mơ màng màng tựa vào gối dựa hắn mặc yếm cho nàng kỳ thật không phải là chuyện khó khăn gì nhưng hắn lại mất hơn một khắc thật sự là hắn không nhịn được nên phải làm loạn bên này chạm vào một chút bên kia lại hôn một chút thời gian liền nhanh chóng trôi đi được lắm để nàng cùng dậy suýt nữa thì khiến hắn tới trễ xem ra tối nay vẫn phải sớm hơn một chút hắn nhẹ nhàng vỗ má nàng xuống giường là bảo anh dụi mắt chưa kịp thích ứng rốt cuộc mười mấy năm qua lúc này nàng vẫn còn đang ôm mộng đẹp đấy cơ thể không dễ tỉnh lại nhưng đã nói được là làm được nàng lung lay xuống dưới đi giày sau khi rửa mặt chải đầu liền bồi hắn dùng cơm không có khẩu vị lắm chỉ ăn được nửa chén cháo về lang than một tiếng thôi ngày mai không cần dậy nữa nhìn dáng vẻ của nàng đi ai mà không có thói quen chứ lúc mới thay đổi sẽ khó khăn nàng đứng lên đội mũ quan cho hắn nhưng vóc dáng không đủ cao nên không với tới nhón mũi chân cũng không đến nàng vẫy tay thấp xuống một chút ta không với tới hắn buồn cười nhưng vẫn theo lời nàng cong lưng nàng đội mũ xong lại thắt đai lưng cho hắn quan phục đại lương đều may bằng vải gấm đỏ hắn mặc vào cực kỳ thích hợp anh khí lại tuấn mỹ khí vũ hiên ngang nàng vừa lòng gật gật đầu keo cánh tay hắn nói, vệ đại nhân, ta đây liền đưa chàng ra tới chỗ đặt kiệu. Hắn cười, nhưng chưa đi đến nhị môn đã dừng bước, duỗi tay khẽ vuốt mặt nàng, đưa đến đây là được rồi, nàng về ngủ thêm một giấc đi. Nàng ư một tiếng, chàng cẩn thận chút. Hắn đứng trong nắng sớm, ánh mắt giống như hồ nước, dịu dàng nói, ta đi đây. Nàng gật đầu, nhìn hắn đi xa, đây là lần đầu tiên nàng tiễn hắn ra cửa từ khi làm thê tử, nhìn bóng dáng hắn dần dần biến mất, trong lòng lại có chút trống trải. Một khắc này nàng bỗng nhiên hiểu rõ, tiễn hắn đi làm như vậy dặn dò hắn buổi sáng đưa hắn đi buổi tối chờ hắn trở về việc làm nho nhỏ nhưng thật ra ý nghĩa lại không nhỏ điều này đại biểu cho bọn họ là phu thê chỉ có phu thê mới có thể như vậy nàng cong môi cười xoay người trở về đến ngày hôm sau chính là ngày hưu mộc kim huệ thụy mời la thiên trì vệ lão ra tử biết được cũng không nói gì chỉ nghe theo ý của vệ lão phu nhân để nhị phòng chuẩn bị thế nên sáng sớm hôm nay trình thị đã cho người ra chợ mua đồ ăn đều là tôm cá tươi sống rau dưa mới hái, còn có mấy đồ tốt trong nhà như tổ yến, vây cá đều đem ra. Vệ liên cũng là trong lòng nhảy nhót, trang điểm tỉ mỉ một hồi nhưng vẫn không thấy hài lòng, tới gần buổi trưa, lại bảo nha hoàn tháo hết tư trang lúc đầu, một lần nữa thay đổi toàn bộ. Lúc Kim Huệ Thụy đi vào, vệ liên đang tự cài trâu thoa lên tóc. Thấy vệ liên để tâm như vậy, Kim Huệ Thụy lại có chút lo sợ bất an, rốt cuộc đó là la thiên trì, sao có thể dễ dàng nhìn chúng một cô nương như vậy. Nếu đúng là thế, dựa vào gia thế của hắn, không biết có bao nhiêu người mơ ước thì đã sớm bị người ta câu dẫn rồi, nhưng nghe nói hiện giờ hắn còn chưa chạm qua nữ nhân đâu. Có lòng nhắc nhở Vệ Liên, Kim Huệ Thụy cười chọn cho nàng ta một cây châm vàng xoắn dây nạm mã não, vừa cài lên tóc vừa nói: "Biểu ca này của ta, trừ bỏ người trong nhà thì bình thường sẽ không mấy thân cận với người khác, hơn nữa cũng không thích cô nương quá mức chủ động. Có lần có cô nương nhào vào trong ngực hắn, muội đoán không ra đâu, ai mà ngờ được hắn suýt nữa đẩy nàng ta xuống sông." Vệ Liên nghe có chút không vui, nhàn nhạt, nhạt nói: ta cũng không phải là chưa từng gặp hắn, hắn đó, trước kia hai nhà đính hôn, còn không phải là đã tới sao. Sau này đến huyện Hoành cũng gặp một lần, hắn còn làm cá lát cho bọn ta ăn, nhìn không giống người thô lỗ như vậy. Kim Huệ Thụy không biết chuyện này, nhất thời cũng không biết nói gì. Đeo cái này lên cho ta, vệ liên lại chọn một đôi hoa tai chân châu. Trong gương, cô nương vốn đã xinh đẹp tuyệt trần, rồi trang điểm tỉ mỉ như vậy, đúng là càng thêm chói mắt. Kim Huệ Thụy nghĩ thầm, tốt xấu gì vệ ra cũng là danh môn thế gia, theo lý thuyết vệ liên vẫn là có cơ hội nàng ta cười nói nhìn canh giờ cũng không sai biệt lắm lúc nãy ta nghe nói biểu ca tới rồi bây giờ có lẽ là muốn đến nhà chính bái kiến tổ phụ tổ mẫu trước vệ liên đứng lên lại nhìn váy áo trên người một lần nữa rồi mới cùng kim huệ thụy ra ngoài quả thật la thiên trì đang đến nhà chính vừa tới cửa viện liền gặp vệ lang và lạc bảo anh cười một cái với tỷ tỷ hắn nói vệ đại nhân hôm nay sợ rằng phải làm phiền vệ lang cũng biết la thiên trì muốn tới nhưng đã là kim huệ thụy mời hắn không quá để ý có một số việc không nghĩ ra thì nên buông xuống có lẽ đến một ngày nó sẽ được phơi bày nếu không quá mức miệt mài theo đuổi sẽ chỉ vây hắn ở bên trong bị sương mù dày đặc bao phủ có lẽ sẽ mãi không thể thoát ra trở thành ma chướng cần gì phải vậy hắn cười một cái xem ra chúng ta phải ra sức uống rượu vì cơ hội tới sớm này đang nói chuyện mọi người trong nhị phòng lần lượt đi đến đi đầu là kim huệ thụy nàng ta kéo vệ liên cùng tới gặp la thiên trì cực kỳ thân mật nói biểu ca huynh đã đến rồi chúng ta đã lâu không gặp rồi đấy cô ý dẫn vệ liên ra vừa rồi ta nghe liên nhi muội muội nói thì ra huynh còn làm cá lát mời bọn họ ăn có phải không la thiên trì nhìn nàng ta lạnh lùng nói ngươi là thế nhưng giống như không quen biết nàng ta trên mặt kim huệ thụy nóng lên trong lòng lại lạnh nghĩ đến trình thị vệ hằng ở ngay sau nàng ta vội vàng nói ta là kim huệ thụy mà biểu ca huynh đừng nói dỡn là ta gửi thiệp mời cho huynh bằng không huynh sẽ không tới không phải sao La Thiên Trì bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ngữ khí vẫn rất lạnh, thiệp nào. Hắn cười nhạo một tiếng, ta còn không nhớ rõ có người biểu muội này, ngược lại nhìn thấy vệ gia, ta muốn tới gặp vệ tam ca và tam thiếu phu nhân một chút, thế nên mới đến, còn người. Hắn không nói tiếp, nhưng ai nghe cũng hiểu, Kim Huệ Thụy trả nhầm nhò gì. Sắc mặt Kim Huệ Thụy lập tức trắng bệch, hai chân giống như trôn xuống đất, không có cách nào di chuyển một bước, cũng không có cách nào mở miệng nói một chữ. Nàng ta biết lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên mặt mình, một khắc này, nàng ta chỉ muốn đi tìm chết. Không thể không nói, một kích này của La Thiên Trì quả thật đẹp, đẹp hơn dự liệu của Lạc Bảo Anh rất nhiều. Nàng lén cười với La Thiên Trì, khen ngợi hắn. Được tỉ tỉ khen, La Thiên Trì cũng cảm thấy mình làm không tồi, vô cùng vui vẻ, không thèm nhìn Kim Huệ Thụy đang gây ra như phỗng xem như nàng ta không tồn tại, vỗ vỗ vai Vệ Lang, Vệ Tam ca, đi, dẫn ta tới bái kiến lão gia tử và lão phu nhân, giống như lúc hắn và La Chân đính hôn khi đó la thiên trì xem hắn như tỷ phu tương lai thái độ cũng hữu hảo như vậy nhưng lạc bảo anh xua tan nghi hoặc khó mà lý giải trong lòng vệ lang bước vào nhà chính đến khi phu thê vệ lang và la thiên trì đi khỏi kim huệ thụy vẫn đứng ở đó tuy nàng ta đã khôi phục thần trí nhưng lại không biết đối mặt với cha mẹ chồng như thế nào còn có vệ hàng vệ liên trong mắt bọn họ nàng ta đã to gan lớn mật nói dối trước mặt mọi người la thiên trì và nàng ta căn bản không phải là thanh mai trúc mã thậm chí ngay cả một chút tình nghĩa cũng không có bằng không sao hắn có thể làm nhục nàng ta ngay trước mặt mọi người nàng ta không cách nào hiểu được cho dù không có tình cảm nàng ta cũng không có thủ oán với hắn vì sao chứ nước mắt từ hốc mắt chảy ra theo gương mặt rơi xuống dưới nhưng không có ai an ủi nàng ta lúc này tâm tình của trình thị hỏng bét rồi ở trong lòng không biết đã mắng bao nhiêu lần vốn bà cho rằng la thiên trì có quan hệ tốt với vệ lang mới có thể nghĩ mời vệ lang hỗ trợ nhưng nàng dâu này thế nào cũng phải chủ động xin ra trận còn nói giống như rất thân thiết với la thiên trì bà tin là thật mà kết quả lại thế nào đúng là thành chuyện cười cho người khác thể diện của bà cũng mất hết rồi còn nói với nhị lão là kim huệ thụy mời nhị phòng bọn họ cố ý chuẩn bị yến hội lúc này nói ra kiểu gì đây bà không thèm nhìn kim huệ thụy phất tay áo bỏ đi ngay cả vệ xuân phàm từ trước đến nay không mấy để tâm cũng cảm thấy hơi khó chịu không ngờ vệ liên lại đi tới kim huệ thụy vội nói liên nhi ta cũng không biết tại sao lại thế này lúc trước hắn đối với ta vẫn luôn khá tốt có lẽ là hiểu lầm ngươi còn mặt mũi để nói sao vệ liên đau lòng chính mình mân mê nửa ngày kết quả dụng công vô ích chỉ hận kim huệ thụy nói dối vừa rồi còn kéo nàng đi gặp la thiên trì khiến nàng cũng mất thể diện theo nàng bực bội không có bản lĩnh thì ngươi nên nói sớm một chút vốn dĩ chúng ta cũng không trông cậy vào ngươi ta à, tính tình vệ liên vốn nóng này lấy đâu ra kiên nhẫn mà nghe đã bực bội bỏ đi từ lâu rồi kim huệ thụy che mặt khóc nấc lên từ từ ngồi xổm xuống thanh âm kia rất thê thảm vệ hằng cho mày đi đến bên cạnh kéo nàng ta đứng lên lạnh giọng trách mắng rốt cuộc vì sao nàng phải như vậy ta chỉ muốn giúp liên nhi kim huệ thụy tóm lấy một cọng rơm cứu mạng này đột nhiên bổ nhào vào ngực hắn ta ta hiểu được tâm nguyện của mẫu thân cũng là vì suy nghĩ cho bọn họ mới lấy hết can đảm gửi thiệp mời biểu ca tới ta thật sự muốn giúp một tay nàng nức nở ôm cổ vệ hằng khóc lóc nức nở nói tướng công ta là thê tử của chàng nhưng cho tới nay giống như không giúp đỡ được gì trong lòng ta cũng ái náy, sợ mẫu thân cảm thấy cưới nhầm nàng dâu, cũng sợ chàng cảm thấy ta vô dụng, sợ chàng không cần ta. Nghe được câu cuối cùng, vệ hằng lại có chút mềm lòng. Lúc này nàng ta làm sai, nhưng nói thế nào cũng là vì vệ liên, mà lỗi sai này cũng không tính là lỗi lầm to lớn. Muốn trách chỉ có thể trách la thiên trì, ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho, mặc kệ nói như thế nào thì kim gia xác thật là thân thích của la gia, bằng không bọn họ liên hôn làm gì. Nhạc phụ hắn ta vẫn là quan tam phẩm, la thiên trì làm vậy, rõ ràng là nhằm vào nhị phòng bọn họ người này thật đúng là kiêu ngạo hắn ta nhàn nhạt, nhạt nói nàng đừng khóc nữa chỗ phụ thân với mẫu thân sau này nàng đi xin lỗi một phen chắc chắn bọn họ sẽ không làm khó dễ nàng đương nhiên ta sẽ làm vậy nàng ta lấy khăn lau mắt nhìn cũng là nhu nhược đáng yêu vệ hàng nói nhưng hôm nay nàng đừng lộ diện đỡ phải chọc bọn họ mất hứng trở về tự xét lại mình cho thật tốt kim huệ thụy nghĩ đến vừa rồi mất mặt trong lòng oán hận la thiên trì nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể nghe lời vệ hàng kim huệ thụy không đến nữa lạc bảo anh thầm cười lạnh từ sau chuyện này xem nàng ta còn làm người kiểu gì Thức thời thì nên cục chặt đuôi lại la thiên trì bái kiến nhị lão xong thì ngồi xuống ghế đầu tiên bên dưới vừa rồi vệ lão phu nhân đã được hạ nhân bẩm báo nhất thời có chút mơ hồ rõ ràng là kim huệ thụy gửi thiệp sao la thiên trì đến đây rồi mà không nhận lại nói là tới gặp vệ lang và lạc bảo anh vậy chuyện dùng cơm phải làm thế nào bây giờ cũng không thể tổ chức ở nhị phòng được nữa bà còn đang cân nhắc xem nên nói như thế nào tính tình la thiên trì ngay thẳng cười nói không ngại nói với lão gia tử và lão phu nhân hôm nay ta muốn uống rượu với vệ tam ca cũng có vài lời muốn nói nếu có phần thất lễ thì xin hai vị thứ lỗi ngày khác nhất định mời hai vị tới hầu phủ của ta làm khách lần này sắc mặt trình thị càng thêm khó coi nhưng không thể lại đi lấy lòng vệ lang chỉ có thể ở trong lòng lại mắng kim huệ thụy một trận tuy lời này đột ngột trực tiếp chỉ ra ăn cơm ở đâu nhưng ai bảo hắn là cháu trai của hoàng hậu nương nương là biểu đệ của thái tử chứ về lão gia tử vuốt tròm dâu hai người các ngươi cũng đã lâu không qua lại mà nay hòa hảo xem như là chuyện tốt lang nhi con phải chiêu đãi hầu ra thật tốt vệ lang còn có thể nói gì đành phải đáp ứng la thiên trì cười hì hì đi thôi tới viện của huynh ngồi ba người lập tức cáo lui trình thị quả thật muốn đảo con mắt vệ liên nhìn bóng dáng tư sái của la thiên trì trong lòng như có nai con chạy loạn tuy lúc nãy hắn làm nhục kim huệ thụy nhưng ngữ khí lạnh lùng ánh mắt khinh thường đó đúng là mười phần khí phách hầu ra nàng nghĩ thầm gả cho hắn nhất định là cả đời cũng sẽ không bị người khác ức hiếp bất trí bất giác lại càng thêm thích hắn nhưng làm thế nào để hắn thích nàng đây nàng chỉ cảm thấy nhức đầu la thiên trì đi theo vệ lang và lạc bảo anh tới viện bọn họ khóe môi treo lên nụ cười giống như trở lại lúc trước tỷ tỷ vừa mới đính hôn với vệ lang hắn muốn thân cận với tỷ phu tương lai này lúc ấy hắn khen ngợi tỷ tỷ hết lời trước mặt vệ lang hy vọng vệ lang cũng có thể thích tỷ tỷ bây giờ nhớ lại tựa như mới hôm qua mà lúc này lại nối tiếp hôm qua hoàn toàn tạo thành hiện tại ba người ở bên nhau giống như người một nhà chỉ tiếc hắn không thể thường xuyên đến vệ gia vì vệ lang vẫn còn đề phòng không nhỏ với hắn nhìn dáng vẻ nhàn nhã của la thiên trì ánh mắt vệ lang càng ngày càng sâu cuối cùng không nhịn được bất thình lình hỏi rốt cuộc ta và ngươi tốt như vậy từ lúc nào la thiên trì cười cười nhắc lại chuyện cũ làm gì khi đó huynh cứ coi như ta không hiểu chuyện vì chuyện của tỷ tỷ mà trách huynh là ta không đúng dù sao cũng không liên quan tới huynh bây giờ ta đã suy nghĩ cẩn thận đây không phải là tới nhận lỗi sao hơn nữa thấy tình cảm giữa huynh và lạc tam cô nương tốt như vậy ta cũng vui mừng thay huynh tiểu tử này thật sự có giác ngộ lớn như vậy sao vệ lang không tin hai người không nói nữa nhưng lại có một loại cảm giác kỳ quái lưu truyền ở xung quanh chậm rãi lấp đầy không gian dường như tùy tiện thở ra một hơi cũng thấy khó khăn là bảo anh hơi luống cuống tuy đệ đệ giải quyết kim huệ thụy nhưng đột nhiên nói muốn tới viện của bọn họ vẫn khiến nàng lấy làm kinh hãi rốt cuộc đệ đệ vẫn là thẳng tính không lo lắng hậu quả nàng nháy mắt với la thiên trì kỳ thật la thiên trì biết tỉ tỉ khó xử dù sao hắn là nam nhân lại quan tâm lạc bảo anh như vậy mặc kệ là ai cũng sẽ hoài nghi hắn suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói với vệ lang thật ra ta vẫn luôn cảm thấy lạc tam cô nương giống tỉ tỉ ta cho nên ta mới đặc biệt quan tâm nàng vệ lang ngẩn ra ngươi nói cái gì huynh không cảm thấy giống sao hắn nói xinh đẹp, có tài hoa, còn giỏi cưỡi ngựa, trên đời này chỉ có tỷ tỷ hoàn mỹ như vậy, ta coi nàng như tỷ tỷ. Hắn dừng một lúc, mặc dù nàng ít tuổi hơn ta, không biết chân tướng, nghe thấy câu này sẽ giống như hoa chăn năm đó, đều cho rằng hắn bị điên rồi. Vệ lang cũng có cảm giác này, nhưng lạc bảo anh xuất sắc như vậy, nghĩ lại, hắn cũng từng nhớ tới la chân, không sai, các nàng quả thật có điểm giống nhau, tài mạo song toàn, tính tình. Hắn nghĩ nghĩ, không rõ lắm, vì hắn thật sự không biết gì về la chân. Hắn nhìn Lạc Bảo Anh. Lạc Bảo Anh có chút khẩn trương, trong khoảnh khắc ấy, nàng muốn nói thẳng ra, nhưng chuyện quỷ dị như vậy phải nói kiểu gì. Đệ đệ không sợ nàng, bởi vì nàng là tỷ tỷ ruột của hắn, nhưng còn vệ lang thì sao? Nói thật, nếu đổi thành nàng, chỉ sợ sẽ cảm thấy có chút dọa người. Nàng không thể nói cho hắn. Đương nhiên vệ lang cũng sẽ không liên tưởng đến đó, đột nhiên cười nói, đúng là có chút giống. Nếu thật là bởi vì nguyên nhân này mà La Thiên Trì tiếp cận Lạc Bảo Anh thì hắn có thể chấp nhận được rốt cuộc hai tỷ đệ bọn họ có tình cảm sâu đậm la chân qua đời có lẽ là la thiên trì muốn tìm một nơi để gửi gắm tình cảm la thiên trì thoải mái hơn trừ bỏ cái này ta cảm thấy ta và vệ tam ca vẫn rất hợp ý còn nữa hiện giờ huynh là đại học sĩ biểu ca thường giao việc cho huynh ta cũng vậy thế nên sau này sẽ không tránh được phải thường xuyên hợp tác đúng không một bàn tay của hắn khoác tới uống rượu đi chúng ta uống một trận là tiêu tan hết ân oán vệ lang bị la thiên trì kéo đi rồi là bảo anh ở phía sau nhìn hai người kề vai sát cánh hơi lộ ra tươi cười quay đầu lại bảo hạ nhân lập tức tới phòng bếp lấy rượu và đồ nhắm những thứ khác cũng phải chuẩn bị thật nhanh đến khi căn dặn xong đã không thấy bóng dáng hai người kia nghĩ đến lát nữa sẽ cùng nhau ăn cơm trong lòng nàng hết sức phấn khởi dường như mình lại trở về làm la chân bước chân cũng nhẹ nhàng hơn đi đến cửa viện nàng nhìn thấy la thiên trì đang chắp tay sau lưng đánh giá sân viện của bọn họ hỏi thăm chuyện gì đó vệ lang cũng nghiêm túc trả lời nàng đang định đi vào vệ liên ở sau lưng không biết đã tới từ lúc nào trong tay cầm một bức tranh đã thêu được một nửa cười tủm tỉm nói với nàng tam tẩu lúc này tẩu có rảnh không nếu không ngại có thể dạy ta cái này được chứ tẩu khéo tay mọi thứ đều biết không giống ta ta từng thấy trong phòng tẩu có một bức tranh thêu rất đẹp liền muốn thêu một cái giống vậy nhưng không biết làm sao hình như là phối màu sắc không được tốt lắm thái độ rất tốt lại thành khẩn nhưng không thể che giấu được nàng ta có dụng ý khác vốn lạc bảo anh muốn từ chối nhưng nghĩ lại cứ từ chối như vậy chỉ sợ hoàn toàn không thể nhổ cỏ tận gốc vì trong mắt vệ liên nhất định sẽ nghĩ là bởi vì nàng mọi cách cản trở nên nàng ta không thể tiếp cận la thiên trì mới khiến nàng ta không thể gả cho hắn chỉ sợ trong lòng vẫn sẽ còn mơ mộng hão huyền không bằng cứ tương kế tự kế để cho nàng ta hết hy vọng dù sao với ánh mắt của đệ đệ tuyệt sẽ không coi trọng vệ liên dù sao hai người cũng không phải chưa gặp qua như lúc ở huyện hoành không phải đệ đệ ngay cả một câu cũng không nói với nàng ta sao không thì với tính tình của hắn một khi đã thích chắc chắn sẽ ra tay từ sớm còn có thể chờ cô nương nhà người ta chủ động ư lạc bảo anh nghĩ xong dịu dàng nói kỳ thật nữ hồng của ta cũng chỉ bình thường thôi chưa nói tới có thể dạy muội như nhìn tranh thêu này ta thấy màu sắc cũng không khó phối đi vào đây rồi nói tiếp hai chúng ta cẩn thận chọn ra mấy màu vốn trong lòng vệ liên còn đang thấp thỏm không ngờ lạc bảo anh lại mời nàng vào hơi mừng rỡ ngọt ngào nói tam tẩu tẩu thật tốt nàng thân thiết đi vào viện với lạc bảo anh tuy tính tình vệ liên điêu hoa khắc nghiệt nhưng tuổi còn nhỏ nên vẫn ngây ngô ai đối tốt với nàng vài phân lại hợp ý nàng là lập tức cho rằng đối phương suy nghĩ cho mình giống như lúc trước kim huệ thụy nói có thể mời la thiên trì tới thái độ của vệ liên liền tốt hơn trước nhiều nhưng la thiên trì trở mặt không nhận người đối với kim huệ thụy thì nàng ta hoàn toàn có thể bỏ đá xuống giếng là bảo anh thật sự không thích vệ liên để muội trong cảm nhận của nàng hẳn là người tài hoa nổi bật tự nhiên hào phóng rất có giáo dưỡng hơn nữa tính tình tốt nhất là dịu dàng một chút dù sao tính tình La Thiên Trì nóng nảy, ở bên ngoài đắc tội không ít người, nếu có một hiền thê khoan dung thì chung sống sẽ dễ hòa hợp hơn, cũng sẽ không xuất hiện tình hình đối chọi gay gắt. Vệ Liên hiển nhiên không phù hợp. Hai người các nàng một trước một sau đi vào bên trong. Trên đường gặp được Vệ Lang và La Thiên Trì, thấy bọn họ đứng sóng vai xem cá gấm, Vệ Liên lại không khỏi nhớ tới Kim Huệ Thụy đã gây họa, không biết có thể vì vị tẩu tử ruột đó mà La Thiên Trì cũng không ưa nàng ta hay không. Vệ Liên chớp mắt, đầu tiên là rất thân thiết gọi một tiếng Tam ca nhưng mà quan hệ giữa nhị phòng và tam phòng thật sự không coi là tốt vệ lang lại mãi mới tới kinh thành không có mấy tình cảm với những đường muội này chỉ trả lời một câu mà không nói thêm lời thừa thãi nào nữa nếu hắn thân thiện hơn một chút chủ động nói chuyện vệ liên có thể tự nhiên xen vào giữa như vậy sẽ có chuyện để nói với la thiên trì nhưng cố tình vệ lang lại lạnh nhạt vệ liên hận cắn răng đành phải tự nghĩ biện pháp nàng ra vẻ ngây thơ tò mò hỏi tam ca ta nhớ rõ lúc trước ở đây không có hoa phù dung trồng từ khi nào vậy giọng nói của cô nương giòn tan không khó để người khác chú ý la thiên chỉ liền nhìn nàng một cái nàng mặc áo ngắn màu hồng theo hoa sen nhị hoa khảm bằng chân châu, cực kỳ xinh đẹp váy dài có nếp gấp là hàng dệt kim dưới ánh mặt trời hơi tỏa sáng nếu đặt trong đám người cũng coi như xuất chúng nhưng đứng ở bên cạnh lạc bảo anh thì quả thật vẫn kém một bậc hắn lại quay đầu đi cũng không nói chuyện có thể thấy biện pháp này không được cho dù vệ liên vào được trong viện của tam phòng nhưng cũng làm được gì đâu mong la thiên trì để ý tới e rằng chỉ là nằm mơ vệ liên cắn môi miễn cưỡng cười nói tam tẩu chúng ta đi vào thôi tẩu mau dạy ta phối màu kiểu gì ta thấy rất khó không biết có làm chậm trễ mọi người dùng cơm không nữa là bảo anh cũng muốn xem vệ liên còn thủ đoạn nào đương nhiên đồng ý kết quả hai người vừa mới xoay người la thiên trì lại mở miệng biết rõ bản hầu muốn uống rượu với tam ca và tam tẩu ngươi lúc này ngươi tới xem náo nhiệt làm gì hắn tới đây không chỉ vì bồi dưỡng tình cảm với vệ lang mà quan trọng nhất chính là đến gặp tỷ tỷ lần này suy nghĩ mãi mới tìm được cớ hay như vậy không chừng còn có thể ngồi cùng bàn ăn cơm ai ngờ vệ liên không biết điều lúc nào không được mà lại cứ muốn đến tìm lạc bảo anh vào lúc này còn không để nàng ăn nổi bữa cơm hay sao đây không phải là cố ý phá đám hắn và tỷ 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 phu đoàn viên thì là gì mặt vệ liên hơi tái dù thế nào cũng không nghĩ tới la thiên chỉ có thể nói những lời như vậy đây là vệ gia nhà nàng nàng tới tìm tẩu tử của mình còn không được sao ta thỉnh giáo tẩu tử chẳng lẽ cái này cũng ảnh hưởng đến hầu gia đầu ngón tay nàng hơi run không cách nào tiếp nhận được khi bị hắn đối xử như vậy la thiên trì lạnh lùng nói thua thiệt ngươi cũng không còn nhỏ tuổi ngay cả một chút lễ nghi mà cũng không biết nếu không biết được nhà khác phải tiếp đãi khách hứa ai sẽ đến quấy rầy trong mắt hắn lộ rõ vẻ khinh thường cũng không sợ ném hết thể diện vệ ra nhà các ngươi đi sao khó trách lúc này còn không gả được ra ngoài ngươi nói cái gì Gương mặt Vệ Liên nóng bừng, nhưng nhanh chóng chuyển sang trắng bệch, nàng nói giọng thay thế: "Ngươi, ngươi dám nói ta không gả được?" La Thiên Trì cười nhạo một tiếng: "Hình như ngươi cũng 17 tuổi rồi nhỉ, chẳng phải là không có ai thèm lấy sao? Nhìn cũng ra hình ra dáng, vậy chắc chắn là do ngươi không hiểu quy củ." Vệ Liên tức giận đến lảo đảo muốn ngã, suýt nữa đã ngất xỉu. Mấy lời của La Thiên Trì đúng là hung tàn không gì sánh kịp, khiến Lạc Bảo Anh được mở rộng tầm mắt, Như là tẩu tử của Vệ Liên, hình như lúc này nàng nên nói vài câu dù gì cũng ở dưới một nhà ngày ngày gặp nhau mà vệ liên cũng không phải tội ác tày trời như vậy đang định mở miệng lại nghe vệ lang nói tuy liên nhi có điểm làm phiền nhưng ngươi cũng không khỏi quá khắc nghiệt muội ấy là cô nương gia cô nương gia thì thế nào lúc nãy nàng ta cũng ở nhà chính chẳng lẽ không có lỗ tai sao bản hầu đã nói rõ ràng là muốn tới tam phòng cuối cùng vệ liên không nghe được nữa che mặt chạy đi la thiên trì lại cười lạnh quay đầu nói với vệ lang tam ca chớ có để ý ta nhìn thế nào cũng không thấy vệ liên có dáng vẻ thiên kim tiểu thư thế nên mới giáo huấn hai câu ngược lại không phải là xem thường vệ gia nhà huynh vệ gia có huynh cũng coi như là tổ tiên tích đức còn nhị phòng thật là không nhìn nổi vào mắt kiêu ngạo ương ngạnh đến mức này cũng chỉ có người la ra mới có tự tin như vậy vệ lang ít nhiều có chút không nhìn quen nhàn nhạt, nhạt nói ngươi không cần giải thích chỉ là tính tình hầu ra này ta thấy tốt nhất là nên sửa lại mọi việc trên đời khó mà đoán trước được chỉ sợ không thể thu thập tàn cục dù sao la thiên trì mới vài tuổi nếu không phải nhờ vào gia thế thì hắn có thể dựa vào cái gì nhưng mọi thứ trên đời đều biến đổi khôn lường ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì mà nay hắn đứng trên đỉnh núi chưa chắc sẽ không có một ngày rơi xuống như vậy đến lúc đó tùy ý đối đãi tùy ý nhục nhã người khác lại sẽ như thế nào huống chi đây chỉ là một cô nương không thích thì không để ý tới là được la thiên trì cười vệ tam ca nói đúng sau này ta nhất định chú ý khác hoàn toàn dáng vẻ lúc nãy vệ lang kinh ngạc la thiên trì thật sự sẵn lòng nghe lời hắn sao vẫn là vì lạc bảo anh hắn thật sự không thể ngờ nàng lại có ảnh hưởng lớn đến la thiên trì như vậy lúc này nha hoàn lục tục bưng thức ăn tới bày từng món ra bàn có một bầu rượu bốn đĩa đồ nhắm lam linh cười nói thỉnh thiếu gia, thiếu phu nhân và hầu gia dùng trước nhà bếp đang chuẩn bị món nóng với canh hầm có lẽ không quá một khắc là xong ạ à. la thiên trì lập tức ngồi xuống tiếp đón hai người kia tới đây ta rót rượu cho hai người vệ lang nhìn lạc bảo anh chúng ta nam nhân uống rượu, nữ nhân ở đây không tiện. Tuy La Thiên Trì nói coi lạc bảo anh như tỷ tỷ, nhưng nàng nhỏ hơn hắn, còn kém vài tuổi, thê tử như hoa như ngọc như vậy. Thật đúng là vệ lang không muốn để nàng dùng bữa với La Thiên Trì, lại nói cũng thấy không phù hợp, không thể lấy cớ như vậy để lừa gạt được. Thấy vệ lang không đồng ý, La Thiên Trì thầm bực. Hắn vì muốn cùng tỷ tỷ ăn cơm mà đã tốn không ít tâm tư đâu đấy. Chẳng lẽ thật sự ngày nào đó phải bắt cóc nàng đến hầu phủ sao? Hắn duỗi tay lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, nói với Vệ Lang: "Huynh có biết sau khi tỷ tỷ qua đời, rốt cuộc là ta trải qua kiểu gì không? Đại khái huynh chưa từng lĩnh hội qua, người thân duy nhất trên đời rời đi là tư vị gì? Mà nay ta thật vất vả mới phấn chấn lại, gặp được một cô nương giống tỷ tỷ, trời sinh liền lộ ra thân thiết, huynh không thể thông cảm một chút được sao? Ăn một bữa cơm thì thế nào, ta còn có thể ăn nàng sao?" Ngươi, đôi mắt Vệ Lang nhíu lại, trầm giọng nói: "Tốt nhất ngươi nói chuyện cẩn thận một chút cho ta." người khác sợ la thiên trì nhưng vệ lang hắn không sợ nếu thật sự đụng đến vảy ngược của hắn hắn có thể đuổi ngay la thiên trì ra ngoài thấy hai người chạm vào là bùng nổ không cẩn thận lại bắt đầu làm ầm ĩ lạc bảo anh than một tiếng nói với vệ lang nghe hắn nói cũng quá đáng thương để cho ta với hắn cùng ăn bữa cơm có sao đâu dù gì chàng cũng ở đây không phải sao nàng mở miệng cầu tình vệ lang nhíu mày nghĩ thầm nữ nhân đúng là dễ mềm lòng thấy la thiên trì nhớ thương tỉ tỉ nàng liền thông cảm nhưng sao hắn lại không biết mùi vị người nhà chia cắt không bao giờ được gặp lại năm đó phụ thân qua đời hắn sợ mẫu thân khổ sở mà còn phải chú ý đến hắn thế nên mới giả vờ không khó chịu cũng không phải không nghĩ tới nếu có một ngày có thể gặp lại phụ thân nếu có một ngày hắn trở thành trạng nguyên cưỡi ngựa trắng đi trên đường bỗng nhiên có thể thấy phụ thân thì thật tốt khi đó tất nhiên ông ấy sẽ kiêu ngạo vì hắn có phải không ngón tay vuốt ve chén rượu hắn nhàn nhạt, nhạt nói nàng ngồi đi la thiên trì lại mặt mày hớn hở rót cho lạc bảo anh một chén rượu mời thiếu phu nhân nàng cười nói cảm ơn vệ lang ở bên nhìn nghĩ thầm giả sử bọn họ thật sự có cái gì cũng xác thật không thể trắng trợn táo bạo như vậy hắn cúi đầu uống một ngụm rượu bên tai lại nghe thấy la thiên trì đang mời bọn họ tới hầu phủ chơi nói dù sao vừa rồi cũng đã mời lão gia tử và lão phu nhân bọn họ cùng nhau đến cũng là thuận đường tiểu tử này cũng thật là được voi đòi tiên vệ lang không nói gì lạc bảo anh liếc mắt nhìn hắn tướng công ước chừng phải đi la thiên trì nói hầu phủ của ta đã lâu không mở tiệc cũng muốn náo nhiệt một chút lúc này dứt khoát mời thêm mấy người nữa nhà huynh lạc gia nhị cô cô ta còn có hắn vốn định nói lâm xuyên hầu phủ nhưng nghĩ đến chuyện của hoa chân và lạc bảo anh lập tức vội im miệng bằng không nhất định vệ lang sẽ không đi đã nói đến mức này nếu vệ lang không đồng ý thì lại bị lạc bảo anh nói là hẹp hòi thấy hắn đồng ý lạc bảo anh cười với la thiên trì đó đã từng là nhà của nàng đã từ rất lâu. La Thiên Chỉ cũng vui mừng, liền nói, uống thôi, uống thôi, hôm nay chúng ta không say không về. Vệ lang nhớn mày, ngươi muốn say thì cứ tự mình say, bảo anh chỉ được uống một chén. Quản thật nhiều thứ, La Thiên Chỉ thầm nghĩ, vẫn là hạ sâm tốt, nếu là hạ sâm thì hắn cần gì phải tốn tâm tư. Không chừng vừa nói là bảo anh giống tỷ tỷ, hạ sâm lập tức đem nàng cho hắn mượn ấy chứ, vậy mới là bằng hữu, nhưng hiện tại có nói gì cũng vô dụng. Là bảo anh thấy La Thiên Chỉ uống không ngừng, khẽ cười nói, hầu ra chớ có uống say, rượu tổn hại sức khỏe, uống nhiều không tốt. Thấy tỷ tỷ quan tâm, hắn rất nghe lời bỏ chén rượu xuống. Lại nói vệ liên chạy một mạch về phòng, nằm sấp trên giường gào khóc, trình thị nghe nói thì vội vàng tới nhìn nàng. Không thừa nhận là mình sai, vệ liên tố khổ, mẫu thân, la thiên trì thật sự khinh người quá đáng. Con chỉ đi tìm tam tẩu hỏi một chút về bức tranh theo, vậy mà hắn nhục mạ con, nói con không gả được ra ngoài. Nàng nhào vào ngực trình thị, quá ác ý rồi, mẫu thân, con lớn như vậy, lần đầu tiên bị người khác mắng như thế, mẫu thân phải làm chủ cho con. Cái gì? Trình thị trợn tròn đôi mắt, hắn nói con như vậy sao? Nhưng sao có thể chứ? Tuy nữ nhi của bà có chút tùy hứng, nhưng rất xinh đẹp đáng yêu, cho dù La Thiên Trì có là hầu ra thì cũng không thể nói nữ nhi như vậy. Bà dò hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao con biết được? Nhất định là hắn điên rồi, còn không ngừng nói những thứ này, thậm chí còn mắng cả nhị phòng chúng ta. Giờ phút này vệ liên vì yêu mà sinh hận, cắn răng nói, nhất định mẫu thân phải báo thủ cho con. Trình thị thấy nữ nhi bị sỉ nhục, rất đau lòng, nhưng cũng lại khó xử, dù gì đó cũng là nghi xuân hầu, bà báo thủ cho nàng kiểu gì đây. Cho dù đến chỗ nhị lão tố cáo, cùng lắm là vệ lão gia tử nói là thiên trì không biết lựa lời, bảo bà đừng để trong lòng, chứ nói gì đến những thứ khác, còn có thể ép buộc hắn xin lỗi sao. Chuyện này là không có khả năng. Trình thị chỉ cảm thấy hổ thẹn với nữ nhi, đem tất cả những lời không biết nói kiểu gì đều phát tiết lên người Kim Huệ Thụy, nếu không phải nàng ta nói dối là biểu muội tốt của la thiên trì đi mời hắn tới thì cũng sẽ không có những việc này không chừng la thiên trì là thấy kim huệ thụy không vừa mắt nên mới ghét luôn cả vệ liên thế nên buổi tối lúc kim huệ thụy tới xin lỗi trình thị sao có thể chịu thật lòng tha thứ lúc trước đó là nhìn vào quan hệ giữa kim gia và la gia bà mới nguyện ý để nhi tử cưới nàng ta hiện giờ mới hiểu được thì ra không phải như thế kim huệ thụy căn bản là không biết làm người nếu không la thiên trì là biểu ca nàng ta tại sao lại đối xử với nàng ta như vậy hiện giờ cũng chỉ là dựa vào kim lão ra mà thôi, chờ đến sau này, sợ là không dùng được. Lúc này Trình Thị mới hối hận, nhưng đã quá muộn, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục thu nhận nàng dâu này. Dù sao nói thế nào thì Kim Gia vẫn là hoàng thân quốc thích, giả sử nhi tử bỏ Kim Huệ Thụy, ắt phải đắc tội Kim Gia, sẽ không lường được hậu quả. Ngoài miệng Trình Thị giả mù sa mưa nói ai cũng sẽ mắc lỗi, chỉ cần tự kiểm điểm cho thật tốt, nhưng trong lòng không biết đã mắng Kim Huệ Thụy bao nhiêu lần. Lần này con đóng cửa ăn năn đi, Trình thị nhàn nhạt, nói, nhà chúng ta ai phạm sai lầm, đều sẽ chiếu theo quy củ này, con chớ có cảm thấy là nhầm vào con. Nhưng vệ liên đường đột tới tam phòng dụ dỗ la thiên trì, chẳng lẽ không phải là phạm sai lầm. Kim Huệ Thụy nghĩ thầm, trình thị này thật đúng là chỉ đưa một chén nước nhưng phải đòi lại cả bình. Như nàng ta đã mất hết thể diện trước mặt mọi người, không thể tự bào chữa cho mình, chỉ đành thuận theo cúi đầu nói, vâng, mẫu thân, con giàu đã biết. Trình thị xua xua tay để nàng ta lui xuống, nhưng giữ vệ hằng ở lại nói chuyện. Sớm biết thì lúc trước đã không để con cưới nàng ta. Bà kể khổ với Nhi Tử, ngay cả ta, bây giờ đều cảm thấy không có mặt mũi đi ra ngoài, nhưng Nghi Xuân Hầu cũng là đáng giận, dựa vào đâu mà tự dưng nói muội muội con như vậy, đúng là khinh người quá đáng. Vệ hàng lạnh lùng nói, Nhi Tử sẽ nhìn hắn chằm chằm, không tin hắn sẽ không phạm sai lầm. Nếu rơi vào tay con, dù có cáo ngự trạng thì con cũng phải cho hắn nếm thử một chút lợi hại. Người khác đều bảo bà nhẫn nhịn, chỉ có mình Nhi Tử nói sẽ chút giận thay bà, Trình thị cười một cái, nhìn hắn nói, nhị phòng chúng ta phải dựa vào con mới được, không giống lão gia. Trên triều đình không được trọng dụng, có thể dựa vào ông ta cái gì. Chỉ tiếc, nhi tử vì bà mà cưới sai người, đó là chuyện cả đời đều hối hận. Trận này, Kim Huệ Thụy không còn lộ diện, Kim Phu Nhân biết tin lại rất giận dữ, lập tức tới về ra. Không đợi người thông báo đã xông thẳng vào phòng Kim Huệ Thụy, nhìn thấy mẹ đẩy tới, nàng ta liền khóc giống lên. Bị uất ức như thế này, sao con không nói với ta? kim phu nhân ôm bả vai nàng ta trình thị cấm túc con là con không đúng kim huệ thụy nức nở nói con không nên nói có tình cảm tốt với biểu ca có chỗ nào không đúng chứ từ nhỏ hai đứa đã biết nhau cho dù không coi là thanh mai trúc mã thì cũng là biểu huynh muội lui một vạn bước mà nói phóng đại một chút thì có sao con làm hại tính mạng của họ hay là thế nào phi vệ gia này cũng quá mức khắt khe lúc trước chạy theo để cưới được con mà nay lại bày ra bộ mặt khác kim phu nhân nói biểu ca con cũng vậy Lần tới ta gặp biểu di con, thế nào cũng phải nói lý. Quả thật La Thiên trì quá kỳ cục, tốt xấu gì bà cũng là biểu cô của hắn, bình thường luôn yêu thương, hàng năm đều đến hầu phủ tặng lễ, hắn lại ngay cả một chút tình nghĩa cũng không nhận sao? Hai người đang nói chuyện, Trình Thị đi vào, cười nói, "Chào ôi, Kim phu nhân, bà tới sao không nói trước một tiếng, ta còn chưa kịp chuẩn bị cái gì." Lại nhìn Kim Huệ Thụy, "Huệ Thụy, sao con lại khóc? Khó lắm Kim phu nhân mới tới được một chuyến, đừng để mẫu thân còn đau lòng." Kim phu nhân lạnh mặt, từ nhỏ Huệ Thụy đã rất hiểu chuyện, lúc ở nhà chưa từng phạm sai lầm, sao gả đến vệ ra lại phải chịu tội thế này. Trình thị kêu oan, ta có làm gì đâu, là Huệ Thụy thành thật, thế nào cũng phải nói sai rồi nên muốn kiểm điểm. Ta cũng nói với con bé làm gì có ai không phạm sai lầm, ngay cả trưởng bối chúng ta, còn không phải cũng có lúc hồ đồ sao. Bà hỏi Kim Huệ Thụy, Huệ Thụy, con nói có đúng hay không? Dù mẫu thân có thay nàng ta làm chủ, nhưng nàng ta là con dâu vệ gia, cuộc sống sau này trôi qua thế nào. Nếu thật sự đắc tội trình thị, chỉ sợ bà ấy sẽ tìm mọi cách đối phó nàng ta, trừ phi nàng ta hòa ly. Nhưng hầu hết cô nương hòa ly đều không có kết quả tốt, nàng ta cũng không cam lòng, bất ức rời đi như thế, không biết bị người khác thầm cười nhạo như thế nào đâu. Huông chi, vệ hằng đối với nàng ta không tệ, tương lai cũng rất có tiền đồ, không có nàng ta, cũng có nhiều cô nương khác muốn gả. Mà nàng ta thì sao, sợ là mấy công tử có ra thế đều không muốn, cưới nàng ta, nhất định là những người xa sút thấp kém, không màng thể diện, sao nàng ta có thể nguyện ý. Ý nghĩ lướt qua trong đầu, nàng ta giữ chặt tay Kim Phu Nhân, mẫu thân là con chủ động muốn cấm túc, không liên quan tới bà ấy. Con, Kim Phu Nhân vô cùng tức giận. Con Trình Thị lại thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm cuối cùng nàng dâu này cũng có chút đầu óc. Nếu không nàng ta thật sự nói xấu vệ ra với Kim Phu Nhân, hai nhà sợ là sẽ nảy sinh hiểm khích, như vậy cuộc hôn nhân này cũng không còn ý nghĩa gì. Kim Huệ Thụy chủ động chịu trách nhiệm, Kim phu nhân cũng không thể nói tiếp được nữa. Trình Thị cười nói, cũng nhờ có phu nhân mới có thể dạy được Huệ Thụy ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, ta thấy cũng không cần cấm túc. Bà đi lên vỗ vỗ mu bàn tay Kim Huệ Thụy, kỳ thật cũng không coi là chuyện lớn gì, quan hệ giữa Kim gia và La gia tốt như vậy, có lẽ hôm ấy Nghi Xuân Hầu say rượu nên mới có thể nói sằng nói bậy. Sắc mặt Kim phu nhân liền có chút khó coi, cho dù có uống say cũng không thể làm càn như thế, kiểu gì bà cũng phải vào cung nói chuyện với biểu tỷ mới được. An ủi Kim Huệ Thụy vài câu, bà liền rời khỏi vệ gia. Vài ngày sau, quả nhiên Nghi Xuân Hầu gửi thiệp mời vệ gia tới làm khách, nhưng cuối cùng chỉ có vệ lang và Lạc Bảo Anh đi. La Thiên Trì tự ra cửa tiếp đón, nhìn khắp nơi rồi mới nói: "Lão gia tử và lão phu nhân không tới sao?" Vệ lang nhàn nhạt, nhạt nói: "Tuổi lớn đi đứng không tiện." Nghe được câu này, La Thiên Trì liền hiểu được rốt cuộc hắn vẫn là đắc tội với người ta, dù gì vệ Liên cũng là cháu gái ruột của vệ lão gia tử. Chỉ trách hắn đã lỡ lời, quên mất quan hệ giữa bọn họ, ngượng ngùng cười nói: ra là vậy, xem ra ngày khác ta còn phải tới cửa bái phòng một chuyến. Không giống nhị phòng, vệ lão gia tử không chỉ là lại bộ thượng thư, sau khi thôi giữ chức này lại được thăng lên làm thủ phụ nội các. Hoàng thượng hết sức nề trọng, ngay cả thái tử, còn không phải là có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo ông ấy sao. Bằng không vệ gia cũng không đến mức hiền hách như thế, rốt cuộc danh vọng thế gia trong quá khứ chỉ có thể lấy ra tưởng nhớ. Quan trọng nhất là trong tay nắm bao nhiêu quyền lợi, vệ gia cũng không phải là con hổ giấy. Là bảo anh cũng hiểu được tật xấu của đệ đệ, dù sao lúc trước nàng cũng có thân phận cao như vậy lại không có phụ mẫu thường xuyên ở bên dạy dỗ ở bên ngoài xác thật là oai phong tám hướng đệ đệ là nam nhân lại càng thêm trầm trọng hơn không thì đã không chế nhạo kim huệ thụy như vậy so với thái độ của vệ lang đương nhiên là nàng thiên vị đệ đệ nhưng trong lòng lại hy vọng hắn vừa cường hãn lại vừa có thể duy trì lý trí dù sao nghi xuân hầu phủ chỉ có mình hắn chống đỡ hắn thành tài thì hầu phủ mới có hy vọng hắn không nên người như vậy mặc dù có đại cô cô và biểu ca hậu thuẫn thì kết quả cũng chỉ thành bùn nhão không thể chát tường. Đổi chủ đề, nàng hỏi, hầu ra, phụ thân và mẫu thân ta đã đến chưa? Cũng vừa mới đến, La Thiên Chỉ cười nói, nữ quyến đều ở trong viện ngắm hoa hải đường. Phía tây hầu phủ có một mảng lớn hoa hải đường, khoảng 5 sáu chục cây, trong lúc La Thị xuất giá, đã có hơn 20 năm lịch sử, thời gian này là lúc hoa nở rộ. Khi đó Lạc Bảo Anh thường thích đi đến giữa bụi hoa, bông hoa hải đường giống như phủ phấn nổi bật giữa lá xanh, diễm lệ vô cùng hương thơm theo gió bay tới bay lui khiến người chóng váng muốn say lúc này trong lòng nàng đã cực kỳ ngứa ngáy la thiên trì cười nhìn nàng biết được tâm tư tỉ tỉ nói với vệ lang vệ tam ca hai vị đại cữu của huynh đang đánh cờ không phân thắng bại ở trong lương đình ta với huynh đến xem một chút được nhắc tới là lạc nguyên chiêu và lạc nguyên giác vệ lang dĩ nhiên không phản đối nói với lạc bảo anh lát nữa ta tới bái kiến nhạc mẫu nàng cười gật đầu đi theo nha hoàn đến vườn hoa vốn là con đường cực kỳ quen thuộc lúc này lại phải giả vờ xa lạ nhưng theo mỗi bước đi ánh mắt lướt qua mặt đường lát đá xanh lướt qua từng ngọn cây cọng cỏ đình đài lầu các, nàng phát hiện vẫn giống trong trí nhớ như đúc có thể thấy đệ đệ không tu sửa chút nào đi đến vườn hoa hải đường cuối cùng nhìn thấy viên thị và lạc bảo châu còn có gia nhi tiểu gia hỏa đang khom người không biết tìm cái gì trên mặt đất nàng đi đến nói mẫu thân châu châu lúc này lạc bảo châu mới phát hiện nàng tới vui vẻ nói tam tỷ cuối cùng tỷ cũng tới bao giờ tỷ mới mời chúng ta tới làm khách đây đứa nhỏ này ngày nào cũng nhớ thương chuyện này không phải mới có mấy ngày không gặp thôi sao nàng xoa xoa ấn đường ngày mai ngày mai được không thật sợ muội lạc bảo châu cười rộ lên sớm nên làm như vậy đi sang bên cạnh kéo gia nhi mau gọi tam tỷ đi gia nhi ngẩng đầu cười he he đem thứ gì đó trong tay cho lạc bảo anh tam tỷ cho là một con châu chấu béo múp lạc bảo anh sợ tới mức lập tức lùi hai bước lần đầu thấy lạc bảo anh kinh sợ lạc bảo châu phụt một tiếng tam tỷ tỷ sợ cái này hả nàng ngược lại không sợ bởi vì thường ở cùng một chỗ với đệ đệ gia nhi không có việc gì liền bắt mấy con sâu chơi có hôm trời mưa cũng không biết tìm được một con cóc nhỏ ở chỗ nào sau đó đặt lên váy nàng khiến nàng thiếu chút nữa khóc to sau đó thành thói quen tiểu gia hỏa không hiểu chuyện mà nhìn thấy mấy con vật còn sống thì thích bắt lấy để chơi nhưng cũng chỉ nhiệt tình trong chốc lát chưa đến một khắc là đã ném đi thấy lạc bảo anh cách khá xa viên thị nhẹ nhàng vỗ một cái vào tay gia nhi không được chọc tam tỷ con sợ hãi hiểu không lại nói châu chấu này có gì thú vị chứ không phải mang theo ngựa gỗ nhỏ cho con sao cái đó sạch sẽ gia nhi chớp chớp mắt không biết hai thứ đó có gì khác nhau ở trong mắt tiểu hài tử cái gì cũng đều mới mẻ nhưng vẫn ngoan ngoãn ổ một tiếng tiểu gia hỏa thiên chân vô tà lạc bảo anh rất thích bé 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 lên nói chúng ta tới phía trước nhìn xem nghe nói còn có nhiều hoa hải đường hơn viên thị nói con với châu châu đi thôi, ta ngồi đây một lúc. Nàng nhìn thấy cách đó không xa giống như là có vài vị phu nhân tới, cũng là muốn kết giao một chút. Hai lớn một nhỏ lập tức rời đi. Càng đi càng xa, là bảo châu cũng càng lúc càng kinh ngạc, khẽ nói, muội cứ tưởng vệ ra lớn nhất rồi, thế nhưng hầu phủ còn muốn lớn hơn một chút, muội thấy chỉ có hoàng cung là có thể so sánh. Nàng than một tiếng, không biết la ca ca một mình ở chỗ này có thấy cô đơn hay không. Nếu là nàng, e là muốn điên rồi. Lạc bảo anh biết đệ đệ không dễ dàng khẽ thở dài nói chờ hắn cưới thê tử là tốt rồi nhưng hầu ra vừa anh tuấn vừa lợi hại như hắn không biết cô nương nhà ai mới xứng đây là bảo châu nghĩ thầm đáng tiếc tỷ tỷ đã gả cho tam biểu ca bằng không tỷ tỷ sẽ rất thích hợp đang nói chuyện ba người đi đến chỗ hồ sen thì ra vườn hải đường chạy dài tới nơi này nối liền với hồ nước hoa soi bóng nước lại có một phen hứng thú khác là bảo châu ngồi lên ghế đá bên cạnh ao là bảo anh cũng nhìn hồ nước mấy ngày nữa hoa sen kia cũng sẽ nở ra ngay trước lúc nàng có hứng thú con sẽ trèo thuyền nhỏ ra giữa hồ hải đài sen vừa nhìn đã thấy thuyền nhỏ vẫn ở bờ hồ hơn nữa bên cạnh còn có một vị cô nương hình như đang định lên đó ngồi lạc bảo châu cũng thấy nàng chơi sinh hoạt bát vội đi lên hỏi cô nương kia ngươi muốn ngồi thuyền đi chơi sao cô nương kia không ngờ ở đây còn có người khác nhàn nhạt nói phải lạc bảo châu cũng muốn lên ai ngờ gia nhi không biết lại đi bắt chuồn chuồn từ lúc nào bây giờ đang vui dạo rực chạy tới cho lạc bảo châu xem kết quả không nắm chắc chuồn chuồn từ trong tay bay ra bé đuổi theo một chân dẫm lên làn váy của cô nương kia bé vừa đi qua bụi cỏ nên chân dính bùn lập tức làm bẩn váy nàng cô nương kia giận dữ đẩy ra nhi đứa trẻ lỗ mãng này từ đâu tới lại dám dẫm váy ta gia nhi ngã xuống đất mông đau nên không nhịn được khóc vang lên cô nương cực kỳ xinh đẹp nhưng tính tình lại ngang ngược trẻ nhỏ không hiểu chuyện thì nhắc nhở hai câu là được rồi tại sao lại phải đẩy từ trước đến nay lạc bảo châu yêu thương đệ đệ nâng gia nhi dậy rồi chất vấn váy của ngươi có cái gì không thể đụng vào sao làm gì mà đẩy nó nó mới có mấy tuổi làm sai nó tự nhiên sẽ xin lỗi ngươi cô nương kia cười lạnh một tiếng trên dưới đánh giá nàng chỉ sợ ngươi không bồi thường nổi nàng ta xoay người vẫn muốn lên thuyền lạc bảo châu cúi đầu xem xét gia nhi mới phát hiện cổ bé còn bị móng tay cô nương kia quẹt qua càng thêm tức giận lập tức giữ chặt nàng ta ngươi nói rõ ràng cho ta lạc bảo anh vừa chạy tới cũng đồng thời nói to ngươi đứng lại đó cho ta cô nương kia lại theo bản năng đẩy lạc bảo châu nàng ta từng học võ sức lực rất lớn một trường kia thế nhưng đẩy lạc bảo châu ra xa một trượng sao nàng có thể đứng vững được lập tức ngã xuống đường mòn giải đá vụn cổ chân lập tức bị trẹo đau đến mức muốn khóc nhưng nàng không phục đau lòng đệ đệ bị thương cô đứng dậy muốn đi tìm cô nương kia lúc này lại cảm thấy đầu vai đau xót có người sách nàng lên như sách con gà con hết phần 7